chương bốn linh một tiêu viêm bị cường đông cung hết thảy như thường tiến hành trung dũng tướng quân phủ đã có thể không thuận lợi vậy tây vực công chúa của hồi môn thật sự là quá nhiều mấy vạn đầu dê bò nhốt ở tướng quân trong phủ tiêu viêm đau đầu vội một cái giữa trưa cũng may các tân khách tất cả đều đi tham gia thái tử điện hạ hôn lễ thẳng đến buổi chiều thời điểm tiêu viêm mua tới quảng gia an bài người đi đem dê bò tìm một chỗ địa phương an trí đến nỗi dư lại của hồi môn chính là vàng bạc châu báu còn có một ít dân tộc thiểu số phục sức. Tùng Tán làm đạt thu hiên viên triệt cùng hiên viên đế vì tiêu viêm chuẩn bị sính lễ, ước chừng 300 nhiều đài, trong đó có không ít hạt giống đều là thích hợp thảo nguyên loại. Tùng Tán làm đạt đã trở lại trạm dịch chuẩn bị thu thập hành lý, ba ngày công chúa hồi môn lúc sau hắn liền chuẩn bị hồi Tây Vực. Mà Tây Vực công chúa của hồi môn đông đảo, thì nữ chỉ để lại hai cái, dư lại người đều phải trục xuất trở về không thể lưu tại bên này. Ước chừng 520 nâng của hồi môn, bao gồm sinh hoạt ăn mặc ngủ nghỉ, thậm chí liên quan quan tài đều mang lại đây, ngủ ý từ sinh ra đến chết. Mỗi một cái trương mặt trên đều xoát hồng sơn, có riêng phù văn, tượng trưng cho tây vực công chúa thân phận của hồi môn, cùng với sáp ông cùng hổ phách liền có suốt 20 trương tướng quân phủ vốn dĩ liền không lớn, vì thế lại đằng năm gian ra tới đương nhà kho. Tây vực công chúa tuy rằng năm nay mới 18 tuổi, chính là phát dục tốt đẹp, có vẻ một chút đều không chắc nịch, nên có thịt địa phương có thịt. Bởi vì tập võ nguyên nhân, cánh tay thượng thậm chí có một bộ phận cơ bắp, hôm nay ăn mặc một bộ màu đỏ lớn mật áo cưới là tây vực đặc có. Trốn bắt lộ đến bên ngoài, làng váy tách ra chạy đến đùi căng, như là vì nên đón đêm động phòng hoa chút, cố ý như vậy xuyên. Ai làm tiêu viêm cái kia bổn tiểu tử không thông suốt, hai cái thị nữ như vậy kiến nghị công chúa, tiên như nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, cứ như vậy lớn mật mặt ở trên người. Chẳng qua ở từ dịch quan ra tới phía trước bên ngoài bộ một kiện màu đỏ kim sa áo khoác nhìn không ra tới mà thôi. Tướng quân phủ khách nhân không nhiều lắm, tiêu viêm chạm vạn cùng phụ cận khách khứa cùng với một chúng tiểu binh hàng huyên vẫn luôn uống đến sau nửa đêm, chính là không nghĩ nhanh như vậy nhập động phòng. Chính là ai biết tây vực công chúa thế nhưng có như vậy đại sức chịu đựng, tiêu viêm đẩy cửa tiến vào, chuẩn bị tượng trưng tính đem khăn vang xốc về sau lại đi ra ngoài một lần nữa tìm phòng trụ. Ai biết vừa mới tiến vào đã bị trước mắt một màn chấn kinh rồi, hắn đi qua đi cầm lấy đòn cân đem màu đỏ rực khăn vang vạch trần dị vực công chúa phong tình tại đây một khắc bày ra vô cùng nhường nhuyễn, chỉ thấy công chúa trên đầu rơi rụng kim sắc tua châu hoa giống như bộ diêu lung lay. Vương miệng tinh xảo mà đẹp đẽ quý giá, mặt sau trụy hồng bảo thạch, tua xuyến liền tựa như bộ liên giống nhau ổn định vững chắc treo ở đỉnh đầu, lưu ly ở ánh đèn lay động hạ rực rỡ lấp lánh. Tiên như vạch trần tua mặt mành, ánh vào mi mắt chính là một trương tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, tràn ngập dị vực phong tình, thâm thúy hốc mắt mê người mà lại vũ mị. Tiêu viêm thiếu chút nữa xem hoa mắt, hắn thừa nhận hắn có trong nháy mắt kinh diễm, chính là hắn là quân tử, như thế nào có thể suy nghĩ bậy bạ đâu. Tiêu viêm bản bản thân mình thần sắc trấn định nói, công chúa Điện Hạ, ngươi như thế nào còn không ngủ. Ăn mặc như vậy kinh bạc, lãnh tới rồi làm sao bây giờ. Hiện giờ bất quá là 3 tháng hạ tuần, trường an thành giống nhau muốn 4 năm tháng mới có thể bắt đầu ấm áp, tiên như phản phất không cảm thấy lãnh giống nhau. Trong phòng không phải có bếp lò sao. Còn hảo đi ta cảm thấy hiện tại không tính là quá lãnh. Tiên như vô tội ngước mắt nhìn về phía hắn. Tiêu viêm 29, đúng là một người nam nhân thân mình triển khai tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, tiêu viêm lớn lên tuấn tiếu, làn da hiện ra hơi hơi màu đồng cổ, một khuôn mặt lại thiên bạch. Tiêu viêm đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới cho nàng đắp lên, về sau không cần còn như vậy xuyên, nữ hài tử như vậy xuyên rất nguy hiểm, này quần áo rất không đứng đắn. Chính là ta thực mau không phải nữ hài tử, qua hôm nay buổi tối ta chính là phu nhân của ngươi. Tiên như biểu môi, ở chúng ta Tây Vực như vậy xuyên thực bình thường nha. Ta làm Tây Vực công chúa, mặc vào Tây Vực áo cưới gả cho ngươi đây chính là trí Chí cao vô thượng vinh quang. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân gia đâu. Ngươi mới có vẻ không đứng đắn. Công chúa, ngươi yên tâm, hôm nay buổi tối ta sẽ không chạm vào ngươi, ta biết ngươi là vì giúp ta hết giận, cho nên mới nguyện ý gả cho ta. Cách màu đỏ áo cưới đều có thể cảm giác được ngực vạm vỡ, Tiên như rốt cuộc ngồi không yên, tiêu viêm, ngươi cho ta nghe hảo, ta thích ngươi, ta thưởng thức ngươi, bởi vì ngươi trọng tình trọng nghĩa, không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa, không phụ trách nhiệm ngươi. Ngươi cho rằng bản công chúa gả cho ngươi chỉ là vì giúp ngươi xả giận, khí vị kia hạnh nhi cô. Nương sao? Ngươi thật đúng là tưởng sai rồi, bản công chúa còn không có như vậy thiện lương đâu. Tiên như tức khắc liền tạc mau, ngoài cửa hai cái thị nữ cũng mặc kệ bọn họ như thế nào xảo, dù sao liền chết sống giữ cửa gắt gao cột lại, thậm chí còn riêng thượng khóa. Tiêu viêm nghe thấy ngoài cửa khóa cửa thanh thật sự là vô ngữ, quay đầu ông chăn ngủ đến bên cạnh trên cái giường nhỏ đi. Thời gian không còn sớm, công chúa sớm chút nghỉ tạm đi. Tiêu viêm, đêm động phòng hoa chút ngươi liền phải như thế nhục nhã ta sao? Thực xin lỗi, công chúa, thỉnh cho ta một chút thời gian suy xét. Hạnh nhi đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn xoay người liền cưới nữ nhân khác, nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? không được, ta mặc kệ, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, ngươi liền tưởng bỏ xuống ta, ngươi muốn ngủ tiểu giường, ta liền bồi ngươi cùng nhau ngủ tiểu giường. Tiên như mới mặc kệ hắn đâu. Bên hông treo một chuỗi lục lạc, đi đường đinh linh len ken vang, tiêu viêm vừa mới nằm xuống bị một màn này dọa tới rồi. Trắng bóng một tảng lớn, không vì không gầy, thịt đô đô vừa vặn tốt, cao xẻ tà làng váy thiếu chút nữa làm hắn phun máu mũi nhìn đến tình huống bên trong. Tiên như ông chăn một phen quang đi lên đem hắn tể tới rồi bên trong góc tường, hôm nay buổi tối ta bồi ngươi ngủ nơi này, ta là thê tử của ngươi, đêm tân hôn như thế nào có thể bỏ xuống thê tử phòng không gối chiếc đâu. Công chúa, ta chỉ là ngủ ở trên cái giường nhỏ, này cũng không gọi phòng không gối chiếc đi. Tiêu viêm cực lực biện giải nói. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là dám một mình bỏ xuống ta, không cùng ta ngủ một cái giường, ngày mai ta liền đi trước mặt bệ hạ tham ngươi một quyển. Tiêu viêm vô tội biểu môi, tuy rằng công chúa thực mê người chính là hắn còn phải hành vi thường ngày nam đức nha công chúa nếu chói loại câu dẫn hắn như vậy hảo sao tiêu viêm ta không tin ngươi xem ta hai mắt trống trơn tây vực nam nhi không có không bị bản công chúa mỹ mạo sở mê hoặc cũng cũng chỉ có ngươi cái này ngốc lăng tử chính là cái ngốc đầu ngỗng mỹ nữ ở trước mặt ngươi đều thờ ơ ta không tin ngươi là liễu hạ huệ tiêu viêm sợ tới mức một cái xoay người lên vội vàng chạy này trương giường quá nhỏ chúng ta hai người ngủ có điểm tể ta còn là đi ngủ bên kia đi. Tiên như một cái nhảy đánh đứng dậy, một tay đem hắn đẩy đến chủ hôn giường, tiêu viêm thiếu chút nữa eo cộng sinh đau. Tiên như thuận thế từ bên cạnh gối đầu hạ lấy ra tới một quyển sách mở ra, tiêu viêm thấy thư nội dung khi, toàn bộ đầu nhanh chóng thăng ôn biến thành màu đỏ đầu heo. Thế nào? Quyển sách này ngươi thích sao? Đây chính là thái tử điện hạ cố ý đưa. Tiên như khiêu khích nhìn về phía hắn. Tiêu viêm nghẹn khuất, chủ tử sao lại có thể đối với ta như vậy? ô ô ô quả thực chính là cố ý rõ ràng chính là sợ hãi hắn bị tiên như công chúa coi trọng không nghĩ tới thành hôn đều chọn ở cùng một ngày hắn thành hiệp sĩ tiếp mâm ô ô ô tiêu viêm miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất giống cái bị ủy khuất tiểu tức phụ nhi giống nhau ném xuống chăn chuẩn bị từ ngoài cửa sổ chạy tiên như công chúa lại không có buông tha hắn tốc độ so với hắn còn nhanh nói giỡn nếu là nàng đêm nay không có động phòng khẳng định sẽ bị những người này chê cười chết tiêu viêm ta lại không phải cái gì ăn người ác ma, yên tâm hảo, động phòng loại sự tình này thế nào cũng là nữ hài tử có hại không phải. Tiêu viêm đầu diêu liền cùng trống bỏi giống nhau, công chúa, cầu xin ngươi thả ta đi. Nước mắt đều sắp chảy xuống tới. Không được, bản công chúa tâm duyệt ngươi, đêm nay nếu ngươi không nghĩ động phòng nói, kia bản công chúa tới giúp ngươi. Tiên như cũng không biết nơi nào tới sức lực, một tay đem hắn ấn tới rồi trên giường. Trong phòng, tiêu viêm không ngừng giải dụa, Ai biết tại đây loại sự tình thượng hắn căn bản vô pháp phản kháng, cũng không biết là thân thể đã tiếp nhận rồi vẫn là như thế nào. Tiêu viêm không đành lòng đánh nữ nhân, từ lúc bắt đầu kháng cự đến cuối cùng biến thành hưởng thụ, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có. Này một buổi tối cứ như vậy cứ như vậy đèn đút sáng trưng qua, ngoài cửa thị nữ đã sớm che miệng cười đi trạm dịch mật báo. Hôm sau, tiêu viêm lên, toàn thân nói không nên lời thông suốt, nhiều năm như vậy phản phất sống uổng phí, nguyên lai like khai trai là loại mùi vị này chính là hắn vẫn là có chút buồn bực sốt lên chăn nhìn không hoàn chỉnh chính mình lại nhìn nhìn bên cạnh tiên như gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửng công chúa về sau ta sẽ đối với ngươi phụ trách chỉ là chúng ta chi gian khả năng sẽ không có phu thê chi tình tiên như đột nhiên mở bừng mắt không quan hệ có phu thê chi thật thì tốt rồi ta tin tưởng lâu ngày sinh tình ngươi nhất định sẽ thích thượng ta tiêu viêm ta ta cái gì ta nha nếu ngươi không ngại chúng ta có phu thê chi thật nói vậy ngủ tiếp trong chốc lát. Tuy như nghĩ đến đêm qua tư vị, kia kêu một cái sản, trực tiếp xoay người cưỡi đi lên. Tiêu viêm, ngô 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 căn bản phản kháng không được công chúa hảo sinh hung. Mảnh Trong phòng truyền đến đánh nhau thanh âm, thị nữ mặt đều đỏ bừng, nhưng lại thích nghe ngóng. Một canh giờ sau, tiêu viêm ủy khuất xúc ở góc giường, công chúa, lần sau có thể hay không không cần mạnh như vậy. Ta Ta chịu không dậy nổi a. À. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu đã đáp ứng rồi, ta liền không thể đổi ý, đến nỗi hạnh nhi cô nương sự tình, ngươi liền không cần lại lừa mình dối người, ta biết ngươi vẫn luôn chính là đem nàng đương muội muội đối đãi này phong thư là hạnh nhi thác ta cho ngươi. Tiên như đứng dậy đem chăn khóa lại trên người, từ góc bàn khay hạ lấy ra một phong thơ, quay đầu phát hiện tiêu viêm rung bần bật bọc trướng màng, thiếu chút nữa không nhịn xuống cười to ra tiếng. Tiên như cực lực cố nén cười, được rồi, nếu bản công chúa gả cho ngươi về sau liền nhất định sẽ đối với ngươi tốt, này phong thư là hạnh nhi cô nương thác ta cho ngươi, nàng nói làm ta chúc ngươi hạnh phúc. Nàng nói, nàng biết ngươi đối hắn chỉ có huynh muội chi tình, chỉ có ý thức trách nhiệm, nàng cũng không tưởng liên lụy ngươi, nàng hiện tại cũng nghĩ thông suốt, hiện tại nàng quá rất khá. Có lẽ đây mới là ngươi quy túc, nàng chúc phúc chúng ta đâu. Tiêu viêm xem xong tin thật là nàng chữ viết, hạnh nhi cũng thật là nói như vậy, bị bắt tiếp nhận rồi hiện thực. Hảo, đêm qua ngươi vất vả, ta làm cho bọn họ chuẩn bị nước tắm tiến vào, chúng ta cùng nhau tẩy uyên ương tắm tiêu viêm mở to hai mắt nhìn không 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 cần như thế nào ghét bỏ bản công chúa thân mình dơ không 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 đúng không đúng kia không phải được bản công chúa đều còn không có ghét bỏ ngươi một cái tháo hán tử cả ngày vũ đao lộng kiếm toàn thân trên dưới đều có một cổ hãng xuống mùi vị tiêu viêm ta tối hôm qua tắm rồi lúc này mới đối sao, ta liền biết ngươi vẫn là thực chờ mong đêm động phòng hoa chúc Tiên như một câu đem hắn dỗi nói ngậm miệng không tiếng động. Chương 402 đối tức phụ nhi hảo điểm. Sáng sớm, mênh mang thiếu chút nữa ngủ quên, buổi sáng lên đầu còn có chút choáng váng, tổng cảm giác có một đạo nóng rác tầm mắt ở trên người nàng đánh giá, mênh mang buồn ngủ toàn vô, một chút mở mắt ra. Ngước mắt đối thượng là một con đại chó săn, so tiểu lan truy tiểu tiểu bạch còn muốn nóng bỏng ánh mắt, nam nhân cổ áo hơi hơi rộng mở, ngực nửa lộ, mênh mang thiếu chút nữa xem chảy nước miếng. Hiên viên triệt ánh mắt sáng quắc, cứ như vậy nhìn chầm chầm vào nàng, phản phất ở thưởng thức cái gì tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Mênh mang, ngươi rốt cuộc tỉnh, tối hôm qua ngươi vất vả. Ngữ khí mang theo vài phần ái muội, nhẹ nhàng ở nàng giữa cổ hà hơi, mênh mang thiếu chút nữa chống cự không được. Hai người chân dựa gần, thân thể truyền đến một trận dị dạng cảm giác, mênh mang một tay đem hắn mặt vỗ nhẹ nhẹ đừng qua đi, ta đêm qua có phải hay không uống nhiều quá? Vì cái gì đã xảy ra chuyện gì? ta không nhớ rõ mênh mang ngươi thật sự không nhớ rõ sao có cần hay không ta giúp ngươi hảo hảo hồi ức một chút mênh mang đại não ầm ầm vang lên nàng đại khái giống như có lẽ nhớ rõ một ít đi trong đầu truyền đến linh tinh mảnh nhỏ thiên nộp đêm qua nàng như vậy chủ động sao mênh mang giống như nhớ tới cái gì khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng gương mặt hiện lên một mạc không bình thường đỏ ửng tối hôm qua từng màn hiện lên ở trước mắt xốc lên chăn nhìn nhìn trên cổ trên người giấu hôn, hận không thể một cái tác đánh chết hắn, một đôi mắt hạt châu trừng lão đại, ngươi tên hỗn đảng này, thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hừ. Hiên viên triệt nghi người một tay chống đầu hai mắt hiếp nhìn về phía nàng, lời này nói đã có thể không đúng rồi, sao lại ta vì ngươi truyền tống nội lực, ta nhớ rõ ngươi giống như thanh tĩnh một ít, là ngươi chủ động. Dù sao ta không nhớ rõ, ta không nhớ rõ. Mênh mang ôm đầu diêu giống cái trống bỏ giống nhau, đằng một chút chuẩn bị ngồi dậy tới, trên eo truyền đến một trận đau nhức cảm. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta eo đau quá, hảo toan trướng A, à, mau giúp ta xoa xoa. Hảo! thiên viên triệt hiếp con ngươi, khóe miệng mang theo ý cười, tối hôm qua dị thường thỏa mãn, mà giờ phút này giống như lại không thỏa mãn. Đôi tay chạm vào kiều kiều nộn nộn làn da, thế nàng bóp nhẹ trong chốc lát, thật sự không nhịn xuống ở trên eo khác một phen, mênh mang ăn đau kinh hô, trở tay khác hắn một phen kiều kiều mềm mại thân hình làm hắn muốn ngừng mà không được hiên viên triệt vốn là mẫn cảm thân hình kêu lên một tiếng dây tiếp theo không trang mênh mang thật sự không nhớ được tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao mênh mang đương nhiên sẽ không thừa nhận loại chuyện này như thế nào không biết xấu hổ nói ra duỗi tay lại khắp hắn một phen che giấu chính mình xấu hổ loại chuyện này chính ngươi nhớ rõ thì tốt rồi đừng hỏi ta nếu không ta giúp ngươi hảo hảo hồi ức hồi ức mang theo nghiền ngẫm tiếng nói trầm thấp mà lại khàn khàn mang theo một tia từ tính, mênh mang. Khiên viên triệt một cái xoay người đè ép đi lên, mênh mang tay đấm chân đá vô dụng, đôi tay. Bị gắt cao ấn xuống, một đôi đùi bị bắt tách ra, mênh mang, không cần cự tuyệt ta, được không? Chúng ta đã là phu thê, từ nay về sau ngươi chính là ta thái tử phi, ta sẽ kính ngươi, ái ngươi, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Mênh mang bị hắn chân thành ánh mắt sợ đã động, ma xui quỷ khiến gật gật đầu vẫn là có chút không quá thói quen, ngươi nhẹ một chút, không cần làm đau ta được không một trận sột sột soạt soạt thanh qua đi mênh mang lúc này mới phát hiện nàng trước kia hiểu lầm lớn khi còn nhỏ cùng cha mẹ ngủ chung thời điểm nàng tưởng mẫu thân cảm thấy đau cho nên mới kêu ra tiếng bởi vì thân thể phản ứng quá lớn căn bản không đau ngược lại mang theo một tia thoải mái nhưng thật ra làm nàng có vài phần cảm thấy thẹn ái muội không khí nhanh chóng thăng ôm khiên viên triệt nửa ghé vào trên người nàng vẫn không nhúc nhích hai người cứ như vậy cho nhau ôm lại ngủ trong chốc lát Thẳng đến trong cung người tới thỉnh bọn họ, Hiên Viên Triệt mới ra tiếng ý đồ đem nàng đánh thức. "Mênh mang, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi lên." Hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, Mênh mang ngủ say giống chỉ tiểu miêu giống nhau đáng yêu, Mênh mang phất tay nâng nâng hắn móng vuốt, "Ai nha, ta không ta còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát, hảo phiền nha, đều không thể ngủ nướng." Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ, đành phải tùy ý hắn, công công tới thúc giục lần thứ hai, Mênh mang buồn ngủ toàn vô, "Hảo tưởng mỗi ngày đều ngủ nướng nha." trong cung phái tới ma ma đưa tới thái tử phi triều phục dựa theo mênh mang thích nhất nhan sắc chế định minh mang lúc này mới không tình nguyện mà chuẩn bị bò lên giường giờ thìn vừa qua khỏi hai người đơn giản rửa mặt qua đi phao trong chốc lát tắm ngay sau đó minh mang tùy ý ma ma lôi kéo trang điểm thái tử phi độc hữu tạo hình làm nàng cả người thoạt nhìn thành thục không ít Khiên viên triệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sơ phụ nhân búi tóc minh mang trên đầu mang thái tử phi độc hữu trang sức thêm kim bộ diêu đi đường dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, cả người phản phất thiên tiên hạ phàm giống nhau. Có kiểu tóc phụ trợ, cả người tất cao một đoạn, trước mắt hiện lên một mặt kinh diễm, nhưng thật ra ý nhị mười phần. Mênh mang thân xuyên màu lam nhạt sa y, đơn giản lại không mất phong nhã, vũ mị ung dung, lịch sự tao nhã ngọc nhan thượng thường họa thanh đạm hoa mai trang. Nguyên bản thù ly thanh lệ gương mặt nhân thành nữ nhân mà cởi kiếp kia non nớt ngây ngô hiện ra ra nhẹ nhẹ vũ mị, câu hồng nhíp phách. Tựa trích tiên phong tư trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành mặt, nếu phàm trần lây dính nhẹ nhẹ trần duyên tiên tử lệnh nam tử đột nhiên mất hồn phách, nhưng nhất lệnh người khó quên lại là kia một đôi sáng sủa tinh quang thủy mắt. Con mắt sáng thuộc về màu xanh lam, ánh trăng sáng tỏ, phản phất một mảnh hải xanh thẳm, nếu có thể mê đảo ngàn thế phù hoa. Nhật nhạt cười có thể hấp dẫn trụ ngàn vạn người. Phía sau tổng tản ra nhàn nhạc từ từ thanh niên tự nhiên bạc hà hương, thiếu chút nữa làm hắn xem hoa mắt. Hiên viên triệt hôm nay xuyên chính là cùng sắc hệ xứng mênh mang phục sức, trên chân trang bị cùng sắc hệ dày, mênh mang chân mang một đôi bách hoa mẫu đơn khổng tước nạm trân châu dày theo. Mênh mang, ngươi hôm nay thật đẹp. Nó giống như trước kia ta lớn lên thực xấu giống nhau. Mênh mang nghĩ đến trên người xanh tím vết bầm, không chút khách khí hướng nàng mắt trợn trắng nhi dỗi nói. Ngươi còn ở giận ta. Hừ. Lần sau không được như vậy thô lỗ. Hảo. Hiên viên triệt sủng nịch lôi kéo nàng tay nhỏ lay động, giờ tị, lạc hồng thăng đưa đến trường xuân cung, hiên viên đế cố ý đem thấy trưởng bối địa điểm lựa chọn thái hậu nương nương tẩm cung, đủ để thấy được đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Hiên viên đế cùng thái hậu nương nương đã chờ không kịp, giang hoàng hậu cùng đi ở bên, bọn thị nữ bưng bảy tám cái trên khay mặt tất cả đều là châu ngọc trang sức, còn có các trưởng bối ban thưởng. Hiên viên khê hôm nay cố ý hợp tác phò mã tiến cung, hai bên đánh cái đối mặt, xấu hổ nhìn nhau cười, ca ca, ta là nên gọi ngươi muội phu đâu? Hay là nên kêu ngươi ca ca? Không lớn không nhỏ, về sau đây là ngươi tẩu tử. Hiên viên triệt lôi kéo mênh mang tay, minh mang một khuôn mặt hồng liền cùng đếp khỉ dường như. Ai nha, không được, minh mang muội muội là ta tướng công muội muội, về sau ca ca chính là ta muội phu. Hiên viên khê nghịch ngợn thè lưỡi. Hiên viên triệt mặt đen, kia về sau các luận cắt đi. Dù sao về sau ngươi cần thiết quản nàng kêu tẩu tử. Hiên viên khê cười tủm tỉm hô, ca ca tẩu tử hảo. Minh mang gật gật đầu thiếu chút nữa một cái lão đảo, nàng so khê tỷ tỷ còn nhỏ, nàng thành tẩu tử. Hiên viên triệt cười nói, lúc này mới đối sao, về sau ngươi kêu chúng ta ca ca tẩu tử, Minh mang cũng kêu các ngươi ca ca tẩu tử, này không phải thực công bằng sao. Hai vợ chồng đi ở bọn họ phía sau, hai người lẩm nhẩm lầm nhầm. Ca ca lập tức thành muội phu, thật đúng là có chút không quá thói quen, tư nguyên ca, ngươi có hay không không thói quen nha thái tử biến thành ngươi muội phu cảm giác như thế nào? Tô Tư Nguyên lắc lắc đầu. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, dù sao đều là muội muội, muội phu, chẳng qua thái tử biến thành muội phu, cảm giác này quả thực không cần quá đắc ý, về sau muội muội có thể ở kinh thành đi ngang. Hiên Viên Khê ăn mặc tương đối điệu thấp, hiện giờ đã gả làm người phụ, cũng may thời tiết tương đối ấm áp, hiện giờ thoạt nhìn thế nhưng sau mênh mang còn muốn thành thục vài phần. Nàng một thân xanh biết Thúy Yên Sam, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài thân khoác thúy thủy mỏng yên xa, vai như tước thành eo nếu ước tố cơ nếu nõn nà khí nếu u lan kiều mị không có xương nhập diễm ba phần cá sấu nàng phồng lên bụng nhỏ bất kể cũng là một quả sống thoát thoát đại mỹ nhân điển hình trường thai không dài thịt căn bản nhìn không ra tới nàng mang thai dấu vết hiện giờ đã bảy cái nhiều tháng tô tư nguyên nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi lên bậc thang sợ nàng té ngã hiên viên đế tâm tình kia kêu một cái hảo Hôm nay Hạ Triều cố ý đem Tô Hoài Cẩn kêu lại đây xem bọn họ kính trà, Tô Hoài Cẩn viên cái đại bạch mắt Nhi. Tô Ái Khanh, ngươi nữ Nhi đã trở thành con dâu của ta Nhi, về sau ngươi cứ yên tâm hảo, gả vào hoàng gia khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Hiên viên đế bàn tay vung lên, bên cạnh 15 cái trên khay bãi cơ hồ tất cả đều là thiên tơ tầm thủ công định chế quần áo, mặt khác năm cái trên khay tất cả đều là hoàng kim đá quý chế tạo kim sức. Tô Hoài Cẩn khóe miệng kéo kéo, ngươi còn không phải là tưởng khoe ra một chút ngươi nhi tử cưới tới rồi ta khoe nữ sao? Hừ, cái kia tiểu tử thúi sớm biết rằng lúc trước liền không cho hắn tiếng hắn gia môn, không nghĩ tới bị cái tiểu hài tử cấp lừa. Hiên viên đế thấy tô hoài cẩn ăn mệt, tâm tình đừng nói có bao nhiêu sung sướng, hồi tưởng khởi phía trước hắn thường xuyên bị tô ái khanh dỗi, nói con của hắn cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, giờ khắc này muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Tô Hoài cẩn hắc một khuôn mặt đứng ở bên cạnh, minh mang sữa miệng kính trà thời điểm nhưng thật ra có chút ngốc bất quá nàng ở kêu phụ hoàng mẫu hậu thời điểm đích xác có chút biệt nữ nàng cha sắc mặt lại trầm vài phần minh mang bệ hạ khẳng định lại ở hắn cha trước mặt khoe ra bất quá ở nhìn thấy tràn đầy khay ban thưởng vàng bạc châu báu sau minh mang lại tâm động một nguồn một cái phụ hoàng mẫu hậu một nguồn một cái hoàng tổ mẫu kêu hoàng gia kia kêu một cái tâm hoa nổ phóng lý lan hận không thể đem trường xuân cung tẩm cung bên trong sở hữu đáng giá đồ vật đều đưa cho nàng Hiên viên triệt toàn bộ hành trình ánh mắt đều ở mênh mang trên người, mênh mang tựa như một con chờ đợi bị hút miêu. Tô Hoài Cẩn, quả thực không mắt thấy, đáng thương ta khuê nữ Nga. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi trở về đi. Quay đầu lại ta sẽ làm người đem ban thưởng cho các ngươi đưa lại đây, ai da có chút mệt mỏi. Lý Lan như thế nào sẽ không biết tôn nhi tâm tư. Nhìn kia đầy mặt cảnh xuân, tự hồ chưa đã thèm biểu tình liền biết. Triệt nhi, từ nay về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi mênh mang, ngươi so nàng đại, nhường nàng một ít, nam nhân phải biết rằng đau tức phụ nhi, cũng không nên quá làm tức phụ nhi mệt nhọc, tránh cho bị thương thân mình. Giang hoàng hậu hiên viên đế kéo kéo khóe miệng, lời này tuy rằng bọn họ cũng tưởng nói, chính là bọn họ nói không nên lời, ước gì bọn họ chạy nhanh tạo hài tử cho hắn mang. Hiên viên triệt có loại tâm tư bị nhìn thấu cảm giác, mặt già đỏ lên xoay người cáo từ, lôi kéo mênh mang liền chạy, lưu lại mấy người che miệng cười trộn chương 403 ái gánh nặng. Ngày thứ ba, Minh Mang cùng Hiên Viên Triệt mang theo suốt 10 xe ngựa to đồ vật, nhưng đem quyền quý các phu nhân hâm mộ hỏng rồi, thử hỏi có ai gia cô gia hào phóng như vậy. Tô gia người sớm liền chờ ở hầu phủ ngoài cửa, tô gia người đều tề tụ một đường, tiếp kỳ kỳ hiện giờ mang thai hơn 8 tháng, thân mình trọng, không có phương tiện lại đây, tiếp đại phu cố ý đem cháu gái nghi tiếp trở về tỉnh dưỡng, một bên cũng vì nàng điều trị thân mình. Tiết đại phu thai phụ nói không thể cùng ăn một ngụm cơm, càng không thể lấy cùng uống một nguồn nước giếng, cho nên hôm nay cố ý tặng lễ vật lại đây. Mà Tô Tư Một đi biên cương, ở sinh sản phía trước mới có thể chạy tới, năm nay cũng liền không có gấp trở về, cố ý đưa tới hạ lễ. Dư lại cả gia đình nhìn thấy thái tử đồng thời hành lễ, thần bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thái tử phi. Hiên viên triệt đỡ mênh mang thấy đang chuẩn bị hành lễ, duỗi tay một tay đem tô lão nhân, tô lão bà tử đỡ lên, tô lão nhân tô lão bà tử đối cái này tôn nữ tế nhưng thật ra còn rất vừa lòng. Tô Hoài cẩn xuống một khuôn mặt, hừ. Cũng không chịu đỡ ta cái này nhạc phụ đại nhân. Ông thị dùng khuỷu tay quải quải hắn, cuối cùng khôi phục trấn định, bất quá đối thượng hiên viên triệt, dù sao là không có một bộ sắc mặt tốt, ta cảnh cáo ngươi A, không được khi dễ nữ nhi của ta. Hiên viên triệt khóe miệng cười cứng đờ ở trên mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là hảo, như vậy tính khi dễ sao vậy bình thường phu thê chi thật, được không? Ông thị nhìn nữ nhi nhu nhược. Thân hình, lại nhìn nhìn bên cạnh cao lớn thái tử không khỏi một trận đau lòng. Tô Hoài cẩn xuống một khuôn mặt, nghĩ đến lão hoàng đế cùng hắn khoe khoang nữ nhi thành hắn con dâu thời điểm, liền chưa cho hiên viên triệt sắc mặt tốt, quay đầu đối thượng nữ nhi thời điểm, kia kêu một cái thân mật, bảo bối nữ nhi nha, rốt cuộc đã trở lại. Tô gia ba cái ca ca còn có ba cái tẩu tẩu hai cái bọn đệ đệ xông tới, trừ bỏ tô tư nguyên khê công chúa ở nhà chính dư lại người đều ở bên ngoài từng cái vây quanh bọn họ đi đến khê công chúa phiếm tình thương của mẹ duỗi tay đỡ bụng cười nói gặp qua ca ca tẩu tẩu gần nhất mấy ngày các ngươi hai cái vất vả nha trong miệng không có hảo ý nhìn nhìn mênh mang trên cổ mênh mang phản ứng lại đây hận không thể tìm cái khe đất toảng đi xuống cố tình sở hữu quần áo đều có cách lãnh thật vất vả tìm một kiện giao nhau lãnh vẫn là lậu một chút ở bên ngoài Hiên viên triệt theo muội mũi ánh mắt nhìn qua đi, sắc mặt phím hồng, hơi hơi kinh ngạc nói, có thể là đêm qua bị mũi cắn được, đại gia không cần hiểu lầm. Minh mang quay đầu tới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào không ai đưa ngươi là người câm. Kết quả càng bôi càng đen, tô gia bốn cái tẩu tẩu nhóm đó là hiểu, từng cái chỉ cười không nói, ánh mắt không ngừng ở bọn họ hai người trên người ngó, xem hai người không được tự nhiên. Gia gia nãy, cha mẫu thân, đại bá, nhị bá, đại bá nương, nhị bá nương, các vị ca ca, tẩu tẩu, các đệ đệ mùi mùi, ca ca tẩu tẩu nhóm đứng lâu như vậy, lại vất vả sáng sớm thượng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, phỏng chừng cũng đói bụng, chúng ta trước dùng cơm đi. Cô Tư Nguyên đúng lúc mở miệng đánh vỡ xấu hổ không khí. Tường Long song phi, bạo xào. Gà, nguyên bạo tử bồ câu. Bảo Việt Hoang, Phật. Cuốn, xào mực ti. Ti tô tước như ý cuốn, trân châu vĩ thúy bánh trôi, lư đã cổn, xúc sa canh một tê canh, lộc lê, đủ loại màu sắc hình dạng cái gì đều có, xem đến bên mang chảy nước miếng. Còn có vật khiêu tường, say xương sườn, quả vải thịt, những ban chỉ sò khô, vưu khê bạc vịt, thất tinh cá viên canh, mềm lưu châu khang cá, long thân đuôi phượng tôm, hầm toàn gà, du bạo sông giòn, hương lộ toàn gà, say trai thịt. Thủy tinh hào đề, thịt viên gạch cua chân rau xanh, kim lăng viên, bạch nước viên đồ ăn, đất đỏ hầm gà, hầm gà phu, kim lăng vịt muối, kim hương bánh, canh gà nấu ngàn ti, thịt những sinh phu, đuôi phượng tôm, tam bộ vịt, tương đầu heo thịt. Cá chua tây hồ, đông pha thịt, tái cu quỳ, quê nhà nam thịt, ngàn nổ vang linh, lá sen phấn chưng, tây hồ rau nhút canh, tôm xào long tỉnh, hàng châu hầm gà, hổ chạy tố hỏa thoái, ngàn đồ ăn nấu thịt, nghêu sò cá hoa vàng canh, kêu hóa đồng gà, hương tô nấu thịt, mướp hương kho chưng cá hoa vàng, tam ti quái xanh, du nấu măng mùa xuân. Mênh ma nhìn tràn đầy một bàn lớn đồ ăn chảy nước miếng, tất cả đều là chút mới mẻ món ăn, trước nay chưa thấy qua, gia gia, ngươi gần nhất lại học nhiều như vậy thái phẩm, ta đoán nhất định là ngươi làm, nhìn hảo hảo ăn nha. Hắc hắc. Kỳ thật cũng đã không có, có một bộ phận là ngươi nãy nãy cùng một ít nhà giàu phu nhân học, mặt khác một ít là ngươi nương cố ý tiêu tiền đi theo nhân gia học làm, ngươi xem này đó, có bàn đào cơm, trùng dương bánh, đậu nhi bánh, lật bánh, bọc chưng bánh chưng, thủy tinh bí đao sủi cảo. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị tô lão bà tử tiếp đi rồi, tô lão bà tử nhìn cháu gái nhi kia kêu một cái thân mật, còn có mặt khác đâu món ăn nhưng nhiều, ca ca ngươi tẩu tẩu nhóm cũng có phần, có chút đồ ăn đều là bọn họ tự mình làm. Cây chân tử khương, cây củ cải, quả mơ khương, cây dưa, ngó sen mắm, bí đao trách, măng trách, dao bạch trách, tàu quỳnh chi, tàu hoàng mầm, mật tí đậu hũ, vừng cây đồ ăn, đậu hũ canh, chiên đậu hũ, trách đồ ăn. Chân mềm dương, dương đề măng, ngũ vị hạnh sữa đặc ngỗng, nhàn măng chưng ngỗng hồng ngao gà bạch tạc xuân ngỗng hành bát thỏ chương ba lộc bô chiên hoàng tước tám tháo am tử mật nướng hoàng tước ngao món ăn hoang giả chờ hải sâm bồn chưng đồ sấy hợp chưng đi du đậu cổ khấu thịt cây rác gà con động đình kim quy võng du xá xíu động đình cá quế con bướm phiêu hải đường phèn tương liên thịt kho tàu hàng quẩn hạt dẻ thiêu cải ngồng tương tây toan thịt xào huyết vịt này đó liền không nói mênh mang ngày thường thường xuyên ăn đến nỗi dư lại bát tiên quá hải nháo la hán thơ lễ bạch quả một trứng ấp song phượng ôm ấp cá chép thần tiên vịt, dây lưng thượng triều hoa lam cá quế khổng phủ cái lẩu đai ngọc tôm bóc vỏ du phát đậu kiến bạch bái thông thiên cánh đậu hũ ma bà ớt gà đinh giò heo đông pha đao bần cá trích phấn chân gà cá hầm cải chua phu thê phổi phiến con kiến lên cây cải bắc thảo thịt vụn da nước cá cuốn cá hương thịt ti làm rán măng mùa đông gà ăn mày bánh chẻo áp chảo cá phiến cây rác thịt đinh, cá hương da bánh, dưa muối nấu thịt heo, những cà tím, những đậu hũ, cải mai úp thịt, người hẹ muối hấp gà, hồng tao xương sườn, thanh phong đưa sản, suy thái cực tôm, quản thức thiêu nhồi cho vịt ăn chờ đều là mênh mang rất ít gặp. Qua Trừ bỏ tiếp cận hơn 100 đồ ăn đem mênh mang đều chấn kinh rồi, hoàng đế cũng không có như vậy xa xỉ đi. Mênh mang nghiêm trọng hoài nghi gia gia nải nải, cha, mẫu thân, còn có các vị ca ca tẩu tẩu nhóm thỉnh mấy chục cái đầu bếp nữ ở trong phủ. Ta thiên nộp thật nhiều mỹ vị a, à, ta căn bản ăn bất quá tới. mình mang nước miếng chảy ròng, đôi mắt đều mau trừng thẳng. Khiên Viên Triệt, nếu như vậy thích ăn, không nào đem Đông cung ngự trù mời đi theo học tập. Khiên Viên Triệt nào biết đâu rằng, này đó đồ ăn đều là Tô gia Hoa thật nhiều tâm tư từ bên ngoài mời đi theo 30 cái đầu bếp nữ sở làm, hầu phủ thiếu chút nữa tìm này đó nguyên liệu nấu ăn vội nổ tung chảo vì không cho mênh mang tương lai ở trong hoàng cung mặt có hại, như thế nào cũng đến hảo hảo căng căng bãi, bởi vì tô gia người nhiều, cố ý định chế một trương cỡ siêu lớn cái bàn, trung gian còn có đĩa quay, cũng đủ ngồi xuống 30 cá nhân. Còn có một ít kỳ kỳ quái quái rượu, nàng thề, thật là nàng không uống qua, minh mang uống lên vài ly, không giống nhau thẳng hô hảo uống. Tô gia người từng cái đều không ăn, làm trò cô gia mặt cố ý cho nàng gấp vài trồng rau, không quá khi nào, mênh mang trong chén đôi tràn đầy, thậm chí cố ý cấp mênh mang tuyển một cái chén lớn. Khiên viên triệt trong chén trống rỗng, đành phải kẹp chính mình trước mặt đồ ăn, cuối cùng bị bắt ăn mênh mang ăn không hết đồ ăn, Hồng Ngọc đều cảm thấy hắn hẳn là sử thượng nhất nghẹn khuất thái tử, cố tình vì tức phụ nhi co được giảng được. Tô gia người xem hắn thế nhưng có thể ăn mênh mang ăn thừa đồ ăn, tâm tình hảo vài phần, ôn thị khó được cho hắn gấp mấy chiếc đũa trung gian, tô lão bà tử cũng cho hắn bỏ thêm không ít. Mấy cái ca ca tẩu tẩu nhóm thấy thế cũng cùng phong, khiên viên triệt cảm kích nước mắt đều mau chảy ra hắn cho rằng tô gia người một chút đều không thích hắn đâu làm nửa ngày là tới cái ra oai phủ đầu cuối cùng trước khi đi thời điểm còn cấp mênh mang đóng gói không ít điểm tâm cùng mức hoa quả tắt xe ngựa tràn đầy tới thời điểm là cái dạng gì trở về thời điểm vẫn là cái dạng gì thậm chí còn nhiều bốn năm chiếc xe ngựa mênh mang bất đắc dĩ vẫy vẫy tay tưởng nói ta biết các ngươi yêu ta nhưng thật cũng không cần như thế đi tô gia người cho nàng một cái chúng ta đều hiểu biểu tình. Ông thị, ngoan nữ nhi nha. Chúng ta biết ngươi thích ăn, thật cũng không cần lo lắng, này đó đều là chúng ta đối với ngươi ái, ngàn vạn không cần cảm thấy gánh nặng. Quỳnh hoa lộ, phủ đệ rượu, quỳnh hoa lộ, phủ đệ rượu quả vải rượu, trái dừa rượu đương quy rượu lê rượu hỏa bách rượu địa hoàng rượu, táo rượu trúc diệp rượu mật rượu, quốc rượu ngọc luyện chùa y có mỹ đường, tuyết thiển, hoàng đô xuân điện tư phượng tuyền, bức tư, tuyên ban bích hương, nội kho lưu hương chờ đồ uống suốt chiếm ba cái xe ngựa to mức hoa quả có anh đào chiên đu đủ chiên mật cây tắc mật đu đủ dòng mật quả lê điều mức hoa quả long nhãn mức hoa quả tiên đào mức hoa quả thanh mai mức hoa quả bạch quả mức hoa quả anh đào mức hoa quả dưa điều mức hoa quả dứa mức hoa quả hồng quả mức hoa quả quả nho mức hoa quả vó ngựa mức hoa quả quả cam mức hoa quả quả mận mức hoa quả long nhãn mức hoa quả héo giác táo vòng mức hoa quả áp lực, mức hoa quả tiểu táo, mức hoa quả quả vải, mức hoa quả hami, keo táo, nải bạch. Quả nho, bác bảo mật thực, hoa trảng long, mức hoa quả quả táo, lê làm mật quả trám, mật kim đào, mật quả mận, đường quả vải, mức hoa quả đồ ăn dương lê chờ mấy chục cái chủng loại. Đủ loại kiểu dáng điểm tâm đem mặt sau xe ngựa tắt đến tràn đầy, thậm chí đều không đủ trang, mênh mang vội vàng kêu đủ rồi đủ rồi, nề hà tô gia người tổng cảm thấy không đủ biết nàng thích ăn đồ ngọt, cố ý làm đầu bếp nữ đêm qua suốt đêm làm thật nhiều chủng loại ra tới, hơn 30 cái đầu bếp nữ cơ hồ đều dưỡng ở hầu phủ, thậm chí còn chuẩn bị cấp mênh mang mang một ít trở về. Khiên viên triệt đều lo lắng đem miệng nàng dưỡng điêu, về sau trong hoàng cung ngự trù muốn nghỉ việc, vốn đang chuẩn bị làm ngự trù lại đây học, trăm triệu không nghĩ tới mẹ vợ cha vợ hào phóng như vậy, cảm kích nhìn về phía bọn họ trộn tắt hai cái đại hồng bao. Mênh mang trở lại đông cung sau nhìn tràn đầy điểm tâm đều trợn tròn mắt, mỗi một cái hộp đồ ăn mặc trên đều có tên có sữa đông chưng đường bánh hoa quế như ý bánh hoa mai hương bánh hoa hồng tô bảy xảo điểm tâm bánh phục linh bánh nướng trứng chảy hoa sen tô bánh đậu xanh bánh hạch đào chờ còn có một ít chỉ có phương nam mới có điểm tâm cũng không biết bọn họ là đem cả nước các nơi đều mua biến sao cái gì mẫu đơn bánh đậu tán nhuyễn bánh táo hoa tô mặt tử tô thúy ngọc đậu bánh bánh hạt dẻ đậu tán nhuyễn cuốn chín tầng bánh gạo nếp bánh lạnh một nguồn tô, bốn màu kẹo đậu phộng quả thực quá ngọt nị đi. Giang hoàng hậu cùng thái hậu nương nương thấy nhiều như vậy đồ vật khi đều trợn tròn mắt, mênh mang căn bản là ăn không hết, khẳng định sẽ lãng phí, mẹ chồng nàng dâu hai xem chảy nước miếng. Còn có cái gì bánh hoa quế, mứt táo tô, phật thủ tô, đậu phụ, vàng, trái thơm tô, bánh in, tuyết rơi bánh, quế phiến bánh, mật nhân bánh, nhân hạt thông bánh, mứt táo củ mài bánh, hoa quế đường chưng tân lật phấn bánh chờ. Mênh mang đem tô gia cho nàng chuẩn bị tất cả đồ vật toàn bộ phân thành bốn phân, cấp hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương bệ hạ đều đưa có, đến nỗi dư lại lưu trữ chính mình ăn. Ngay cả hiên viên đế giang hoàng hậu cùng thái hậu nương nương đều trước nay không ăn qua khắp thiên hạ như vậy đầy đủ hết tự điển món ăn, đối tô gia kia kêu một cái khen ngợi, đồng thời đối vị này con dâu vừa lòng khen không dứt miệng, một chút cũng không dám chậm trễ, ngay sau đó lại ban thưởng thật nhiều đồ vật. Hiên viên triệt đem toàn bộ đông cung đầu bếp đều an bài cùng đầu bếp nữ nhóm học tập, đầu bếp nữ nhóm mỗi người thân thủ bất phàm, mênh mang ngày nọ tâm huyết dân trào, làm hắn cố ý cho nàng làm ba đạo đồ ăn, mặt hắn phát huy. Kết quả, hiên viên triệt thiếu chút nữa đem toàn bộ đông cung phòng bếp nổ bay, một mảnh phi hỏa yên khí hung thiên, minh mang từ đây lúc sau cũng không dám nữa làm hắn nấu cơm. Chính là mỗi vị thái tử bất khuất, chính là muốn xuống bếp vì hắn làm thịt kho tàu ớt gà, còn có thịt kho tàu con thỏ thịt, mặt khác có một đạo cây trà nấm hầm gà, ba ngày sau, hiên viên triệt miễn cưỡng học xong ba đạo đồ ăn, thiếu chút nữa cấp mênh mang hàm chết. Chương 404 các ca ca tham gia kỳ thi mùa xuân. Bởi vì chuẩn bị thái tử phi cùng thái tử đại hôn, năm nay kỳ thi mùa xuân riêng chậm lại từng cái nguyệt, nông lịch 3 tháng đế kỳ thi mùa xuân chính thức bắt đầu chuẩn bị, trên đường phố phòng giữ nghiêm ngặt. Mấy cái các ca ca tự hồ cưới tức phụ nhi lúc sau đều lơi lỏng không ít, cũng may mỗi ngày có bá bá các bá nương quản, lúc này mới không ra tới mang qua thời gian học tập khảo trước nửa tháng minh mang lại lần nữa dùng ra chung cực tuyệt chiêu lúc trước cấp cha xem thư nguyên mô nguyên dạng tìm hiệu sách phục trước mắt tới trừ bỏ tam ca ca ngoại bốn cái ca ca mỗi người đều có một quyển tô tư một tuy rằng chỉ là cái tú tài nhưng hiện giờ tốt xấu cũng là một vị nhất phẩm tướng quân là tô gia trừ bỏ minh mang bên ngoài nhất có tiền đồ tô lão nhân kiêu ngạo đến không được lần này trừ bỏ thân mình nặng không phương tiện tới tô gia người toàn thể đều tới, bởi vì này vừa đi liền phải đi vào cửu thiên, mấy cái tẩu tẩu nhóm đều có chút không yên tâm. Hạ nhụy ôm tô biết hành, tiểu nam hài nhi ê ê a a kêu cha, tô tư thành vạn phần không muốn, thế nhưng cũng lừa tình lên. Cha, cố lên, ôm. Tiểu nam hài vương đôi tay, tô tư thành một tay đem nhi tử ôm lấy, hành nhi, ngoan, không cần quá mức tưởng niệm cha, cha cửu thiên sau liền ra tới. Thành ca, ta hảo luyến tiếp ngươi nha, chưa từng có rời đi quá ta lâu như vậy. Nhị nương, yên tâm hảo, ta nhất định sẽ bình bình an an trở về, lúc này đây ta nhất định sẽ thi đậu. Tô Tư Thành tin tưởng tràn đầy. Sấn mọi người không chú ý, lặng lẽ cúi đầu ở thê tử cùng nhi tử trên đầu hôn môi vài hạ, hạ nhụy thế hắn thu thập tay nải, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút trong bao quần áo mặt giấy và bút mực đồ dùng, bảo đảm không có vấn đề lúc này mới yên tâm đưa hắn đi vào. Hạ nhụy hôm nay không chỉ có muốn đưa phu quân tham khảo, đồng thời nàng đệ đệ hạ bân cũng phải đi tham khảo hiện giờ nàng cha quý vì kinh triệu phủ doãn nhi tử tự nhiên là không thể mất mặt nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đệ đệ ai ngờ đệ đệ đang cùng với một vị cô nương vừa nói vừa cười vị kia cô nương thoạt nhìn có điểm quen mắt hình như là mênh mang bằng hữu tạ tin lành tự mình đưa lên chính mình làm đào hoa tô còn có bánh hoa quế cấp tô gia các ca ca cũng đều chuẩn bị một phần này không nha hoàng đang ở bên kia đưa mà nàng chính mình cười tủm tỉm cùng hạ bân trêu ghẹo nhi nói ngươi cần phải cố lên nha ta sẽ chờ ngươi đến cưới ta ngươi nếu là thi đậu trạng nguyên lúc sau dám cưới nữ nhân khác ta khiến cho ta thái tử phi mùi mùi hảo hảo thu thập ngươi cho ngươi tắt hai cái xấu nữ nhân Khiên viên triệt mang theo mênh mang lại đây đưa vài vị ca ca thình lình liền nghe thấy như vậy một câu mênh mang nghiêng đầu nhưng thật ra có chút tò mò tin lành tỷ tỷ khi nào cùng đại tẩu đệ để làm đến một khối đi hạ nhụy nghe thấy thanh âm cũng triều bên này nhìn lại đây cười nói mênh mang, các ngươi cũng tới nha. Ta còn tưởng rằng hai ngày này đều vội đâu. Nơi nào nơi nào, đại tẩu, ngươi vừa mới cũng là đang xem tin lành tỷ tỷ bên kia sao. Mênh mang ánh mắt hoảng hoảng ý bảo nói. Hạ nhụy gật gật đầu mang theo cùng nàng đồng dạng tò mò ánh mắt, hai người lặng lẽ thấu qua đi, hạ bân lôi kéo tạ tinh lành tay hơn nữa cho nàng một cái ôm hứa hẹn nói, nếu là ta không có thi đậu, ta liền đi nhà ngươi tới cửa. Tạ tinh lành cười cùng một đóa hoa dường như, hảo khi đến lúc đó hài tử một cái cùng ngươi họ, một cái cùng ta họ. Hạ nhụy hận sắc không thành thép nói, cái này đệ đệ quả thực quá không biết cố gắng, thật đúng là muốn đi đương ở rễ nhi, cũng không biết tranh điểm khí nhi cho nhân gia cô nương tránh điểm mặt mũi. Không được, trở về nhất định. Làm cha mẹ hảo hảo thu thập hắn, cũng không thể ủy khuất tin lành muội muội. Mênh mang gật gật đầu, đúng vậy, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ngàn vạn không thể ủy khuất tin lành muội muội. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, Hạ Bân vừa vặn buông ra tạ tinh lành, từ hai người nói nghe ra tới không giống nhau hương vị, hắn có chút xấu hổ, dẫn theo hộp đồ ăn khảo thí đồ dùng liền vào trường thi. minh mang mang theo Hạ Nhụy ôm hài tử đi qua, tinh lành tỷ tỷ, các ngươi vừa mới đang làm gì nha? minh mang làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Tạ tinh lành có chút xấu hổ, đặc biệt là ở nhìn thấy tương lai đại cô tử khi, mặt không tự chủ được đỏ, thẹn thùng nhỏ giọng mở miệng nói, minh mang muội muội, các ngươi không cần hiểu lầm a. À. Cái kia ta chính là tới đưa đưa tẩu tử đệ đệ. Hạ nhụy còn không có mở miệng đâu, trong lòng ngực một tuổi nhiều hài tử mở miệng nói, hắc hắc, ta biết, nàng thích cửu cửu. Tạ tinh lành cảm giác mắc cỡ chết được, dứt khoát bụng mặt, các ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta cái gì đều không có. Mênh mang, tinh lành tỷ tỷ, ngươi ở bịch tai trộn chung sao. Trước lấy phía sau một chúng tẩu tẩu nhóm xem náo nhiệt, không quá khi nào cười ha ha. Tô da mặt khác bốn cái ca ca, toàn bộ tham khảo, Tô Tư Kiệt ôm hài tử thân cái không ngừng, hoàn toàn không màng mọi người nghị luận sôi nổi ánh mắt, quay đầu ôm Thê Nhi hôn hôn. Thật là không biết kiểm điểm ban ngày ban mặt cư nhiên ở chỗ này khanh khanh ta ta. Tô Tư Kiệt không chút khách khí dỗi nói, qua ngươi đánh rắm nhi, ta thân ta tức phụ nhi, không biết chúng ta tô gia không cưới thiếp sao. Đọc điểm thư, biết cái gì? Ngươi biết cái gì gọi là biểu đạt ái sao? Cái này kêu làm tình, hiểu không? không phải giống ngươi như vậy thanh lâu tả hữu hữu ôm. Người nọ tức khắc bị dỗi á khẩu không trả lời được, tô tư kịp nhưng không có nhận sai, phía trước khảo cử nhân kia tràn khảo thí hắn thiếu chút nữa bị người ám toán, chính là người này dở trò quỷ, may mắn hắn tìm được rồi vu hãm hắn gian lận chứng cứ trực tiếp nhét vào trong bụng ăn. Có nhân đố kỵ tô gia sinh ý hảo, có nhân đố kỵ tô gia tất cả đều là ngập trời, tự nhiên không hy vọng nhà bọn họ nhi tử thành tài, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới tô gia người chính là như vậy thông minh khê công chúa Tô Tư Nguyên ở trường thi cửa lưu luyến không rời ôm, Tô Tư Nguyên cúi đầu ở nàng dựng bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve cũng vỗ vỗ an ủi nói, bảo bảo muốn ngoan nga. Chờ cha khảo thí trở về. Hài tử tự hồ có cảm ứng giống nhau, đá đá khê công chúa, nhưng là lại phi thường ôm nhu, đá không tính quá nặng, nhưng là khê công chúa vẫn là cảm giác được đau đớn nhẹ giọng kêu lên. Tô Tư Nguyên cảm nhận được bảo bảo mông nơi vị trí, vỗ vỗ bảo bảo mông, không thể tra tấn người mẫu thân bằng không cha về sau đã có thể không yêu ngươi. Trong bụng hài tử ngoan ngoãn không hề phát ra động tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng ở nàng trong bụng qua lại lăn lộn, tự hồ ở phát tiết chính mình bất mãn. Khê công chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử, bảo bối ngoan, chúng ta cửu thiên sau lại đến, đến lúc đó cha ngươi liền đã trở lại. Hài tử cuối cùng ngoan. Không quá khi nào, các học sinh kỳ thi mùa xuân nghiệm chứng thân phận hình thức mở ra, theo tiếng chuông gõ vang, trường thi thông đạo mở ra, lúc này cách đó không xa lại truyền đến một cái cô nương kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm. Mình mang theo ánh mắt nhìn qua đi, cái kia không phải hoàng hậu nương nương chất nữ gian vãn nguyệt muội muội sao. Như thế nào cùng trương kế văn còn không có bác tự một viết. Trương kế văn duỗi tay đi đoạt lấy, mênh mang còn tưởng rằng hai người muốn đánh nhau, kết quả chỉ thấy nàng gắt gao túng trương kế văn khảo thí bối tay nãy nói, ta mặc kệ, ngươi từ trường thi ra tới nếu là không tới nhà ta cầu hôn, đến lúc đó ta liền đi nhà ngươi hạ xính. Trương kế văn, cô nương, thật sự không ổn, ngươi cũng biết ta có hài tử. Giang vãn nguyệt cũng không trang, trương kế văn ngươi cái này vương bác đảng, ngươi gạt ta, rõ ràng ngươi dưỡng chính là ngươi muội muội hài tử, vì cái gì muốn gạt ta nói là của ngươi. Ngươi cái này vương bác đảng, hỗn đảng, ngươi gạt ta, mặc kệ ngươi thi đậu hay không, chờ ngươi ra trường thi nếu là ta phát hiện ngươi không có tới nhà của ta hạ sinh, đến lúc đó ta khiến cho cha ta đem ngươi chọc tới nhốt lại, ai làm ngươi gạt ta đâu. Cô nương, tại hạ thật sự không phải cố ý muốn gạt ngươi, thật sự là có nỗi niềm khó nói, lấy ta hiện giờ thân phận thật sự không xứng với cô nương. Vậy ngươi liền cho ta hảo hảo khảo, bổn cô nương liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu là thi không đậu, ta làm theo bản hạ bắt tế. Mênh mang đều sắp vỗ tay trầm trồ khen ngợi, như vậy náo nhiệt như thế nào có thể không xem đâu. Vãn nguyệt muội muội, bổn cung cho ngươi làm chủ, chỉ bằng hắn lừa gạt ngươi điểm này, về sau liền đủ hắn đọc sách lưu vết nhơ cho nên trương cử nhân khẳng định sẽ không cô phụ ngươi, nhất định là như thế này. Mênh mang vỗ vỗ trương kế văn bả vai. Giang vãn nguyệt tức khắc tới tin tưởng, đúng vậy, hoàng hậu nương nương. Là ta gì, thái tử phi là ta hảo ngoạn tỉ muội lại là ta biểu tẩu, ngươi nếu là không cưới ta, ta khiến cho bọn họ hảo hảo thu thập ngươi, ngươi đã làm ta đợi gần một năm, lừa ta đã nhiều năm, kế tiếp cưới ta chính là ngươi báo ứng. Đại lý tự khanh đứng ở phía sau nhìn nữ nhi quả thực không mắt thấy, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận đây là hắn nữ nhi, thật sự quá mức hình hài phóng đảng quá mức lớn mật. Khiên viên triệt ánh mắt chạm đến đến bên mang chụp ở hắn trên vai tay khi ánh mắt căng thẳng, nhíu nhíu mày không vui nói, vãn nguyệt biểu muội xin yên tâm, biểu ca nhất định thế ngươi làm chủ, hắn nếu là dám không cưới, ngươi liền cáo hắn một cái tội khi quân, phụ hoàng nhất định sẽ dưỡng. Trương kế văn một khuôn mặt cũng đã lớn thành màu gan heo, hắn lại không phải thật sự muốn lừa nàng, hắn chỉ là không nghĩ leo lên quyền quý, tưởng dựa vào chính mình thôi. Vãn Nguyệt cô nương, việc này ta sẽ suy xét, chờ ta thi đậu lúc sau lại đến tìm ngươi. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Giang Vãn Nguyệt khoanh tay trước ngực, dương đầu cao ngạo quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, bổn cô nương liền cố mà làm đồng ý, chạy nhanh đi thôi. Nhưng đừng trì hoãn khảo thí, cố lên. Mênh mang nhưng thật ra có chút xấu hổ, chuyện này vốn dĩ nàng đã sớm biết đến, chính là nàng không thể nói, nàng đáp ứng rồi người khác không nghĩ tới cô nương này chính mình điều tra ra tới. Chương 405 Thái tử lại thèm. Trường thi hết thảy đang ở ngay ngắn trật tự tiến hành, mênh mang nghĩ tới dạ oanh cùng Trương Tĩnh Hiên, chuẩn bị đi Trương Gia nhìn xem, đã có một đoạn thời gian không có quá khứ, nên đưa bạc. Triệt ca ca, chúng ta đi một chuyến Trương Gia đi. Đi xem một chút theo thù bà bà bọn họ, ta đưa qua đi hai đứa nhỏ, hiện giờ đều là nàng ở hỗ trợ mang. Ngươi nếu không cũng qua đi hỗ trợ nhìn xem. Mang mang hài tử, học tập một chút mang hài tử, bằng không về sau có hài tử về sau ngươi lún cúng tay chân. Hiên viên triệt ngây người, mênh mang, nữ nhân sinh hài tử là quỷ môn quan đi một chuyến, ta tạm thời còn không nghĩ làm ngươi sinh. Trên thực tế là ta còn không có quá quá phu thê sinh hoạt đâu. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài nói. Ngươi nha! Cả ngày mỹ ngươi đi! Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Mỗi ngày như lan tự hổ dường như, ta đều sợ ngươi, có cái bảo bảo còn có thể bảo hộ ta một chút. Mênh mang nghĩ đến mỗi ngày buổi tối xin tha, thật sự là khó có thể mở miệng. Nhìn dáng vẻ, mênh mang một chút đều không sợ sinh hài tử, khi nói như vậy, vi phu hôm nay buổi tối ở nỗ lực cày cấy một phen, tranh thủ sinh cái song bào thai. Mênh mang tức khắc sắc mặt xanh mét, dưới thân một cổ dòng nước ấm xẹt qua, cái kia. Ta giống như lại tới nguyệt sự. Hiên viên triệt. Hai người đành phải an bài hồng ngọc đi đưa bạc, cuối cùng bị bắt trở lại Đông Cung, Hiên Viên Triệt cũng không biết từ nơi nào học được. Trong chốc lát đoan nước đường đỏ, trong chốc lát lại học nấu nước đường trứng gà. Nguyệt sự ngày đầu tiên, ân cần thế mênh mang tay giặt quần áo lót quần, thế mênh mang xoa bụng, ăn dùng tự tay làm lấy. Nguyệt sự ngày hôm sau, Hiên Viên Triệt cố ý làm người mua tới bông, bởi vì mênh mang cảm thấy phân cho không dùng tốt, vì thế chính mình tự mình động thủ khâu vá. Nguyệt sự ngày thứ ba, mộ thái tử không nín được, mênh mang, bụng còn đau không đau, còn có hay không huyết, vô nghĩa. lúc này mới mấy ngày nha. minh mang một bên ăn long nhãn, một bên uống nấm tuyết, cẩu kỹ, tiểu nhật tử thảnh thơi thảnh thơi, lâu lâu uống trà sữa, gần nhất béo vài cân. mãi cho đến nguyệt sự ngày thứ bảy, xuất huyết lượng đã sớm giảm bớt, minh mang tự mình cảm giác còn phải chữa trị mấy ngày, chính là mấy ngày nay thân mình thật sự không thoải mái, chịu không nổi. thực hảo, đi tới ngày thứ tám, minh mang đuổi rồi mọi người chuẩn bị tới cái hoa hồng cánh tắm, hảo hảo huân huân hương hương thân thể. Thừa dịp hiên viên triệt không ở, mênh mang làm người đánh thật lớn một xô nước tắm rửa gội đầu, nàng cảm giác nửa người dưới một chút đều không thoải mái, hơn nữa trong lúc này nàng đều không có gội đầu tắm rửa. Mênh mang cố ý chạy tới lăng vân các tẩy, ở phòng ngủ chơi vui vẻ vô cùng, vận khởi công pháp một bên thổi phao phao chơi, bồ kết thổi bay thật lớn một đoàn phao phao, vốn dĩ tâm tình rất mỹ, tẩy tẩy không thích hợp. minh mang quần áo tất cả đều cởi hết, quải đến bình phong thượng, hiên viên triệt không tiếng động xuất hiện ở mênh mang trước mặt, mênh mang trong giây lát ngẩng đầu đối thượng hung thú muốn ăn thịt giống nhau ánh mắt, a à, một tiếng thét chói tai qua đi không có người đáp lại nàng. Mênh mang nhanh chóng trừ khởi bình phong thượng quần áo, thái tử phu quân ghé vào bình phong thượng, thưởng thức một đời cảnh xuân, mênh mang nóng nảy. Bởi vì quá mức với dùng sức bình phong thế nhưng đổ, hiên viên triệt cả người phát đi lên, thao tắm bên trong bọc nước văng khắp nơi, quần áo cũng tất cả đều ngâm mình ở trong nước làm ướt mênh mang ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau gian, mênh mang đôi tay. Che lại trước ngực. Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì? Ngươi mau đi ra. Mênh mang hoảng loạn nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm tận khả năng bao vây thân thể quần áo. Hiên viên triệt một đôi mắt đào hoa mê ly nhìn về phía nàng, ta xem ta thái tử phi, chẳng lẽ không thể sao? Chúng ta chính là. Mênh mang một khuôn mặt đỏ bừng sắp tích xúc huyết tới, không được nói bậy, ngươi sợ người khác không biết nha. May mắn đám mây vân lam vân hương vân nhu bốn cái nhà hoàng không ở, nếu không hôm nay thật sự xả chết. Hiên viên triệt, ba ngày ban mặt ngươi làm gì theo tới nơi này tới. Ta cố ý tuyển xa như vậy địa phương ngươi đều có thể tìm được, ngươi có phải hay không ở giám thị ta. Mênh mang, sao có thể? Là bởi vì trên người của ngươi có một cổ kỳ quái mùi hương nhi, kia ta mê muội cho nên ta nghe hương vị liền tới rồi. Mênh mang hồ nghi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mặt ngoài giống chỉ tiểu bạch thỏ, trên thực tế lại là chỉ sói đuôi to mau trở về ban ngày ban mặt ngươi muốn làm sao đâu ta không làm sao chính là nghẹn có điểm lâu lắm mênh mang chúng ta hôm nay sớm chút đi ngủ đi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn giàu có từ tính đích xác thực hấp dẫn người chính là mênh mang thật sự khiên không được a à. tuy rằng cái loại cảm giác này đích xác không tồi chính là mỗi lần buổi sáng tỉnh lại nàng đều cảm giác eo đau bối đau tuổi trẻ vẫn là muốn tiết chế một ít mới hảo mênh mang thậm chí cảm giác có chút sợ hắn Hắn một tay chống ở thau tắm thượng, minh Mang đem đầu đừng qua đi, ba ngày ban mặt, ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài làm ta mặc tốt quần áo." "Ta quần áo đều ướt, được không a?" À? "Triệt ca ca." Mênh Mang trừng mắt một đôi vô tội mắt to, ý đồ làm nũng dời đi hắn lực chú ý, ai ngờ mổ Thái tử căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. minh Mang, tới xuyên ta đi." Hắn đứng dậy nhanh chóng đem áo khoác cởi xuống dưới, một tay đem Mênh Mang sách lên, một kiện áo khoác đem nàng toàn thân bọc lên thuận thế ôm vào trong ngực, cứ như vậy ở đông mương bên trong nghênh ngang đi trở về lăng tiêu điện. Cảm nhận được một đường đều có nha hoàng gã sai vặt đầu lại đây hâm mộ lại tò mò ánh mắt, mênh mang cả người đều cảm giác không hảo. Có loại bị người lột sạch quần áo cảm giác. Ngươi lần sau không cần như vậy, được không? Ném chết người, như vậy nhiều người nhìn đâu. Khiên viên triệt cúi đầu cười nhạt nói, trừ phi ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, không cần cả ngày luôn nghĩ trốn tránh ta. Ta, mênh mang khó xử đã chết, Gần nhất thân thể thật sự ăn không tiêu. Hiên Viên Triệt như là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì dường như, cúi đầu nhẹ giọng hống nói, thực xin lỗi, ta sẽ nhẹ một chút, vi phu về sau nhưng cũng đến nhiều hơn luyện tập luyện tập, bảo đảm sẽ không làm ngươi bị thương. Ta riêng làm hồng ngọc đi tìm Vân Du tứ phương thần y trang bị có thể tiêu sưng giảm đau dược, đối nữ tính phi thường hữu hảo, này dược là riêng vì ngươi định chế. Mênh mang một mụn cắn ở hắn trên cổ, ngươi người này, cầm thú không bằng, ta phải nói cho ngươi a. À ngươi nếu là đem ta làm đau, về sau ta liền cho ngươi tìm một đống tiểu thiếp. Hiên viên triệt, ta không cần, ta cũng chỉ muốn ngươi. Mênh mang. Ta hiện tại giống như minh bạch, lúc ấy vì cái gì tẩu tẩu nhóm đi đường tư thế kỳ kỳ quái quái, đều là bái nam nhân ban tặng. Mênh mang đột nhiên cảm thấy trong cung công công nhóm thoạt nhìn thực thuận mắt, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trong chớp mắt bọn họ đã về tới tẩm cung. Chạy nhanh phóng ta xuống dưới, ta muốn đi thay quần áo không cần thay đổi, đổi cái gì nha. Mênh Mang, ta hôm nay có chút mệt, chúng ta sớm chút đi ngủ đi. Ngươi làm gì nha? Đại buổi chiều ngươi không ăn cơm sao? Ăn nha. Nhìn ngươi liền rất mỹ vị ngon miệng. Nói dở trò, Mênh Mang căn bản không chỗ né tránh. Nương tử, vi phu đã 8 ngày không có khai trai, hôm nay liền thỏa mãn vi phu một chút đi. Ngươi cái này cầm thú, ô ô ô, Mênh Mang không nghĩ tới a, à, thật vất vả tới tháng sự có thể hoãn mấy ngày ai biết này nam nhân mỗi ngày cày cấy, liền tính trồng trọt cũng không phải như vậy đi. Mênh mang vẫn luôn cắn ở hắn trên vai, hiên viên triệt ăn đau, nhưng trên tay động tác cũng không có đình chỉ, mênh mang càng là dãy dụa hắn càng thích, nhĩ tấn xé ma qua đi, trong phòng truyền đến một trận đều đều tiếng thở dốc. Một canh giờ sau, mênh mang sờ sờ bụng sống không còn gì luyến tiếc, mổ thái tử kiên nhẫn thế nàng bôi lên thuốc mỡ, ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Chạng vạn, hai người mới nhớ tới còn không có ăn cơm, đầu bếp nữ nhóm làm hơn 20 cái đồ ăn bày tràn đầy một bàn hai người ăn uống thỏa thích lên đến đổi dư lại không có động quá đồ ăn minh mang cố ý phân phó làm mấy cái bọn nha hoàng nhiệt xong xuôi bữa ăn khuya hưởng dụng bọn nha hoàng từng cái cảm kích nhìn mênh mang so với ngày thường ăn hai cái bánh bao một chén cháo này thật sự tốt hơn quá nhiều ăn no qua đi minh mang đi đến đình giữa hồ tán tán tâm cách hồ hoa sen nhìn nhìn đối diện tư miễu cát trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng vào lúc ban đêm, mênh mang. Nương đi ngoài du đầu, khẽ meo meo lưu trở về tư miễu cát, đèn đều không có khai, một giấc ngủ tỉnh phát hiện trên giường nằm cá nhân, mênh mang xấu hổ kéo kéo khóe miệng, hải. Thái tử phu quân, buổi sáng tốt lành. Mênh mang, tối hôm qua thật đúng là làm ta hảo tìm. Ngươi cái mũi không phải rất linh sao. Này còn không phải tìm được rồi. Ân. Ừ. Ai làm nhà ta mênh mang như vậy hấp dẫn ta đâu. Chúng ta cái này kêu tâm hữu linh tê. Mênh mang. Miểu tư các riêng dùng mênh mang tên tới mệnh danh, ly lăng tiêu điện gần nhất, chính là mênh mang từ gã tiến vào về sau liền không có trụ quá bên kia, cơ hồ đồ vật đều bị dọn tới rồi lăng tiêu điện, vì thế, có các triều thần buộc tội thái tử chuyên sủng thái tử phi. Hiên viên triệt, ta không sủng thái tử phi, kia ta sủng ai nha? Ta liền một cái phi tử, nhưng không được hảo hảo sủng sao? Các triều thần thật sự bắt không được sai lầm, rút cuộc thái tử giám quốc, bọn họ là thật sự tìm không ra bất luận cái gì sai lầm tới, đành phải mượn này sinh sự. Chương 406 Nam Nhân Miệng Gạt Người Quỷ Tháng tư sơ chính, trường thi chính thức mở cửa, trận này kỳ thi mùa xuân làm khó không ít học sinh, có không ít người ra tới ủ rũ cục đuôi, cũng có người cảm thấy chính mình còn hành, trường thi trước cửa náo nhiệt phi phàm. Hơn phân nữa là tới đón nhà mình nhi tử, tô gia trận trượng có thể to lắm, tô lão nhân, tô lão bà tử lớn tiếng hò hét, trong tay thậm chí còn chuẩn bị cờ thưởng, sợ tôn tử nhìn không thấy bọn họ. Tô tư thành tô tư kiệt tô tư nguyên tô tư thuần bốn người ra tới thời điểm, thấy tô lão nhân tô lão bà cố ý đứng ở một cái bàn thượng lá cờ mặt trên còn có tên của bọn họ, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Tô tư thành, gia gia nãi nãi cũng quá nhiệt tình đi. Nhìn nhìn lại bên cạnh hắn cha mẹ, vẻ mặt xấu hổ, đồng thời mang theo chờ mong. Tô tư kiệt nhìn nhìn gia gia nãi nãi quả thực không mắt thấy, sống thoát thoát thấy được bao, nếu là không có thi đậu làm sao bây giờ. Tô Tư Thuần chỉ có thấy bên cạnh tức phụ nhi cùng nhi tử, ta liền biết ta tức phụ nhi cùng nhi tử nhất định sẽ đến tiếp ta. Tô Tư Nguyên nhìn cách đó không xa cha mẹ thiếu chút nữa bật cười, bọn họ thế nhưng phối hợp gia gia nãi nãi còn dùng tay lên đỉnh đầu thượng so tâm, thật sự là quá buồn cười. Cách đó không xa, hiên viên khê ngồi ở bên trong xe ngựa chờ hắn, rất xa là có thể thấy công chúa xe ngựa, trang trọng mà lại hoa lệ. Mênh mang cùng hiên viên triệt thấy trên đường có hoa đồng, một người thấy bọn họ mua một bó hoa, còn mang theo ly nhiệt nhiệt trà sữa đại ca ca nhị ca ca tứ ca ca ngũ ca ca chúc mừng các ngươi khảo thí thuận lợi cảm giác lần này khảo thế nào nha mấy cái các ca ca nắm chắc không phải rất lớn nhưng chắc chắn gật gật đầu trăm miệng một lời nói chúng ta cảm giác còn hành đi a à, mấy cái tẩu tẩu nhóm đều ngốc các ngươi không phải nói lần này cũng có thể khảo cái tiến sĩ sao chẳng lẽ lúc này đây xuất hiện trăm năm khó gặp một lần thiên tài cái này chúng ta cũng không biết dù sao chúng ta tận lực, mặc kệ, nếu năm nay thi không đậu, chúng ta không ngừng cố gắng. Tô Tư Nguyên cho chính mình cố lên cổ vũ nói. Tô Tư thuần một cái tác chụp đi lên, tứ ca ca như thế nào như vậy không cốt khí. Nói không chừng năm nay khảo trung chính là ngươi. Ha 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 ha. Kỳ thật nha bọn họ vừa mới cùng các ngươi nói giỡn, lần này đề cơ hồ đều khảo tới rồi, còn muốn đa tạ mên mang cấp thư tịch, chỉ cần nghiêm túc ôn tập quá, nhất định khảo được với. Tô Tư Thành một tiếng cười to đánh vỡ mọi người động lại không khí. Tô gia người miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, từ lúc ban đầu trong đất bào thực nông dân, hiện giờ đi đến này một bước thật sự không dễ dàng, ngắn ngủn 13 năm thay đổi rất nhiều đồ vật. Tô đại bá đại bá nương, nhị bá, nhị bá nương sôi nổi triều mênh mang đầu tới cảm kích ánh mắt, đại bá nương, nhị bá nương cũng không biết từ nơi nào nghe tới bí phương, lặng lẽ đem nàng kéo qua đi. Mênh mang, ít nhiều ngươi nha, bằng không ca ca của ngươi nhóm từng cái cũng không biết tương lai sẽ thành bộ dáng gì. Ngươi tam ca ca hiện giờ sẽ đương đại tướng quân, cũng là vì lúc trước mua lôi đình, không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ là đại tướng quân chi tử, hiện giờ trở thành kiêu dũng hầu, nếu không có lúc trước ngươi mua hắn trở về, ngươi tam ca ca cũng liền sẽ không học võ. Ngươi đại ca ca tuy rằng mấy năm nay cũng ở nỗ lực, nhưng là đã nhiều năm không thi đậu, lúc này đây cầm ngươi cấp thư học tập, cùng lắm thì cảm thấy nhất định có thể thi đậu, nếu là thi đậu nha về sau đại bá nương mỗi ngày cho ngươi mang hài tử. Nhị bá nương lừa dối nói, là nha, mênh mang, nếu là không có ngươi nha, ta cũng không biết ngươi nhị ca ca, tứ ca ca sẽ có như vậy thành tựu, nhà của chúng ta nha kia đối xong bào thai cả ngày ăn nhậu chơi bời muốn phế đi. Đa tạ ngươi, ngươi thật là nhà của chúng ta đại phúc tinh, đời này ta cũng chưa nghĩ đến chúng ta nhị phòng còn có thể có tiền đồ, tiểu tứ không nghĩ tới có một ngày có thể trở thành phò mã, cho ngươi cổ vũ hắn không rời đi quan hệ. Đến nỗi ngươi nhị ca ca, nếu là không có lúc trước ngươi đồng ý, nhị bá nương phỏng chừng hắn liền tú tài đều không nghĩ khảo, chỉ biết làm buôn bán chỉ nghĩ kiếm tiền, chỉ biết kiếm tiền thất học không được bị người hố chết. Nhị bá nhị bá nương cảm ơn ngươi. Tương lai các ngươi nếu là có hài tử nha, đưa tới chúng ta giúp các ngươi mang, đến lúc đó bọn nhỏ cũng có cái bạn nha. Mình mang nghe xong một chuỗi dài, còn tưởng rằng các nàng muốn cảm tạ hắn nàng, vòng nửa ngày vẫn là vòng đến giúp nàng mang hài tử. Đại bá nương, Dị bá nương, các ngươi đây là muốn ôm tôn tử đi. Còn ngại không đủ ôm nha. Ta coi tam tẩu đánh giá mau sinh, còn có tứ tẩu cũng nhanh, đến lúc đó các ngươi sợ là ôm bất quá tới. Lưu thị lục thị xấu hổ cười cười, ai nha, chúng ta này không phải hy vọng ngươi sớm một chút sinh một cái hài tử, hảo củng cố địa vị sao. Thái tử tuổi trẻ khí thịnh, lúc này tinh lực tốt nhất. Cũng không nên giống chúng ta giống nhau liền biết chính mình mang, kia mấy cái gia tiểu tử trước kia nhưng đem ta tức chết rồi hiện tại ta nhưng xem như minh bạch, nhi tử phải giao cho cha mang. nếu là sinh nữ nhi sao vậy cho ta chính mình mang. nữ nhi là tri kỷ tiểu áo bông, nhi tử sinh ra chính là làm giận, ai vẫn là tiểu áo bông tri kỷ. ngươi tương lai nhiều sinh mấy cái, mỗi ngày làm hắn mang theo, về sau hài tử trưởng thành hảo kế thừa giang sơn, như vậy ngươi liền có thể ra tới cùng chúng ta du sơn ngoạn thủy, như vậy sớm một chút hưởng phúc sao? cái này chủ ý còn rất không tồi. minh mang sờ sờ cầm. Phản phất đã nhìn đến tương lai làm hài tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính mình đi ra ngoài chơi cảnh tượng tô lão bà tử không biết từ nơi nào thấu lại đây đột nhiên xuất hiện ở mấy người phía sau thiếu chút nữa đem người khiếp sợ các ngươi hai cái chị em dâu lẩm nhẩm lầm nhầm ở cùng mên mang nói cái gì đâu lưu thị lục thị một trận chột dạ quay đầu tới xấu hổ cười cười nương không có gì chúng ta chính là cấp mên mang truyền thụ một chút kinh nghiệm tô lão bà tử hồ nghi mà nhìn nhìn hai người bọn nàng ngay sau đó lại quay đầu tới nhìn nhìn mênh mang, mênh mang vẫy vẫy tay, kỳ thật cũng không có gì lạc. Chính là hai vị bá nương quan tâm ta, hắc hắc. Nãy nãy cũng không nên hạt nhọc lòng nha. Ta cảnh cáo các ngươi a, à, các ngươi hai cái cũng không nên đem ta cháu gái dạy hư, mênh mang hiện tại vẫn là trường thân thể thời điểm đâu. Sinh hài tử loại chuyện này nha không vội. Hai cái bá nương chục dạ chạy. Mênh mang không nghĩ tới gừng càng già càng cay, nãy nãy không hổ là nãy nãy cái này đều có thể đoán được nha. Tô lão bà tử thân mật kéo qua cháu gái tay, đương nhiên, lão bà tử, ta đi qua lộ nha. Sao các ngươi ăn qua cơm đều nhiều? Mênh mang kéo kéo khóe miệng, chính là, nãy nãy là không có mấy cái cắt ca ca có thể ăn, nãy nãy đều gầy rất nhiều, từ trước chính là ăn không đủ no niên đại, nhưng không thể so đến bây giờ. Tô lão bà tử nhẹ nhàng nhéo nhéo má nàng, ngươi nha thật là không cho nãy nãy nửa điểm mặt mũi, tốt xấu nãi nãy cũng so các nàng sống lâu vài thập niên nha. Hiện giờ ngươi là thái tử phi, tuy nói không có quản quá nhiều phi tần, thái tử điện hạ cũng cũng không có nạp thiếp, nhưng là hiện tại mới là muốn lung lạc được thái tử thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn bị bên ngoài oanh oanh yến yến mê mắt. Nãi nãy nhưng thật ra cảm thấy hài tử có thể vãn chút muốn, cũng đừng làm cho những cái đó lòng mang ý xấu nữ nhân chui chỗ trống. Cô lão bà tử ngước mắt nhìn nhìn cách đó không xa có cái nữ nhân đang ở nhìn bọn hắn chầm chằm Mênh mang nhận được Khương Hinh Di, giống như chính là nàng đem tin tức tán không ra đi, không nghĩ tới nãy nãy thế nhưng có thể nhìn ra được tới. Cảm ơn nãy nãy nhắc nhở, yên tâm hảo, thái tử nếu hứa hẹn quá ta, nữ nhân khác tự nhiên là gần không được thân. Ai nha, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, dù sao ta cùng ngươi nói nha, nhưng ngàn vạn đừng giống ngươi các bá nương nói giống nhau, sinh hài tử quá sớm đối thân mình không tốt. Còn có, hiện tại mới là hảo hảo vắng vẻ thái tử thời điểm, nhưng đừng giường đều còn không có ấm áp đâu. Bên cạnh liền thay đổi người, nam nhân nha là quản không ở lại nửa người. Ngoài miệng hống ngươi, nói mặc kệ lại dễ nghe, chờ ngươi mang thai thời điểm hắn ở bên ngoài làm bậy, ngươi nào có tinh lực quản như vậy nhiều a à? Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Mênh mang như suy tư gì gật gật đầu, ánh mắt mang theo ti cảnh cáo, không tồi, không tồi, nãy nãy nói rất đúng, nhưng là ta là có nắm chắc, hắn nếu là dám làm một bộ làm một bộ, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tô lão bà tử cuối cùng cảm giác nàng ngộ đạo, đôi kéo cháu gái tay thân mật liêu nổi lên thiên. Hiên viên triệt cảm giác sống lưng một trận lạnh cả người, giống như có người ở sau lưng nói hắn nói bậy. Chương 407 An Vương không cam lòng. Tháng 4 năm 28, hiên viên triệt đem thái tử phi 17 tuổi sinh nhật làm anh quanh liệt liệt, hiên viên đế thân mình không bằng từ trước, cũng coi như vì cho hắn sung hỉ. Thái hậu nương nương người mặc một bộ hoa lệ long phượng đồ án sườn xám chỉ vàng sen. Kẻ, theo công tin Mỹ tuyệt luân. Hiên viên đế một bộ minh hoàng sắc long bào, đen nhánh tóc dài thúc khởi, đầu đội mũ miệng, hệ minh hoàng sắc quan thằng, mũ miệng đỉnh trung đoan được khảm đá quý, tinh tế châu liên tua buông xuống ở hai bên. Tuy rằng có rất nhỏ bệnh trạng mơ hồ có thể thấy được, nhưng bên cạnh có hầu hạ thái y, hôm nay thoạt nhìn trạng thái còn tính không tồi, chẳng qua ho khang càng thêm nghiêm trọng. Hiên viên đế trước mặt trụ sớm đã đổi thành canh sâm, phía dưới người không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Hoàng hậu mũ phượng khăn quàng vai, đai ngọc tơ vàng, ngồi ngay ngắn với đông cung thượng vị phía trên, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, lệnh người kính sợ ba phần. Hiên viên triệt người mặt thâm tương y, mang đỉnh đầu nhung thảo lạ mặt ti anh thương mãn dậy con châu quan, cắt may thập phần thỏa đáng xanh đá thẳng mà nạp sa kim quái che chở một kiện cắt sa bào, bên hông thúc triều hạng quá minh ngự, chỉ mày rậm hạ một đôi sáng người có thần, hắt sâu không thấy đấy minh mang thân khoác một kiện hạnh phấn hoa lệ phượng bào trên vạt áo theo tinh xảo long phượng đồ án làng váy to rộng tựa như đám mây phiêu giật nàng đỉnh đầu mang đỉnh đầu kim sắc khổng tước màu châu báu được khảm ở giữa rực rỡ lấp lánh nàng trên cổ mang một cái xanh biết phỉ thúy vòng cổ mỗi một viên phỉ thúy đều giống như sáng ngời đôi mắt lập lòe thần bí quan mang bên hông hệ một cái khảm có đá quý cùng quần áo sắc hệ đai lưng càng có vẻ nàng dáng người thước tha minh mang trang dung có vẻ thập phần thanh nhã trên môi gần đồ một tầng hơi mỏng phấn mặt trên má tắt phát nhàn nhạt trân châu phấn cảnh này khiến nàng mỹ lệ càng thêm tự nhiên tươi mát sinh nhật ngày ông trời tắt hợp trời trong nắng ấm ánh mặt trời chiếu khắp vì thái tử phi sinh nhật yến tăng thêm vài phần không khí vui mừng không ít quan gia tiểu thư cố ý cùng mênh mang giao hảo từng cái trong miệng nói chúc phúc thái tử phi sinh nhật vui sướng nói nhưng mênh mang như thế nào nghe đều không cảm thấy không thích hợp những cái đó các cô nương ánh mắt từng cái nhìn chằm chằm thái tử xem thái tử bên người còn có một vị hồng ngọc từ ám vệ biến thành minh vệ, lớn lên đích xác quá đáng chú ý, không ít các cô nương khắc khẩu muốn lên đài biểu diễn, mênh mang đơn giản dũng bọn họ, cũng thể nghiệm một phen nam nhân vui sướng. Các cô nương từng cái tranh kỳ khoe sắc, dáng múa đích xác không tồi, nhưng thật ra làm không ít ở đây công tử ca nhóm xem hoa mắt, bất quá mênh mang thật sự không thích quá ầm ĩ đơn giản cùng giang vãn nguyệt cùng khê công chúa liêu nổi lên thiên trong hoàng cung dân đèn kết hoa khỉ khí dương dương một mảnh náo nhiệt cảnh tượng đúng lúc này đã trở lại một vị khách không mời mà đến bệ hạ an vương điện hà đã trở lại vương công công cúi đầu ở hiên viên đế bên người thì thầm nói thái tử đại hôn hắn không trở lại như thế nào hiện tại đã trở lại hiên viên đế trầm giọng nói cái này nô tài cũng không biết minh mang thấy hiên viên đế sắc mặt không đúng lắm tức khắc triều bên người công công nhìn qua đi lý công công đã về hưu hiện tại là hắn đồ đệ ở minh mang nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều Ai ngờ quay đầu lại thời điểm thế nhưng thấy đại điện thượng xuất hiện An vương, không nghĩ tới thế nhưng phơi đen không ít. Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại. Nhi thần nghe nói ngài thân mình không được tốt, cho ngài vơ vét rất nhiều đại bổ linh chi còn có nhân sâm, cố ý cho ngài mang về tới, thỉnh phụ hoàng tha thứ hài nhi bất hiếu, hài nhi biết sai. Hiện giờ chính phi đã mang thai, nhi thần sẽ không đãi lâu lắm, thực mau liền sẽ trở về, phụ hoàng xin yên tâm. An vương cung cung kính kính làm người chút nào chọn không ra bất luận cái gì sai. Trẫm đã biết, lần này sẽ không phạt ngươi, ngươi có tâm. Đúng rồi, hôm nay nghe nói là Thái tử Phi sinh nhật Yến, Nhi thần riêng mang theo rất nhiều lâm châu bên kia đặc sản tới cấp Thái tử Phi ăn mừng sinh nhật, về sau ta liền phải kêu muội muội một tiếng hoàng tẩu, chúc hoàng tẩu tháng đổi năm giờ đều mỹ lệ, thanh xuân vĩnh trú. Khiên viên hoành lại hướng tới bên mang xem qua đi, không nghĩ tới một năm thời gian không đến nàng liền trưởng thành nhiều như vậy. Hoàng tẩu, biệt lai like vô dạng, không nghĩ tới hoàng tẩu như nhau từ trước như vậy kiều diễm, hoàng huynh thật là hảo phúc khí. Hiên viên hoành trong ánh mắt mang theo một tia tham luyến cùng dục vọng, mênh mang vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, hiện giờ đã rút đi oa oa mặt non nớt, lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Dựa vào cái gì như vậy xinh đẹp nữ nhân hẳn là hắn? Chẳng lẽ chính mình không thể có được? Dựa vào cái gì? Hiên viên hoành càng thêm kiên định muốn đoạt vị ý tưởng, thậm chí có trong nháy mắt hắn muốn đem thái tử phi đoạt lại đây, tương lai nếu trở thành chính mình phi tử, làm nàng đương hoàng hậu đều không phải không thể. Mênh mang thoạt nhìn thế nhưng so với hắn trong phủ chính phi, trắc phi cùng phu nhân lớn lên xinh đẹp nhiều, nói là nghiêng nước nghiêng thành một chút cũng không quá, vừa rồi biểu diễn này đó nữ nhân chỉ có thể tính thượng ba phần tư sắc. Hiên viên hoành có trong nháy mắt thất thần, một màn. Này nhưng thật ra đem hiên viên triệt chọc mau, nhị đệ, cảm ơn ngươi đối ta tức phụ chúc phúc, gần nhất đều gầy, ngồi xuống ăn chút đi. Hảo hảo bổ bổ, nghĩ đến bên kia điều kiện gian khổ lời này nghe tới nhưng thật ra giống một phen nhục nhã thiên viên hoành lại không có phản bác cảm ơn thái tử liền một tiếng đại ca hắn đều không nghĩ kêu thiên viên hoành liền con mắt cũng chưa nhìn quá hoàng hậu cùng thái hậu thiên viên đế vẫy vẫy tay nói được rồi qua bên kia ngồi xuống đi nếu đã trở lại vậy trụ một đoạn thời gian lại đi rốt cuộc mặt mũi công phu hắn vẫn là phải làm tề Hiên viên đế anh trác tống quý phi nguyên nhân đối an vương một chút đều không mừng, hiện giờ tư thái cũng bãi tại nơi đó, hiên viên hoành song quyền nắm chặt, ở Lâm Châu trong khoảng thời gian này quả thực đã chịu vô cùng nhục nhã. Vốn dĩ ngay từ đầu chướng mắt Lâm Châu, chính là vì đất phong phát triển, hắn ở bên kia nhịn. Sau lại trải qua lê nhạc phụ một phen nhuộm đẫm, cho rằng Lâm Châu nơi đó cũng không tệ lắm, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng là cái tham quan. Mặt ngoài gì đều không làm, hoặc nhìn một bộ hảo ngoan bộ dáng, trên thực tế sau lưng chuyện xấu nghi đều làm hắn anh em vợ lưu đồng tri làm bất quá bọn họ cũng coi như là cá mè một lứa trong khoảng thời gian này vì hảo hảo phát triển lâm châu hắn đều gầy thật lớn một vòng bạc cơ hồ đều là lê đại nhân móc ra tới hắn nỗ lực kinh doanh chính mình hảo thanh danh vì chính là có một ngày bá tánh có thể ủng hộ hắn chính mình gầy mười mấy cân hoặc nhìn cả người đều đen một vòng kết quả phụ hoàng đều không có quan tâm quá hắn nội tâm thật sự là thất vọng càng thêm kiên định hắn muốn sát thái tử quyết tâm Hiên viên hoành trầm thấp đầu, nghĩ vậy đoạn thời gian tới chịu ủy khuất, thiếu chút nữa muốn đem lê cười cười cái kia tiện nhân loạn đau chém chết, không nghĩ tới chính là một đầu đại phì heo, quả thực chính là cái vì bà, cả ngày áp bức hắn, làm hại hắn đều gầy. Hiên viên hoành là tưởng sinh nhi tử, chính là cũng không có như vậy bức thiết, rốt cuộc trong phủ hiện tại chính là có ba vị phu nhân chờ hắn sủng hạnh, liền tính là đầu ngưu cũng có cày mệt một ngày. Hiên viên hoành ngồi xuống đi trong nháy mắt, chung quanh các đại thần sôi nổi xê dịch vị trí, sợ cùng hắn lây dính thượng quan hệ, trong nháy mắt đem hắn chọc giận. Hiên viên hoành hướng tới hiên viên triệt vị trí xem qua đi, mang theo ghen ghét cùng khát vọng, dựa vào cái gì hắn chỉ có thể ngồi ở mặt sau, đã từng liền tính hắn lại nan kham, cốt xấu hắn cũng là cái vương gia, cư nhiên làm hắn ngồi cuối cùng. Nhị đệ, thật sự ngượng ngùng, ta này đông cung thật sự là có chút tiểu, chỉ có thể ủy khuất nhị đệ ngồi ở cuối cùng, ngươi đã tới chậm miễn cưỡng tạm chấp nhận một chút đi. Lời này nói, Triệu thần môn từng cái nháy mắt cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đối cái này bị biếm đến Lâm Châu An Vương càng thêm không mừng, sôi nổi tỏ thái độ đứng thành hàng, sợ thái tử giám quốc lấy bọn họ khai đao. Quỷ quốc An Vương Điện Hạ, nếu không ta làm An Vương Điện Hạ ngồi ta nơi này. Hộ bộ thượng thư đường đường nói, trong mắt một chút đều vô lễ kính, chẳng qua khách sáo thôi. Hiên viên hoành làm sao có thể đem chính mình keo kiệt cùng không cam lòng biểu hiện ra ngoài. Không cần, ta liền ngồi nơi này đi ngồi ở mặt sau an tĩnh chút. Sắc mặt một mảnh bình tĩnh, ở Lâm Châu trong khoảng thời gian này hắn đã sớm học xong mặt không đổi sắc, ai cũng nhìn không ra tới hắn cảm xúc. Nương to rộng tay áo còn có cái tráng tóc mái đem chính mình giả tâm che giấu ra đều không dư thừa, trên tráng tóc mái che mắt, vừa vặn đem dục vọng che khuất. Khói mù bất quá trong nháy mắt, hiên viên hoành lại nổi lên tâm tư, nhìn thái tử thật sự khó chịu, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy này sinh nhật yến quá nhàm chán, không bằng nhi thần cùng hoàng huynh so kiếm khởi hưng, cho đại gia trợ nhạc. Hiên viên đế vẫy vẫy tay, trẫm trước nay cũng không biết An Vương sẽ võ, không biết từ khi nào học được, một khi đã như vậy, vậy cùng ngươi hoàng huynh nhiều lần đi. Cũng hảo, làm ngươi hoàng huynh cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm nhìn xem ngươi học thế nào. Là, phụ hoàng, vậy làm hoàng huynh cùng ta hảo hảo nhiều lần đi. Hiên viên hoành không nghĩ tới hắn phụ hoàng thế nhưng như thế xem trọng thái tử, lời này nói trung quy trung cũ, thật sự là đem hắn trở thành gối theo hoa, cho rằng hắn cái gì đều sẽ không sao. Hảo. Hiên viên triệt một chút đều không tin An Vương đột nhiên liền đổi tính, từ trước một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, bằng không cũng sẽ không ở Giang Nam dưỡng mười mấy năm mới mang về tới, đơn giản liền thí nghiệm thí nghiệm xem thực lực của hắn. Chương 408 Bêu Xấu Nơi này địa phương tiểu, đi bên ngoài so. Hiên viên đế bàn tay vung lên, đem mọi người triệt đi ra ngoài, đông cung bên trong thật sự quá nhỏ, hôm nay mở tiệc chiêu đãi người đông đảo, nhưng thật ra có chút thi triển không khai quyền cước. Khiên Viên đế mắt sáng như đuốc, thâm thúy hốc mắt lồi lõm có thể thấy được, nếu là An Vương an an phận phận kia cũng liền thôi, nhưng là nếu nổi lên sát tâm. Triệt Nhi hắn không thể không bảo hộ. Chờ đến Vương Công công thanh kiếm chuẩn bị hảo, Khiên Viên hoành chọn một phen tốt nhất thượng phương bảo kiếm, Hoàng huynh, bêu xấu. Trong giọng nói mang theo nồng đậm khiêu khích cùng không tôn kính. Khiên Viên Triệt cũng không có đem hắn để vào mắt, vô nghĩa không nói nhiều, vậy bắt đầu đi. Đại gia sau này lui một bước tránh cho đao kiếm không có mắt thương đến người. Hiên viên khê đối với vị này nhị ca ca một chút đều không có sắc mặt tốt, đỉnh cái đại dựng bụng, nhưng thật ra hướng phía sau lui vài bước. Tô Tư Nguyên thật cẩn thận đem nàng hộ ở sau người, hiên viên khê lộ ra một đôi mắt, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hiên viên hoành trong tay kiếm, nhìn kiếm là động cuối cùng yên tâm. Hiên viên triệt tay cầm trường kiếm vẫn sức chờ phát động, an vương xuất kiếm chiêu chiêu thức thức tàn nhẫn, hoàn toàn không có bận tâm ở đây mọi người, một lòng chỉ hy vọng hiên viên đế thay đổi đối hắn cái nhìn. Hai người dằn co ở đông cung ngoài điện đá cẩm thạch bản trên đất trống, không khí khẩn trương. Đột nhiên, hiên viên hoành phá phong mà đi, thân hình như mũi tên hướng đối thủ phóng đi, trong tay trường kiếm giống như linh xà xuất động, nháy mắt thứ hướng đối thủ ngực. Ngay sau đó, hai người liền ở không trung giao thủ mấy cái hiệp, kiếm quan lập lòe, khí thế như hồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đá cẩm thạch bản đều bị kiếm khí sở bao phủ. Vây xem tiểu thư các phu nhân ngừng thở, hết sức chăm chú mà quan kháng trận này kịch liệt tỉ thí. Chỉ thấy hiên viên hoành tay cầm trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, giống như một con linh hoạt liệt báo, ở trên kiếm đạo bay nhanh. Nháy mắt, thân thể hắn cùng kiếm hợp hai là một, giống như một đạo ti chớp cắt qua không khí, thứ hướng hiên viên triệt. Hiên viên triệt đồng tử mảnh súc, đao quan kiếm ảnh chi gian, thân pháp linh hoạt né tránh, khi đem sắc bén kiếm như một cái rắn độc ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo đường cong. Hắn gắt gao đuổi theo, lại trước sau vô pháp bắt lấy đối phương sơ hở. Lúc này, một đạo hàng quang hiện lên, bờ vai của hắn bị đối phương kiếm phong cắt qua. Chung quanh nhớ tới một chúng thổn thức thanh, ta còn tưởng rằng An Vương Điện Hạ chính là cái ma ốm, không nghĩ tới An Vương Điện Hạ lợi hại như vậy. Ta thiên nộp, An Vương Điện Hạ kiếm pháp thật là lợi hại, chính là có thể đem thái tử bả vai cắt qua, vì cái gì ta trước kia cũng không biết. Nên không phải là đã bái cái gì sư phó học nghệ đi. Không thể nào lợi hại như vậy sao ta cũng cho ta đệ đệ đi học tương lai có thể bảo hộ cha mẹ thế ngoại cao nhân nơi nào là dễ dàng như vậy thỉnh vạn nhất là vị nào đại nội cao thủ giáo đâu ngươi sợ không phải đang nằm mơ đại nội cao thủ chỉ nguyện trung thành với bệ hạ thái tử đều không có cơ hội tiếp xúc sao có thể đến phiên an vương khiên viên hoành nghe thấy mọi người nghị luận thanh âm tâm tình thập phần khó chịu vốn dĩ hắn là không tính toán trọng quyền xuất kích nhưng là bỏ lỡ lúc này đây về sau liền rất ít có cơ hội. Mượn cơ hội này vẫn là hảo hảo cùng Hoàng Huynh tỷ thí tỷ thí đi. Tốt như vậy ám sát cơ hội không lưu trữ càng đãi khi nào. Hắn kế tiếp chiêu chiêu thức thức, xong thẳng thái tử mệnh môn. Triệt ca ca, cẩn thận. Mênh mang đầu quả tim nhi đều run run lên. Mênh mang nắm tay siết chặt, tùy thời muốn bay ra đi. Không nghĩ tới cái này an vương là cái không an phận, nàng liền biết, luôn có hắn không cam lòng thời điểm, không nghĩ tới tại đây loại trường hợp hắn thế nhưng động sát tâm. Hiên viên triệt quay đầu lại mỉm cười ý bảo nàng không thành vấn đề, cuối cùng làm mênh mang nhẹ nhàng thở ra. Mênh mang lo lắng chính là trên thân kiếm lao độc, tống quý phi chính là một cái có vết xe đổ, khó bảo toàn an vương sẽ không, hiên viên triệt phía trước bị hạ độc, thân mình thật vất vả tài hoa lý trở về, nếu là trúng độc, không biết còn có hay không kim liên tử có thể cứu hắn. Hiên viên đế cách đến thật xa, đem một màn này thu hết đáy mắt, kia hài tử, chung quy vẫn là động sát tâm, thoạt nhìn một chút đều không an phận. Vương công công, đi làm tùy hâm nhìn chầm chầm điểm, kia hài tử động sát tâm. Là, bệ hạ. Chỉ thấy vương công công đối với không trung thổi tiếng huyết sáo, lúc sau nhanh chóng xuất hiện một cái hắc y nhân, trên người ăn mặc khôi giáp phi ngư phục. Hiên viên đế vốn là nhớ tình bạn của phụ tử chi tình, ai biết hắn thế nhưng một chút đều không an phận, một khi đã như vậy, như vậy thân vương thân phận cũng không cần cho. Hai người đánh nhau kịch liệt, thực mau, đã qua 10 cái hiệp, có người lớn tiếng kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới An Vương điện hạ thế nhưng có thể cùng phò mã so sánh với. Phải biết rằng lúc trước phò mã cũng chỉ ở thái tử trên tay qua mười mấy chiêu, không thể tưởng được An Vương điện hạ thế nhưng như thế lợi hại, sớm biết rằng ta cũng gả cho An Vương điện hạ. Nói lời này chính là một vị tứ phẩm tiểu quan nữ nhi. Ngươi thật đúng là ngốc, bất quá lấy thân phận của ngươi cũng cũng chỉ có thể xứng An Vương, rốt cuộc thái tử cũng chướng mắt nhà. Ngươi Khương Hinh Di trào phúng nhìn kia cô nương liếc mắt một cái. Buồn cười, ngươi sao lại có thể nói như vậy nhân gia? Đừng tưởng rằng ngươi là cái từ nhị phẩm quan viên nữ nhi liền có thể diễu võ dương oai, có bản lĩnh ngươi gả cho An Vương nha. A, à, Khương Hinh Di trong giọng nói mang theo ba phần châm chọc còn có một phần cười nhạo, cũng liền ngươi cái kia ốc heo có thể nhìn trúng An Vương, An Vương điện hạ nếu là thật sự có tiền đồ còn sẽ bị biếm sao? Vị kia cô nương bị nghẹn nói không ra lời. Hiên viên triệt cố sức đối thượng hiên viên hoành sát chiêu, vốn dĩ hắn thủ hạ lưu tình, nhìn trên vai miệng vết thương hắn ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới hiên viên hoành như thế tâm tàn nhẫn, thế nhưng đối hắn hạ sát tâm, một khi đã như vậy, như vậy hắn liền phải phóng đại chiêu. Dưới đài người vây xem thấy như vậy một màn, đều không cấm hít hà một hơi. Liền ở hiên viên hoành trường kiếm sắp đâm trúng hắn khi, hiên viên triệt nháy mắt bùng nổ. Hắn thân hình mơ hồ như gió, dễ dàng tránh thoát này nhất kiếm, sau đó trở tay nhất kiếm, giống như lôi đình một kích, cắt qua không khí, bước cho hiên viên hoành liên tục lui về phía sau. Hai người tay cầm kiếm, lẫn nhau đối diện, không khí khẩn trương. Đột nhiên, hiên viên triệt dẫn đầu phát động công kích, kiếm thế tấn mảnh, giống như lôi đình phát không, hướng hắn mãnh liệt bổ tới. Hiên viên hoành phản ứng nhanh chóng, nghiêng người tránh né, đồng thời huy kiếm phản kích, kiếm khí bắn nhanh, phát ra một trận thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang, nhưng là cuối cùng vẫn là trở thành hiên viên triệt thủ hạ bại tướng, cả người bay ra đi vài mễ. Ta thiên nột, không nghĩ tới đi, thái tử điện hạ thế nhưng tới cái lớn như vậy xoay ngược lại. Wow, ta hảo sùng bái thái tử điện hạ nha, thái tử điện hạ thật là lợi hại. Ta hảo hâm mộ thái tử phi nha, thái tử điện hạ lợi hại như vậy, tương lai thái tử phi khẳng định sẽ không bị người khi dễ đi. Người ở nói hưu nói vượng cái gì nha? Thái tử điện hạ lại không có cưới trắc phi, thái tử phi cũng không cần lo lắng người khác hại nàng quả thực không hổ là hiên viên hoàn toàn xứng đáng chiến quốc tướng quân, thái tử điện hạ thật là quốc gia của ta chi lương đóng. Một đoàn vuốt mông ngựa người chụp ba hoa chích chòe, tô tư nguyên nhưng thật ra thập phần tự hào, còn không phải trách ta muội muội sẽ tìm hôn phu, ai nha, ta muội muội chính là lợi hại. Thái tử điện hạ thật lợi hại, bất quá an vương điện hạ cái này trình độ cũng coi như không tồi, cũng liền so phò mã gia kém cỏi một chút. Chương 409 chạy nhanh sinh bảo bảo. Đại gia mau xem nha, thái tử điện hạ quả thực lợi hại không nghĩ tới thái tử điện hạ một chút đều không thể so an vương điện hạ kém a nha vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết ta còn nghĩ thái tử điện hạ muốn bị thương hảo tưởng nhào lên đi hỗ trợ đâu ngươi thật đúng là mỹ đi ta xem ngươi là nghĩ đến cái mỹ nhân cứu anh hùng sau đó dễ làm trắc phi đi ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân gia đâu nhân gia còn không phải đau lòng thái tử điện hạ sao ngươi không nhìn thấy thái tử đều bị thương sao. Mênh mang đêm này hết thảy thu hết đáy mắt, lỗ tai thật sự là chịu không nổi đám kia cô nương nhắc mãi, nàng liền biết này đó cô nương vẫn là có bất an phân. Chẳng sợ hiên viên triệt đối nàng có điều bảo đảm, còn là như nãy nãy theo như lời như vậy, khó bảo toàn sẽ không có cái gì oanh oanh yến yến tâm tư trọng. Hiên viên hoành quỳ rạp trên mặt đất giải dụa vài hạ đều bò không đứng dậy, tự hồ bị thực trọng nội thương. Minh mang thấy một màn này thập phần hả giận, An Vương cũng dám thương tổn nàng người, tương lai oa nhi cha nếu là bị nghiêm trọng thương, như vậy nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thái tử thật là lợi hại, thật không hổ là ta phu quân. Mênh mang vỗ tay trưởng trầm rồ khen ngợi. Hiên viên khê cũng vỗ tay, học mênh mang bộ dáng ước gì đem An Vương tức chết, toàn gia đều không phải cái gì thứ tốt. Đại ca thật là lợi hại, không nghĩ tới nhị ca ca thế nhưng thua, ai nha, hảo đáng tiếc nha, vừa mới ta còn tưởng rằng nhị ca ca có bao nhiêu lợi hại đâu. Lời này vừa ra, An Vương thiếu chút nữa khí nội thương tăng thêm, vốn đang tưởng chơi chơi uy phong, cho hắn cái ra oai phủ đầu, nhìn dáng vẻ chính mình trở về vẫn là đến luyện luyện. Khiên Viên Triệt chỉ dùng bảy thành sức lực, không nghĩ tới hắn cũng bất quá như thế, tuy rằng chính mình bị thương, nhưng là điểm này thương tính không được cái gì. Không nghĩ tới nhị đệ ngắn ngủn thời gian có thể luyện lợi hại như vậy, nhưng thật ra thật làm Hoàng huynh ta bội phục. Khiên Viên Triệt một sửa vừa rồi nghiêm túc, thay thế chính là nhợt nhạt ý cười chỉ là kia mặt ý cười không đạt đáy mắt, ẩn ẩn mang theo vài phần trào phúng. Hiên viên hoành quỳ rạp trên mặt đất, giống như một cái chết cẩu giống nhau dãy dụa, vừa rồi khuếch đại những cái đó cô nương từng cái ánh mắt đều chuyển dời đến thái tử trên người, nắm tay gắt gao nắm chặt, trong mắt không cam lòng miêu tả sinh động. Thái tử điện hạ quả thật là lợi hại, nhị đệ thật. Là bội phục, nhị tẩu hảo phúc khí, tuyển ta đại ca làm phu quân. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày đều sẽ là hắn nữ nhân. Là nha ta à, chính là phúc khí hảo đâu. Chuẩn xác một chút tới nói là đại ca ngươi thật tinh mắt, ha ha. Không giống ngươi giống nhau không có ánh mắt, mênh mang chịu đựng không có nói ra. Hiên viên hoành giống một cái chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất dãy dụa, mênh mang lo chính mình lấy ra khăn tay cấp hiên viên triệt băng bó, liên quan con mắt đều không có xem hắn. Một hồi trò khôi hài kết thúc qua đi, bọn quan viên từng cái mang theo nhà mình nhi nữ về nhà, trừ bỏ an vương này gốc trả sự, hiên viên đế cũng không có tâm tư, nhưng là đối hiên viên triệt lại càng thêm để bụng. Càng không cung, hoàng hậu nương nương ở một bên hầu bệnh. Hiên viên triệt lôi kéo mênh mang, mênh mang cẩn thận quan sát hiên viên đế thân mình, đích xác thiếu hụt quá lợi hại, hiện giờ đều có một ít ho ra máu bệnh trạng. Mênh mang tuy rằng có huyết có thể giải trăm độc, nhưng là hiên viên đế băng độc nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, không sai biệt lắm đến cấp mênh mang toàn thân trên dưới thẩm tách hai lần, như vậy nàng sẽ hồn phi phách tán. Mênh mang chỉ có thể miễn cưỡng sấn người không chú ý tích chút huyết ở dược thiện, ở hắn ở trong thân thể bên trong rót vào nhẹ nhẹ sinh cơ cùng linh lực, lấy trì hoãn hắn sinh mệnh, trước mắt cái dạng này xem ra nhiều nhất còn có một năm rưỡi. Triệt nhi, mênh mang, phụ hoàng thân mình đại không bằng trước, về sau hiên viên sự liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi tôn trọng nhau như khách, hảo hảo chờ đợi hiên viên giang sơn. Triệt nhi, trẫm thân mình không bằng từ trước, thái y nói nhiều nhất còn có nửa năm thời gian. Hiên viên đế một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, cả người không giống ngày thường như vậy tinh thần. Ngươi giám quốc cũng có một đoạn thời gian, trẫm sang năm tính toán thoái vị, kế tiếp ngươi hảo hảo học tập triều chính, ta sẽ làm thái phó đỡ tá ngươi. Hiên viên đế hữu khí vô lực nửa nằm nói. Là, phụ hoàng. Hiên viên triệt tất cung tất kính ngồi ở giường trước. Mà mênh mang đem đem hiên viên đế mạch, trung khí không đủ, khí huyết mệt hư, thật sự quá hư nhược rồi nàng bưng lên chén thuốc uy hắn uống dược, phụ hoàng, ngài bệnh ta vừa mới xem qua. Chỉ cần trải qua điều dưỡng, sống thêm cái một hai năm không là vấn đề. Hiên viên đế nghe xong mênh mang nói, tức khắc tinh thần tỉnh táo, vậy các ngươi nhưng đến hảo hảo cố lên, ta chờ ôm tiểu tôn tử. Mênh mang, sớm biết rằng lời này nàng liền không nói, vừa mới còn phế đi nàng non nửa chén huyết đâu. Không gian tiểu hắc cẩu, hắc hắc. Ta bấm tay tính toán, chủ nhân, ngươi khả năng sắp có bảo bảo ngươi mau câm miệng đi. Nữ nhân sinh hài tử như vậy đau, ngươi là ước gì chủ nhân của ngươi chạy nhanh chết đi. Ai nha? Ngươi không phải sợ thái tử sao? Gần nhất mỗi ngày đều chạy đi vào phao thuốc tắm, gần nhất thân mình có phải hay không khôi phục rất nhiều sao? Có hay không cảm giác trên người ấm áp? Ngươi có hay không cảm giác bụng nhỏ bộ có cái gì kỳ quái cảm giác? Mênh mang, ta cái gì cảm giác đều không có, ngươi cũng không nên nói bậy. Chủ nhân, nếu gần nhất hai ngày cùng phòng nói, tháng sau khả năng liền có bảo bảo, hắc hắc. Cười vẻ mặt gian trá cùng giảo hoạt. Mênh mang, ngoan ngoãn loại thảo dược đi, nhưng đừng nói hô nói vượng, nếu không ngươi đừng nghĩ ta cho ngươi lấy ăn ngon. Dược điền đang ở sái thủy tiểu hắc cẩu bất đắc dĩ mà phiên cái đại bạch mắt nghi, hợp lại lôi kéo đầu vô tội cúi đầu. Giang hoàng hậu cũng mở miệng nói, bệ hạ, nhân gia tân hôn vợ chồng son chính ngọt ngào đâu. Sinh hài tử còn sớm, ngày này không phải ở khó xử bọn họ sao. Nói nữa, nữ hài tử gia gia sinh hài tử quá sớm tương lai đối thân mình không tốt ngài nhưng nhất định phải chống đỡ khẳng định có thể ôm đến tiểu hoàng tôn hiên viên đế đem giang hoàng hậu tay kéo lại đây phóng tới mênh mang cùng lý lan trong tay về sau các ngươi nhất định phải hảo hảo hiếu thuận ngươi mẫu hậu còn có ngươi hoàng tổ mẫu đời này bọn họ đi theo ta không hưởng cái gì phúc trách ta cái này làm nhi tử vô dụng cũng trách ta cái này làm phu quân vô dụng là phụ hoàng ngài yên tâm hảo mẫu hậu đãi ta như thân sinh nhi tử giống nhau tương lai nhi thần nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận nàng hoàng tổ mẫu càng là không cần phải nói đời này không hưởng qua cái gì phúc nhi thần nhất định sẽ đại ngài hảo hảo hiếu thuận nàng minh mang gật gật đầu con dâu cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu phụ hoàng an tâm dưỡng hảo thân mình đừng nhọc lòng nhiều như vậy giang hoàng hậu lau lau nước mắt nói hài tử các ngươi có tâm bệ hạ ngươi các nhân tử có thiên tướng nhất định sẽ không có việc gì nói nữa có mênh mang ở, ngài thân mình nhất định sẽ một ngày so với một ngày càng tốt. Hiên viên đế tâm tình hảo không ít, Linh Vân A. Về sau liền vất vả ngươi, trẫm tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Là. Lý Lan vô cùng lo lắng xuyên một thân nhẹ nhàng quần áo lại đây, ở hai cái ma ma nâng hạ đi bay nhanh. Cũng quái nàng cái này làm nương không xứng chức, tự nhiên không có phát hiện nhi tử khác thường. Triệt nhi, mênh mang, các ngươi phụ hoàng hắn thế nào? bái kiến hoàng tổ mẫu phụ hoàng hắn nói hắn tưởng hảo hảo nghỉ ngơi hiện tại đã khá hơn nhiều là nha hoàng tổ mẫu không cần lo lắng phụ hoàng các nhân tự có thiên tướng nhất định sẽ không có việc gì mình mang kéo qua thái hậu nương nương tay an ủi nói nhưng cơ hội cho nàng rót vào một tia linh lực cùng sinh cơ lý lan lau nước mắt hỏi ta biết bệ hạ thân mình không lâu vừa mới ta đã hỏi qua tiết thái y ta biết các ngươi là đang an ủi ta ta liền vào xem liền ra tới ta tưởng vào xem nhi tử đều do ta cái này làm mẫu thân không xứng chức, vắng họp nhiều năm như vậy làm bạn. Cũng trách ta không có chiếu cố hảo nhi tử, này hơn 50 năm tới các ngươi phụ hoàng đầu đều ngao trắng, hắn chịu khổ. Lý Lan nói nói lau nước mắt, mặt sau hai cái ma ma nhìn đều đau lòng. Thái hậu nương nương, ngươi mấy ngày nay buổi tối đều không có ngủ ngon, nhưng đừng khóc, lại khóc đôi mắt khóc sưng lên. Hảo hảo hảo. Lý Lan vô số buổi tối đều ở khóc trống, đều do chính mình lúc trước vô dụng, làm hại nhi tử tuổi còn trẻ liền dài quá tóc bạc. Trên thực tế nàng mỗi ngày buổi tối đều thực tự trách, còn muốn dựa nhi tử tới hưởng phúc, cũng không có mang quá nhi tử một ngày, luôn là ở trách cứ chính mình vô dụng. Thậm chí trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều ở Phật đường quỳ lạy vì nhi tử cầu phúc, ý đồ đền bù chính mình cái này làm mẫu thân vắng học làm bạn sai lầm. Hoàng tổ mẫu, ngài đi vào xem đi. Mẫu hậu chính bồi ở phụ hoàng bên người đâu. Hiên viên triệt thật sự là không đành lòng. Hảo. Lý Lan một bên lau nước mắt một bên rải khai hai cái ma ma tay dẫn theo váy liền vào càng thanh cung. Chương 410 An Vương im ắng, nhất định ở làm yêu. Mênh mang bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật, phu quân thật cũng không cần cứ thế cấp, vừa mới ta cấp phụ hoàng uống lên ta huyết. Vừa rồi ta đã thế bệ hạ xem qua, uống xong kia chén dược sống thêm cái một hai năm không là vấn đề, chỉ là kế tiếp nhật tử có chút bị tội, ho ra máu là tránh không được, cái này ta cũng không có biện pháp, Hiên viên triệt biết mênh mang năng lực, khi chén huyết khẳng định là ở mênh mang có thể kết thúc khả năng cho phép trong phạm vi, chính là hắn vẫn là đau lòng, mênh mang, đáp ứng ta về sau không cần đem huyết tùy tiện phóng cho người khác uống, biết không? Ai nha, ta kia không phải vì cứu phụ hoàng sao? Nếu không uống đi xuống, hắn khả năng chỉ có thể sống nửa năm, cũng không biết vì sao phía trước rõ ràng xem hảo hảo, hiện giờ phụ hoàng thân mình lại càng ngày càng kém. Có lẽ là mấy năm nay làm lụng vất vả quá độ, ta xem tóc của hắn trong một đêm trắng. Hiên viên triệt nhìn mênh mang duỗi tay đem tay nàng chỉ cầm lên vẻ mặt nghiêm túc thả nghiêm túc, mênh mang, về sau không thể mạo như vậy đại nguy hiểm, nghe thấy không? Trong hoàng cung mặt người nhiều mắt tạp, ta không hy vọng ngươi đem chính mình bại lộ ở bên ngoài, như vậy đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. A nha, ta đã biết. Ta lần sau sẽ không, yên tâm đi. Mênh mang lại không phải ngốc tử, nàng cũng sẽ không ngốc đến phóng chính mình huyết cứu sống người khác, cúng chính mình, rốt cuộc nàng còn không có sống đủ đâu lần sau ngươi nếu là lại lấy máu trở về ta liền phải đánh ngươi thí thí minh mang mặt một trận đỏ bừng hiện tại đều còn có thể nghĩ đến nàng nhìn lén người khác nhập động phòng rất nhiều lần bị hắn phát hiện hắn chụp nàng thí thí cái loại này xấu hổ a nha ta đã biết dù sao ngươi không được chụp ta mông quả thực là ném chết người nàng mới sẽ không làm người lại chụp mông đâu phụ hoàng muốn nhìn chúng ta sớm ngày sinh hài tử minh mang không bằng chúng ta đêm nay sớm chút đi ngủ đi. Hiên viên triệt ngay sau đó thay đổi một bộ thâm tình mang theo dục vọng ánh mắt, ánh mắt nóng rác đánh vào mênh mang trên người, mênh mang cảm giác thân thể phản phất bị trước xuyên cái động. Mênh mang kéo kéo khóe miệng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt, ta xem là ngươi thú tính quá độ. Đúng vậy, không sai, ta chính là thú tính quá độ, chúng ta chạy nhanh trở về tạo oa đi. Hiên viên triệt một tay đem nàng chặn ngang bế lên chạy như bay hồi đông cung. Mênh mang vừa trở về đã bị ném tới rồi trong bồn tắm, hiên viên triệt cấp không chờ nổi cởi áo tháo thắt lưng, nơi này là một chỗ bọn họ độc hữu tư nhân không gian, ngày thường không ai có thể tới chỗ này. Đông cung một chỗ bí mật hoa viên cơ hồ thành bọn họ thường xuyên phao tắm địa phương, mênh mang còn không có phản ứng lại đây, mổ thái tử khinh thân mà thường. Ngươi làm gì nha? Nơi này chính là ở bể tắm. Mênh mang, thường xuyên ở trên giường, ở chỗ này phương tiện tắm rửa, vừa nói, trong miệng không ngừng ha nhiệt khí mênh mang cảm giác tê tê dại dại giống bị điện giật giống nhau. Ở trong nước, mênh mang cảm giác giống như không như vậy đâu, đảo khách thành chủ, mổ thái tử bị động ở tốt nhất giống phát hiện không giống nhau đa dạng, hắn cứ như vậy nữa nằm hưởng thụ. Một Tranh giờ sau, mênh mang mệt mỏi ngủ rồi, hiên viên triệt thế nàng đem trên người lau sạch sẽ, ôm mênh mang trở lại giường, lúc này trời đã tối rồi. Cùng lúc đó, hiên viên hoành trở về An Vương Phủ, đem An Vương Phủ ngầm chôn giấu bảo tàng chở đi cái tinh không, lúc này đây hắn trở về là bí mật trở về, cũng là vì chở đi phía trước mẫu hậu cho hắn chuẩn bị đoạt vị bảo đảm. 300 dặm ngoại một chỗ núi rừng, đồng trú gần 5 vạn tinh vệ, tất cả đều là này nửa năm nhiều tới nay bồi dưỡng lên, hiên viên hoành lần này cũng không tính toán trở về. Chỉ cần hắn bí mật đãi ở chỗ này, bọn họ liền phát hiện không được hắn, thật sự là trong phủ kia vài vị quá phiền nhân, bằng không hắn cũng không nghĩ đãi ở trong núi. Lâm một, đem những người này đều an bài hảo, này bộ phận bạc toàn bộ cầm đi cho bọn hắn phát vang bạc, dư lại nhất định phải thích đáng bảo quản hảo. Là, Điện Hạ. Đến nỗi triệu thượng thư, trong khoảng thời gian này chuẩn bị thế nào? Ngươi đi hỏi thăm một chút. Công bộ thượng thư phủ, lúc này căn bản là không có người. Vừa lúc, hôm nay binh bộ Thị Lan Dương Kiên cầm một trương chính mình họa bản vẽ lại đây tìm binh bộ Thị Lan chế tạo binh khí, không nghĩ tới công bộ thượng thư thế nhưng không ở. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, triệu đại nhân đi nơi nào làm nghề nguội công nhân nói triệu đại nhân cũng không biết làm gì đi trong khoảng thời gian này rất bận hắn trong khoảng thời gian này đều không có lại đây bên này sao tới mỗi ngày chẳng qua tới một chén trà nhỏ là công phu không đến liền đi rồi các ngươi nơi này đều là ai phụ trách đương nhiên là công bộ thượng thư phụ trách thôi bỏ đi hắn không ở nói kia ta liền tìm người khác phiền toái các ngươi giúp ta chế tạo một phen như vậy cung nỏ cái này là ta chính mình thiết kế ta muốn nhìn một chút hiệu quả. hảo nha, cái này ta cảm thấy hứng thú. ngươi trước cho ta xem đi, ta nhìn xem bản vẽ ta sẽ. cái này bên này cái này thiết kế khả năng có điểm phức tạp, ta đem kỹ càng tỉ mỉ hóa giải bản vẽ đặt ở bên cạnh. phiền toái dựa theo cái này chế tạo hai thanh, có một phen là ta muốn tặng cho thái tử điện hạ. vị kia làm nghề nguội tiểu huynh để thấy bản vẽ cả người đôi mắt đều sáng, cũng không tệ lắm. không nghĩ tới loại này thiết kế cư nhiên xuất từ binh bộ thị lan tây không hổ là thị lan nha. Chính là lợi hại. Dương kiên đệ 20 lượng bạc cho hắn, vậy phiền toái vị tiểu huynh đệ này, nhiều coi như là ta cho ngươi tiền công, cầm đi cấp các vị mua rượu uống. Từ trước vị kia mạo danh thay thế binh bộ thị lan, liền biết ở chúng ta nơi này kéo lông dê. Làm nghề nguội tiểu ca cúi đầu nhịn không được quán trách hai câu, Dương đại ca chính là khách khí, bất quá này bạc ta liền nhận lấy, về sau còn muốn chế tạo nói tiếp tục tìm ta. Hảo! Việc này phiền toái bảo mật, đây là ta muốn tặng cho thái tử thuộc về quân sự cơ mật tạm thời không thể tiết lộ đi ra ngoài hảo ngài cứ yên tâm đi dương kiên lấy ra hóa giải bản vẽ thương nghị một ít chi tiết lúc sau xoay người liền đi trở về bất quá đem nơi này điểm đáng ngờ thật mạnh nói cho hiên viên triệt càng thanh cung hiên viên triệt đang ở cùng thái phó học tập phê duyệt tấu chương hiên viên đế ở bên cạnh phụ tá đột nhiên một mặt thân ảnh thoáng hiện bái kiến thái tử điện hạ thuộc hạ có việc muốn cùng thái tử điện hạ nói. Thái phó lui đi ra ngoài. Dương Kiên sắc mặt ngưng trọng nói, điện hạ, ngươi làm ta tra bọn họ, ta là gần nhất tra ra chút mặt mày, hôm nay ta đưa đi thử bản vẽ đánh giá lúc này đã tới rồi công bộ thượng thư trong tay. Khiên viên triệt cười lạnh nói, ta liền biết công bộ thượng thư nhất định không có mặt ngoài như vậy thành thật, nữ nhi gã đi như vậy xa địa phương, hắn cư nhiên một chút đều không vội. Trong khoảng thời gian này công bộ thượng thư mỗi ngày cơ hồ rất ít sẽ đi trong coi, cũng rất ít sẽ đi cùng các thợ thủ công thương nghị sự tình Cơ hồ đều là từ thủ hạ của hắn đại lý Hồng Loan Người phối hợp binh bộ thượng thư bí mật theo dõi Xem một chút hắn mỗi ngày rốt cuộc đi đâu nhi Nhớ kỹ Cùng cẩn thận Cũng không nên đem người nhìn chằm chằm ném Hiên viên triệt tàn khốc nói Là thuộc hạ tuân mệnh Hồng Loan quỳ xuống đất ôm quyền phi thân mà đi 411 mênh mang đi ngang Mênh mang bưng một chén quả vải đi vào tới tới nếm thử mới mẻ trái cây, cái này ăn nhưng ngọt, nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhất ngon miệng. Hảo, cảm ơn mênh mang. Khiên viên triệt ăn vài khẩu, hương vị cũng không tệ lắm, dương miệng hét lên, ta muốn ngươi lột vi ta, được không? Không tốt, ta móng tay trường ta lột không ra. Mênh mang lắc lắc mặt. Khi vừa mới những cái đó không phải ngươi tự mình lột. Mênh mang mắt trợn trắng một tay nắm hắn lỗ tai nói, hảo a. À. Trước kia nhưng đều là ngươi lột cho ta ăn, vừa mới ta bưng tràn đầy một đại bàn, ngươi thế nhưng đều cho ta ăn. a, à, ta tưởng ngươi tự mình cho ta lột, ta cũng không thể lãng phí nương tự ái. Mênh mang sinh khí cố tình không thể nề hà, khí tại chỗ dậm chân, ta mặc kệ, ta là bưng tới cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, ngươi thế nhưng tất cả đều cho ta ăn, ngươi cần thiết bồi ta, ta muốn ăn lột tốt. Hiên viên triệt bất đắc dĩ cười nói, hảo. Ta làm tiêu viêm đi một lần nữa mua một ít trở về cho ngươi lột, lột thượng tràn đầy một đại bàn được không? Mênh mang đôi mắt công công vừa lòng cười nói, này còn kém không nhiều lắm, ta còn muốn ăn quả xoài quả nho, mặt khác đều cho ta lột thượng. Thiên viên triệt nhéo nhéo mặt nàng, gần nhất ngươi như thế nào như vậy có thể ăn. Nên không phải là có đi. Mênh mang sắc mặt đỏ lên, ngươi nói hô nói vượng, ta mới không có đâu. Hiện tại còn sớm, chúng ta lúc này mới kết hôn bao lâu nha. Sao có thể có bảo bảo? Hảo đi, vậy ngươi đi về trước đi, ta trước xử lý tấu chương ở chỗ này bồi ta sẽ thực nhàm chán ngoan ngoãn trở về chờ ta trở lại cho ngươi lục quả nho hảo minh mang xoay người liền đi ra ngoài còn không có trở lại đông cung đâu đã bị vân hương vội vội vàng vàng chạy tới kêu đi rồi thật tốt quá tẩu tẩu nhóm sinh ta phải đi về xem minh mang đã gấp không chờ nổi muốn ôm cô nương không nghĩ tới a à, không nghĩ tới tứ ca ca thực sự có phúc khí thế nhưng sinh cái nữ nhi Mênh mang vô cùng lo lắng ở trên đường mua thật lớn một đống món đồ chơi, bao lớn bao nhỏ đi phò mã phủ. Vốn dĩ khê công chúa là muốn vãn chút sinh sản, đại khái là tiểu cô nương quá nghịch ngợm, dẫn tới nước ối trước tiên một tháng sớm phá. Trên thực tế cô tư nguyên cũng sẽ không giảng, đều là bởi vì bọn họ hai vợ chồng thật sự không nhìn xuống, cho nên dẫn tới hài tử. Mênh mang ông tiểu cô nương thân hương một hồi lâu, thật sự luyến tiếc buông tay, thiếu chút nữa tưởng quải đi trở về, quả thực lớn lên quá xinh đẹp, cùng ngày hiên viên đế liền ban phong nàng vì hữu ninh quận chúa ban danh hiên viên đình được đến thật lớn một đống ban thưởng trên đường trở về minh mang đi đường cảm giác đều là phiêu quả thực chính là sinh cái thu nhỏ lại bản khê tỷ tỷ quả thực quá manh thật xinh đẹp rất thích minh mang sinh ra sinh cái nữ nhi ý tưởng đình đình thật đáng yêu thịt đô đô bụ bẩm kêu hữu ninh quận chúa kia về sau ta nữ nhi tên gọi là gì đâu ngày kế minh mang lại nhịn không được muốn đi xem tiểu quận chúa ai biết nửa đường lại bị lôi đi, chuyện tốt liên tiếp tới. Bốn cái ca ca tất cả đều thượng bản, tam tẩu tối hôm qua thượng sinh cái nam anh, không nghĩ tới cùng tứ tẩu cùng một ngày, đây cũng là xảo. Tháng 5 sơ 8, tô gia nên đón đại hỷ, tô gia cuối cùng lại thêm một người nữ anh, tuy rằng tứ ca ca là cái ở rễ, tô gia vẫn là cấp quận chúa lấy cái nhũ danh tô biết nam. Đình đình giống như không quá thích đình đình tên này, chỉ cần có người kêu nàng tiểu nam nam, vui mừng không được mỗi ngày đã bị người kêu tiểu nam nam, thậm chí liền khê công chúa đều thích tên này. Đến nỗi tam tẩu sinh nam anh tên là Tô Biết Duệ, vũ danh liền kêu Duệ Nhi, tiết đại phu vui mừng không được, thiếu chút nữa liền phải khắc khẩu làm hài tử họ tiết, Tô Tư một chống đỡ không được thiếu chút nữa liền nhả ra, cuối cùng tiết đại phu vì hắn lấy cái tên là tiết vũ, ngày thường đã bị người kêu vũ nhi. Mênh mang hâm mộ, các ca ca từng cái mỗi ngày ôm lão bà hài tử giường ấm, mà nàng thường xuyên rung bần bật, cũng không biết khi nào cấp cái hài tử nha như vậy cũng làm cho hiên viên triệt hảo hảo nhẫn một đoạn thời gian mênh mang chỉ cần nghĩ đến thường xuyên lăn lộn đến quá nửa đêm căn bản là ngủ không được tháng năm trung tuần bốn vị ca ca chuẩn bị thi đình hiên viên đế tự mình ra đề mục sở hữu thí sinh giống nhau bình đẳng đối đãi quan viên cử hiền không tránh thân đại bộ phận người bị ban tiến sĩ xuất thân cùng thượng bản còn có cuối cùng một người lý khách bị ban tiến sĩ mà trương kế văn lúc này đây khảo cái đệ nhị trở thành bản nhãn tô tư thuần thành trạng nguyên lang đến nỗi tô tư nguyên, trở thành bản nhãn. Nhị ca ca tứ ca ca cũng bị ban tiến sĩ xuất thân, tô gia người hoàng mỹ quan tông diệu tổ, trở thành toàn bộ hiên viên mỗi người đều hâm mộ đối tượng. Thử hỏi nhà ai một môn ra hai cái trạng nguyên, nhà ai tôn nhi mỗi người đều có thể văn có thể võ, lại thử hỏi nhà ai có thể có nhà bọn họ có nắm chắc. Đông đảo bọn quan viên hôm nay không phải nhà ai nhi nữ tranh giành tình cảm, ngày mai chính là nào phòng nào phòng lại cãi nhau. Nào phòng cùng nào phòng lại không hài hòa, bằng không chính là xảo phân gia các ngươi nhìn một cái nhân gia tô gia ta đời này đều hâm mộ không tới nha bá gia bá phu nhân thật là sẽ dưỡng nhi dục nữ ai nha ta hảo hâm mộ hầu gia nha quả nhiên hầu gia gia gian chính là ưu tú nếu là lúc trước ta có thể gả cho hầu gia nói không chừng ta nhi tử cũng có thể trở thành trạng nguyên lang ngươi sợ không phải suy nghĩ thí ăn bên cạnh một cái đại nương đánh nát nàng mộng đẹp ngươi cũng không nhìn một cái ngươi lúc trước hoa tâm thành bộ dáng gì kinh thành thuyết thư trà lâu mọi thuyết xôn xao, tô gia trong lúc nhất thời thế nhưng trở thành đại gia trà dư tử hậu đề tài, bởi vì loại chuyện này ngay cả trăm năm đều khó được một ngộ. Tô gia đại tôn tử cưới kinh triệu phủ doãn nữ nhi, hiện giờ tô gia đại tôn tử khảo trung tiến sĩ, tiến vào hàng lâm viện. Tô gia nhị tôn tử tuy rằng không có một quan nửa chức đi, hiện giờ cũng thành tiến sĩ, mấu chốt là còn đặc biệt sẽ kiếm tiền, cưới tức phụ nhi vẫn là giang nam nhà giàu số một. Tiền phu nhân tiền lão gia dương mi thổ khí một phen, lập tức suốt đêm ngồi thuyền về quê đi khoe ra bọn họ nữ nhi gả cho một cái như thế nào ưu tú con rể. Nhưng đem giang nam vùng người cấp hâm mộ hỏng rồi. Ở khi bọn hắn nói ra bọn họ nữ nhi gả cho thái tử phi ca ca lúc sau, trong lúc nhất thời gian nam sinh ý càng thêm hảo không ít. Hơn phân nữa là tới nịnh bợ, cái gì bảy đại cô, tám đại gia đều có, tiền phụ tiền mẫu nhưng thật ra có chút hối hận đi trở về. Tô gia tam ca ca là vinh quốc đại tướng quân, cưới vẫn là tiết thái y cháu gái nhi, quả thực quá ngưu bẻ, họa vỡ bên trong cũng không dám như vậy viết. Tô gia tứ ca ca trở thành công chúa phò mã, hiện giờ cũng ban tiến sĩ, lúc trước cư nhiên có thể ở thái tử điện hạ trên tay quá thượng mười mấy chiêu, cũng là cái phi. Thường lợi hại, võ công chẳng những nhất lưu, khai tiêu cục cũng tương đương kiếm tiền. Tô gia ngũ ca ca hoàng mỹ kế thừa hắn cha ưu tú gian, trở thành tô gia mười mấy năm qua kế hắn cha sau cái thứ hai trạng nguyên, còn cưới quốc công nữ nhi, hơn nữa vẫn là vị quận chúa lúc này hảo ở hắn cha dẫn dắt hạ tương lai quan chức nhất định có thể kế tiếp tức cao mấu chốt nhất làm giận chính là này năm người đều là công chúa điện hạ ca ca hiện giờ công chúa điện hạ thành thái tử phi thái tử phi địa vị không người dám lay động mênh mang mỗi ngày ăn nhậu chơi bời nằm thắng loại người này sinh quả thực quá ngưu bẻ tin tức truyền tới ngự châu đào nguyên huyện tô gia thôn thời điểm toàn bộ gió mạnh độ trấn nhỏ tô gia thôn đều truyền điên rồi lý nghĩa ra tù lúc này hắn vô cùng hối hận hơn nữa nghe nói Chu thị bảo dưỡng liền cùng cái 20 xuất đầu cô nương dường như, thế nhưng bị binh bộ thị lang Dương Kiên đuổi theo cưới, khí không đánh vừa ra tới. Để cho nhân khí chính là, nàng thế nhưng đáp thượng thái tử phi một nhà, có thể nói là một người được đến gà chó lên trời. Không nghĩ tới Chu thị tẩu tử thế nhưng là lão thái sư khuê nữ, hiện giờ Chu thị tẩu tử hai cái nhi tử đều thành thế tử, giờ phút này hắn phi thường hối hận nha. Sớm biết rằng lúc trước liền không cùng Chu thị đối nghịch, liền không nên cưới mày Liễu Nhi, chính là hiện giờ hắn cũng biết vậy chẳng làm, những người đó căn bản là không phải hắn có thể đắc tội khởi. Bất quá chính mình tốt xấu cũng là hai cái nữ nhi cha, như thế nào cũng đến hiếu kính hắn cái này cha nha. Lý Nghĩa lòng mang ý nghĩ như vậy, trên đường thảo cơm chuẩn bị đi hướng kinh thành. Mày liễu bị phạt 15 năm, dù sao một chốc còn ra không được, còn kém 2 năm đâu. Lý Nghĩa căn bản là không nghĩ quản hắn, ha hả, làm chính mình mộng đẹp, mượn đòi tiền ngồi trên xe bò đi trước kinh thành tô gia con cháu mỗi người thành tài tô lão nhân tô lão bà tử sắc mặt đều mau cười lạng một năm bày bảy ngày yến hội mở tiệc chiêu đãi kinh thành toàn thành thôn dân còn có không ít quan to hiển quý tô gia bỏ vốn to vì mấy cái tôn nhi nhóm tổ chức ăn mừng toàn bộ kinh thành có uy tín danh dự nhân vật đều tới trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao có không ít người là vì tới dính dính không khí vui mừng chính là ai biết một màn này thế nhưng làm có tâm người nghĩ nhiều sự tình đều qua đi mau nửa tháng lúc ấy không đề cập tới ra tới nghi ngờ, xong việc mới nói ra, thật sự là không thú vị. Nhưng là cố tình có người không quen nhìn, có người ghen ghét tô gia, sinh ra không ít đồn đãi vớ vẩn. Như thế làm người có chút ngoài ý muốn. Có không ít người thế nhưng hoài nghi tô gia làm việc thiên tư gian lận, thậm chí buộc tội cho bệ hạ, ai biết thế nhưng bị hiên viên triệt cấp ngăn cản. Cách thiên, hiên viên triệt trực tiếp làm người đem sở hữu thí sinh bài thi toàn bộ phục khắc lại một phần gửi, tiếp theo đem ưu tú nhất vài phần cùng tiến sĩ nhóm bài thi dáng ở hoàng bản thượng. Nghị luận sôi nổi đám người từng cái câm miệng, khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt. Ta thiên nộp, này phân giải bài thi cũng quá hoàng mỹ đi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ta nhi tử này trình độ tính ưu tú. Không nghĩ tới tô gia người quả thật là có thực học. Như vậy tuổi trẻ trạng nguyên, còn có như vậy tuổi trẻ thám hoa lan, vì cái gì cố tình đều thành thân. Ô ô ô ta tâm đều nát. Lúc này hảo, lại nát đầy đất thiếu nữ tâm, có một ít cả cho người đều hảo tưởng một lần nữa hòa ly tái giá, đương nhiên đây là thành lập ở tô gia người chịu cưới tiểu thiếp tiền đề hạ mới thực hành thông. Có vài vị quan gia tiểu thư vốn đang tưởng bản hạ bắt tế, liền tính bọn họ tô gia không cưới tiểu thiếp, chờ đến gạo nấu thành cơm còn có thể nói không cưới sao. Bởi vậy có người tìm lối tắt, ăn mặc đơn bạc thế câu dẫn, có hơn phân nửa trở lên đều là vì tô gia tài phú mà đến. Có hơn phân nửa là vì tô gia tiền quyền mà đến, kinh thành có bản hạ bắt tế phân đoạn, chính là không nghĩ tới tân khoa trạng nguyên lan tức phụ thế nhưng sẽ hồi mã thương, lại còn có biết võ công. Ở lưu toàn cường thế cưỡi ngựa đoạt phu phân đoạn, có không ít tiểu thư chuẩn bị túi thơm còn có hoa rải đầy đất, bối thượng còn cổng cái hài tử, chỉ thấy kia tân khoa trạng nguyên lan nhìn thấy thê nhi khi, cả người một đôi mắt đều dời không ra. Chương 412 An Vương muốn tạo phản. Hiên viên đế ngự thư phòng, một người nam nhân buông xuống mặt mày đang ở cùng hiên viên triệt hội báo cái gì? Lão thái phó nhíu nhíu mày. "Điện hạ, chuyện này là thật sao?" Hiên Viên Triệt gật gật đầu, An Vương cho tới nay đều không an phận, cũng không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, công bộ thượng thư dù sao cũng là hắn nhạc phụ. Thái phó như suy tư gì gật gật đầu, thái tử điện hạ tính toán như thế nào làm? "Tỉnh xem này biến đi." Hiên Viên Triệt khoanh tay mà đứng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Lâm Châu phương hướng. "Không biết thái phó có gì giải thích." Hắn từ từ quay đầu tới nói, Lúc này lão thần không dám vọng tự suy đoán, nhưng là nghe nói 300 dặm trong ngoài có một tòa khu mỏ sụp xuống, triều đình đối này hoàn toàn không biết gì cả. Là nha, ra rất nhiều người mệnh đâu. Phụ hoàng đã phái người qua đi xem xét tình huống, đánh giá không dùng được bao lâu, công bộ thượng thư liền nhảy không đứng dậy. Hiên viên triệt một bộ xem kịch vui biểu tình. Lão thái phó đại khái đoán được cái gì? Nhưng là cũng không dám nhiều lời. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, Mênh mang ở đông cung đãi thật là nhàm chán, đơn giản cầm cung bài ra cung, ước thượng giang vãn nguyệt cùng trương kế văn lại mang lên dạo anh cùng tiểu trương viện ăn cơm, đến nỗi trương tỉnh hiên, mênh mang nhìn liền vô tâm tình. An vương hạt giống không biết là tốt là xấu, nhưng ở an vương kiếm ban hướng hiên viên triệt kia một khắc khởi, mênh mang đối tiểu tỉnh hiên có trong nháy mắt không mừng, mặc dù hắn là vô tội, nàng trong lòng cũng cảm thấy cách ứng. Giang Vãn Nguyệt cùng Trương Kế Văn hai người hiện tại miễn cưỡng tính tu đến chính quả, chính là mỗi ngày trương kế văn nhưng thảm luôn bị gian vãn nguyệt khi dễ tóm được hắn đã từng lừa gạt nàng điểm này hiện tại trương kế văn nhưng thành thật hôm nay minh mang ăn cơm xong ở trên phố trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp được đến lục uyển oánh bày quán bán đồ chơi làm bằng đường như thế làm nàng không tưởng được đã từng cao cao tại thượng uyển oánh quận chúa hiện giờ nghèo túng thành bình dân thế nhưng có thể tiếp thu chính mình bình thường nương nương tiểu chiêu nhi vừa mới học được đi đường không lâu trong miệng ê, ê a a kêu chiêu nhi, mau tới đây nương bên này, tiểu tâm gặp được mẹ mình mau trở lại. Lục viễn oánh giống bình dân phụ nhân giống nhau trên đầu bao bố, đơn giản đừng một cây một cây trâm. Này phó hình tượng nhưng thật ra có chút xuất nhập, Minh mang như thế nào cũng không thể tưởng được lúc trước cao cao tại thượng viễn oánh quận chúa, hiện giờ đương nương sau thế nhưng còn có. Như vậy một bộ bình dị gần gũi gương mặt. Minh mang xuyên thấu qua lòng bàn tay kiểm tra đo lường một chút, không có độc, phòng người chi tâm vẫn là không thể vô, vị này tỷ tỷ phiền toái cho ta tới thượng 20 cái đồ chơi làm bằng đường, xin hỏi bao nhiêu tiền? Cô nương, ngươi mua như vậy nhiều trở về ăn không hết. Lục viễn oánh hảo tâm nhắc nhở, ngẩng đầu lên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mênh mang công chúa, như thế nào là ngươi? Lục viễn oánh ngước mắt, có trong nháy mắt xấu hổ cùng không biết làm sao, Nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu thái tử phi, thái tử đối với ngươi thực hảo đi. Đúng rồi, đương nhiên là ta lạp hắn sẽ ta tự nhiên là thật tốt. Hồi lâu không thấy, ta cho rằng uyển oánh quận chúa không có, ở Kinh Thành, đã từng cao cao tại thượng uyển oánh quận chúa không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng cam nguyện tiếp thu bình thường sinh hoạt, này đảo làm ta có chút ngoài ý muốn. Lục uyển oánh trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp mới hảo, nàng cùng thái tử xem như vô duyên, cũng may trương bảo thành đôi nàng cực hảo, hiện tại có nhi tử, nàng cũng coi như có cái gia. Từ trước đó là uyển oánh không hiểu chuyện, đã trải qua thay đổi rất nhanh, nhưng thật ra cảm thấy người bình thường gia nhật tử cũng không tồi hiện giờ viễn oánh có chính mình tiểu gia thái tử phi cần gì phải trêu chọc ta ngươi hai cái nha hoàng đâu chạy sao bởi vì đi theo ta quá mức nghèo khổ cho nên chạy hiện giờ cũng không biết chạy đi đâu bất quá như vậy cũng hảo đi theo ta chỉ biết chịu khổ chịu nhọc trong giọng nói mang theo vài phần tự oán tự ai cùng không thể nề hà trương bảo thành đâu mênh mang không khỏi có vài phần tò mò hắn nha cha mẹ chồng điên rồi không thể không qua đi chiếu cố một chút hiện giờ hắn làm điểm tiểu sinh ý ta ở nhà mang hài tử nhật tử bình bình đạm đạm quá cũng khá tốt giọng nói của nàng mang theo vài phần thoải mái tự hồ đã trải qua thay đổi rất nhanh từ nhỏ thiếu ái giống nhau đem sở hữu ái đều cho trước mắt hài tử đây là ngươi hài tử đi tên gọi là gì thật đáng yêu minh mang duỗi tay sờ sờ hài tử đầu cho hắn một cái bao lì xì tiểu hài tử không hiểu duỗi tay nhận lấy lấy ở trong miệng cười ha hả múa may tay nhỏ, trong miệng ê ê a a nói, tạ tạ gì gì. Mộ nghênh, mau đem đồ vật còn cấp thái tử phi, này trăm triệu không thể chúng ta không thể thu, ngươi nghĩ muốn cái gì. Mẫu thân có thể cho ngươi mua, không thể thu thái tử phi đồ vật, vô công bất thụ lộc, nghe thấy không? Hài tử như cũ không dao động. Mộ nghênh. Lục quyển oánh tàn khốc nói, duỗi tay đem hài tử trong tay bao lì xì đoạt lại đây còn cấp mênh mang, khóe miệng cười làm lành nói, thái tử phi, hài tử tiểu không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn không cần cùng hài tử so đo. Mênh mang khóe miệng kéo kéo liền đem bạc tắt trở về, điểm này đồ vật liền không cần cùng ta so đo, coi như là cho hài tử trăng tròn rượu bổ thượng lễ. Từ nay về sau chỉ cần trương gia không đắc tội ta, ta tự nhiên cũng sẽ không tìm các ngươi phiền toái, nếu gả chồng, kia liền hảo hảo sinh hoạt đi. Này đó bạc coi như là ta cấp hài tử. Mênh mang giết trương Bảo Châu, có lẽ là xuất phát từ trong lòng có chút ấy nấy, cho nên liền đem đồ vật đền bù ở trên người hắn đi. Nếu Trương Bảo Châu lúc trước không đối nàng hạ sát thủ, không nhớ thương hiên viên triệt, có lẽ dạ oanh nàng cũng sẽ đem nàng đưa về Trương Gia, bất quá trước mắt loại tình huống này, cũng là đối dạ oanh kết cục tốt nhất cùng quy túc. Hảo, cho ta bao thượng 20 cái đồ chơi làm bằng đường đi. Nhà ta chất nhi đệ đệ muội muội nhiều, này đó đồ chơi làm bằng đường phiền toái cho ta làm tốt xem một ít, muốn động vật bộ dáng. minh mang bàn tay vung lên, hai lượng bạc đặt ở nàng trước mặt. Hảo. Bất quá bạc liền không cần, coi như miễn phí đưa ngươi, cảm ơn ngươi cấp hài tử chuẩn bị bao lì xì. Lục viễn oánh vui mừng cười. Nàng may mắn chính mình không có cùng nàng đối nghịch, nếu không hiện giờ nàng khẳng định đã sớm bị giả thái hậu liên lụy xung quân biên cương, trở thành tiện dân đều đã là bọn họ nhân từ nương Tây, cũng may công chúa là cái thiện lương, thái tử điện hạ tương lai cũng nhất định là vì minh quân. Lục viễn oánh cũng không biết, sở dĩ chỉ là đem nàng biếm vì tiện dân chẳng qua là hiên viên đế muốn cho nàng chịu một phen tra tấn thôi không nghĩ tới nàng cùng trương bảo thành thế nhưng đi ở cùng nhau có lẽ là bởi vì hai người trải qua quá nhiều dần dần tiếp nhận rồi trừng phạt bắt lấy giả thái hậu có công cũng coi như là chuộc tội trở thành bình dân cũng coi như là bọn họ tốt nhất quy túc đi mình mang biết một khi trở thành tiện dân muốn tại đây binh hoang mã loạn niên đại sống sót cũng không phải một việc dễ dàng đặc biệt là làm một vị quận chúa vứt bỏ cao ngạo thân phận ở chỗ này bày quán vỉa hè, quả thực khó càng thêm khó. Trời cao không cho phép nàng bi thiên thương hại, rốt cuộc trên thế giới này đáng thương người quá nhiều, cũng không thiếu các nàng mấy cái. Mênh mang lấy lòng đồ chơi làm bằng đường lúc sau vội vàng trở về hầu phủ, bồi tuyết rơi đúng lúc Thụy An chơi trong chốc lát chơi trốn tìm, lại bồi hai cái bọn đệ đệ không có việc gì viết viết vẽ vẽ, dạy dạy hắn nhóm này thường luyện luyện võ nghệ, nhật tử nhưng thật ra cũng quá đến phong phú chương 413 ngươi như thế nào không sinh. Đậu đậu tô biết hoa, lại bồi ngủ tẩu tẩu trò chuyện trong chốc lát thiên, ngồi trong chốc lát lại đi kêu dũng hầu phủ, an bình tỷ tỷ sinh cái đại béo nhi tử, ông thân hương một hồi lâu, trực tiếp liền không nghĩ đi rồi. Ai u uy, quá đáng yêu đi. Thịt đô đô, này lớn lên cũng quá tuấn, quả thực liền cùng bành đình ca ca trước kia giống nhau như đúc. Thái tử phi, ngài chính là sẽ nói cười, đáng yêu nói khi nào ngài cùng thái tử cũng sinh một đôi, đến lúc đó bảo quản đáng yêu liền cùng thu nhỏ lại bản thái tử cùng thái tử phi giống nhau như đúc. Hắc hắc. Vậy mượn an bình tỷ tỷ các ngôn. Minh mang một bàn tay đỡ tiểu nam hài nhi, tiểu nam hài nhi tên là Bành Phát Trình, hiện giờ miễn cưỡng sẽ đi đường, thấy minh mang còn sẽ thỉnh thoảng thẹn thùng, một đôi tay nhỏ bụ bẩm, thịt đô đô lặng lẽ đem mặt che lại. Minh mang bị đậu cười ha ha, trong đầu không tự chủ được hiện ra tương lai nàng có hài tử hài tử trưởng thành hiên viên triệt ý tưởng, loại cảm giác này quả thực không cần quá sản. A nha, ta hảo hâm mộ nha, khi nào ta cũng có thể có một đôi chính mình hài tử. Mênh mang một đôi mắt đều ở mạo sáng lấp lánh, ở kiêu dũng hầu phủ ngay người một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Triều Lý Gia đi đến. Lý Khách đang ở cầm trống bỏi trêu đùa nhi nữ, an tâm vừa mới làm tốt cơm ra tới, tướng công, ăn cơm, hài tử làm bọn nha hoàng mang trong chốc lát đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi thượng triều vất vả. Tốt, cảm ơn nương tử lý khách đem trống bỏi phóng tới hài tử trong tay bưng lên chén đũa đang chuẩn bị ăn cơm nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận động tĩnh vội vàng cầm chén đũa buông chỉ thấy là mênh mang tới hắn vội vàng đứng dậy cung nghênh nói thần bái kiến thái tử phi không biết thái tử phi đại giá quan lâm còn thỉnh thái tử phi thứ tội mênh mang trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo ăn uống dùng lý đại ca không cần khách khí ta chính là đến thăm một chút song bào thai đúng rồi gần nhất các ngươi vội không vội nha. Vội nói đem hài tử mượn ta chơi hai ngày. Minh mang da mặt dày đề nghị nói. a à, Lý khách còn tưởng rằng lỗ tai ra vấn đề, thái tử phi nương nương, ngài là nghiêm túc sao? Đúng rồi, đem hài tử mượn ta chơi hai ngày, được không? Ca ca ta tẩu tẩu nhóm từng cái đều liếng tiếc hài tử, nhà ngươi có một đôi song bào thai, liền một mượn một cái cho ta chơi, được không? Lý đầy ngập khách đầu hắc tuyến, thái tử phi nương nương, hài tử không phải dùng để chơi, nhà ta hai đứa nhỏ còn nhỏ đâu. Nếu không chờ hắn lớn hơn một chút lại đi vào tìm ngài chơi. Mình mang nhéo nhéo tiểu nam qua thịt đô đô khuôn mặt, tức khắc qua qua khóc lớn. Nhưng thật ra một bên tiểu nữ qua an tĩnh nhiều, liệt miệng triều mênh mang cười, mênh mang hạ quyết tâm bế lên một cái liền lưu, lý đại ca, an tâm tỷ tỷ ta trước mượn đi chơi mấy ngày, hôm nào ta lại cho ngươi đưa về tới A. Lòng bàn chân liền cùng lau du dường như, tùy ý lý khách ở phía sau đuổi theo, vẫn là an tâm lôi kéo hắn, lúc này mới miễn cưỡng không đuổi theo. Minh mang chạy thở hỗn hển, quay đầu phát hiện cũng không có người đi theo nàng, một đôi thịt đô đô tay nhỏ triều lý chứa nghi khuôn mặt nhỏ đánh tới, ai u uy, thật đáng yêu, thơm quá nha. Minh mang ôm vào trong ngực hướng trên mặt hôn hôn. Đông cung, hiên viên triệt xử lý xong sổ con lúc sau gấp không chờ nổi trở về tìm Minh mang, kết quả lại bị vân hương báo cho nàng trộm chuồng ra cung đi đi chơi. Hiên viên triệt mã bất định đề ngồi trên xe ngựa ra đông cung, trên đường cái náo nhiệt phi phàm, nhưng là mênh mang hôm nay ăn mặc ở trong đám người liếc mắt một cái liền biết không tầm thường, thực dễ dàng đã bị phân biệt ra tới. Lúc này, mênh mang chính duỗi ngón trỏ một chút một chút điểm tiểu cô nương khuôn mặt, lõm xuống đi lại phồng lên, phi thường có co giảng, dị thường hảo chơi. Mênh mang chính đùa với lý chứa chơi, thường thường đem mặt thò lại gần hương hương, một màn này vừa lúc bị mổ thái tử nhìn đến. Mênh mang, đây là nơi nào tới hài tử? Ngươi đem nhà ai hài tử mang ra tới? Ta nếu là nói là khê tỷ tỷ gia, ngươi tin tưởng sao? Minh mang cúi đầu chột dạ nói. Ta coi như thế nào có điểm giống ngươi ngủ ca ca gia. Khiên viên triệt có chút sinh khí, ngươi không được thân hắn, thân ta. Vô lại đem mặt thấu lại đây. Mênh mang. Ta hiện tại giải thích còn kịp sao? Ngươi làm gì nha? Hiện tại ở trên đường cái, có biết hay không cái gì gọi là mất mặt? Ta không sợ ngươi không thân ta, khi ta liền thân ngươi. Khiên viên triệt một phen ôm quá nàng mảnh khảnh vòng eo, eo nhắm thẳng trước khuynh, mênh mang nháy mắt cảm giác eo căng thẳng, chuồn chuồn lướt nước hôn điểm đến thì dừng. Mênh mang mặt xoát một chút liền đỏ, cố tình trong lòng ngực hài tử cái hay không nói, nói cái dở, gì gì mặt đỏ. Nải thanh nải khí vừa nghe chính là tiểu cô nương. Khiên viên triệt tâm tình miễn cưỡng khá hơn nhiều, nghe tới có điểm giống tiểu nữ hoa, thật đúng là không phải là muội muội gia hài tử đi. Mênh mang liệt miệng, kỳ thật đi đứa nhỏ này là ta quải tới, là an tâm tỷ tỷ gia xong bào thai trong đó một cái, an bình tỷ tỷ gia liền một cái hài tử, ca ca tẩu tẩu nhóm cũng chỉ có một cái. Vừa lúc an tâm tỷ tỷ mang bất quá tới, ta liền nhân tiện giúp nàng mang một chút, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Ta mang tiếng hoàng cung chơi hai ngày. Khiên viên triệt trong đầu hiện ra buổi tối trung gian phóng cái hài tử cảnh tượng, nháy mắt không vui. Ta không cần, ngươi chạy nhanh đem hài tử đưa trở về, ta có tức phụ nhi là đủ rồi, chúng ta dưỡng chính mình hài tử còn không kịp đâu dưỡng nhà người khác này không phải ăn no không có việc gì làm gì trong giọng nói mang theo nồng đậm giấm mùi vị mênh mang lại sao có thể sẽ nghe không hiểu ta xem ngươi là lo lắng buổi tối bên người thả cái hài tử không có phương tiện đi gãy đúng chỗ ngứa hiên viên triệt chỉ cảm thấy mặt già đỏ bừng mênh mang ngươi cũng biết nha kia chúng ta chạy nhanh đem hài tử đưa trở về đi ai nha đừng nha ngươi xem đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp nha thịt đô đô hảo đáng yêu nha Hiên viên triệt vương một cây ngón rõ nhẹ nhàng chọc chọc tiểu cô nương khuôn mặt, tiểu cô nương triều nàng nhếch miệng cười cười, thúc thúc xoái. Lý chứa duỗi tay một phen giữ chặt hiên viên triệt tay, hắn khóe miệng ý cười đều che giấu không được, ân, ta coi rất đáng yêu, không tồi, mang về đi. Mênh mang, nam nhân chính là như vậy kinh không được khen. Hảo, khi nói tốt mang về không được cùng ta đoạt, như vậy đáng yêu, ai nha, đêm nay liền cùng ta ngủ, hắc hắc. Mênh mang lúc này không cô đơn, không bao giờ dùng trùng chăn rung bần bật hảo vào lúc ban đêm minh mang cố ý đem hài tử phóng tới hai người ngủ giường trung gian ai biết ngủ đến khuya khoắt, hài tử chạy đến một bên đi minh mang cảm giác trên eo tựa hồ có chút không thích hợp tỉnh lại lúc này mới phát hiện quần áo đã bóc ra ánh vào mi mắt chính là mổ thái tử giống lan nhìn đến thịt giống nhau điên cùng ánh mắt phản phất muốn đem nàng ăn sạch sẽ giống nhau người 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 muốn làm gì chạy nhanh trở về ngủ còn muốn chết đại buổi tối thật là không an phận mênh mang ta đột nhiên cảm thấy này tiểu nha đầu có chút chứng mắt ngày mai ta khiến cho người đem nàng đưa trở về không được ngươi nếu là làm người đem nàng đưa trở về ta muốn cùng ngươi cấp mênh mang duỗi tay nhéo hắn lỗ tai ai nha đau 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 mau buông tay vậy ngươi trước đáp ứng ta không thể đem tiểu nha đầu đưa trở về đây chính là ta thật vất vả mới quải tới hiên viên triệt nếu mênh mang như vậy thích hài tử kia chúng ta liền sinh một cái không đúng, sinh một qua. Ngươi cho ta là heo sao? Ngươi như thế nào không sinh? Hiên viên triệt. Chương 414 quật cường hoa tỷ muội Xin lỗi, mênh mang, ta biết nữ nhân sinh hài tử rất đau, chỉ tiếc ta không có cái kia công năng, bằng không ta thế ngươi sinh. Mênh mang. Lời này nói còn rất có đạo lý, chính là. Ngươi còn không bằng không nói. Sau nửa đêm, đông cung hậu viện lăng tiêu điện nội, chỉ nghe thấy kẻo kẹt kẻo kẹt vang, Nha Hoàng gã sai vặt nhóm làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, công công nhóm đánh buồn ngủ. Cũng may Lý Chứa tiểu nha đầu ngoan ngoãn, này một buổi tối không khóc không nháo, cứ như vậy ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người còn ở ngủ mơ giữa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, đem hai người hoàn toàn đánh thức. Mênh mang, sáng tinh mơ có thể hay không đừng khóc nha. Ta đều còn chưa ngủ đủ đâu, ô ô ô. Lý Chứa tối hôm qua bị ôm tới rồi mặt khác một bên trên giường buổi sáng đám mây lặng lẽ đem hài tử ôm đi ra ngoài, sợ sảo đến bọn họ ngủ. Lý chứa tự hồ là đói bụng miệng bẹp bẹp, trong miệng. Vẫn luôn ngao 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 kêu, tùy ý vân hương vân nhu các nàng hống đều hống không ngoan. Ai u uy, ta tiểu tổ tông ai, ngươi rốt cuộc làm sao vậy nha? Có thể hay không đừng khóc. Thanh âm quá lớn, nếu là làm bệ hạ cùng thái hậu nương nương đã biết, còn tưởng rằng chúng ta thái tử phi sinh, đến lúc đó đã có thể hiểu lầm lớn. Lý chứa tự hồ nghe đã hiểu các nàng nói, ngoan ngoãn câm miệng, nhưng là miệng còn ở bẹp bẹp ý bảo, ta muốn uống nải, ta muốn uống nải. Kết quả dãy dụa hơn nửa ngày cũng không ai lý nàng, tiểu cô nương sinh khí, phốc 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 thanh âm thả mấy cái đại xú thí. Đem mọi người huân đã chết. Không quá khi nào, hài tử lại khóc, mấy cái nha đầu vội lúng cuốn tay chân, không biết từ nơi nào tể chút sữa dê lại đây, thiếu chút nữa đem hài tử ăn phun ra. Phi, 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 thật lớn một cổ tanh mùi vị các ngươi như thế nào có thể lấy sữa dê cấp hài tử uống? Loại này sữa dê đến nấu quá mới được, quá xú. Mênh mang lại tìm phòng bếp đoái một ít bún gạo, ở bên trong bỏ thêm chút nước đường, tiểu cô nương miễn cưỡng uống lên đi xuống, bẹp bẹp uống uống hạnh phúc ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, cũng không biết là mơ thấy cái gì, đột nhiên liền khóc, không có lý do tiếng khóc làm đông cung bên trong luống cuốn tay chân. Tiểu cô nương kéo thật lớn một đống ba ba, toàn bộ trong quần mặt đều là, hảo ghét bỏ nha. Mênh mang lúc này mới ý thức được hài tử khó mang. Hiên viên triệt nhưng thật ra thập phần có kiên nhẫn, chờ có một ngày chúng ta có được chính mình hài tử, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy khó mang theo, ngược lại phi thường vui mừng, chính mình hài tử như thế nào mang đều đáng giá. Nếu ngươi không thích mang hài tử, kia ta liền cho ngươi tìm 10 cái 8 cái bà vú lại đây, lại tìm một đống tiểu hài tử lại đây bồi hài tử chơi, tương lai mênh mang nhất định sẽ không nhàm chán, phu quân bảo đảm sẽ không làm ngươi mệt đến mênh mang đối này phi thường vừa lòng gật gật đầu nói kia nói tốt về sau nhưng không cho mệt đến ta hảo khi chúng ta nắm chặt thời gian sinh con đi khiên viên triệt ánh mắt mê ly hai mắt ẩn tình mênh mang thiếu chút nữa liền chống đỡ không được người đó là cái gì biểu tình hiện tại ban ngày ban mặt đêm qua mới vừa ta tìm kính sự phòng ma ma hỏi qua mênh mang dựa theo thời gian đi lên suy tính hai ngày này càng có trợ với chúng ta hoài bảo bảo Mênh mang còn không có phản ứng lại đây, cả người lại bị ôm tới rồi trên giường, nàng thật sự là không biết hắn mỗi ngày tinh lực vì sao như vậy tràn đầy, chẳng lẽ trước kia đều như vậy sao? Mênh mang đột nhiên nhớ tới tiểu hắc cậu nói xong sinh thảo, dễ dàng hoài nhiều thai nha. Làm không hảo vạn nhất thật sự trúng, đến lúc đó liền có một đám tiểu hài tử bồi nàng chơi. Mênh mang nghĩ đến thu nhỏ lại bản chính mình cùng thu nhỏ lại bản thái tử, nháy mắt không cảm thấy mang hài tử mệt mỏi, hận không thể đem sở hữu tốt nhất đều cấp hài tử nàng duỗi tay nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, đến đây đi, chúng ta cũng sinh một cái thuộc về chính mình hài tử. Không, nhiều sinh mấy cái hài tử mới sẽ không nhàm chán. Hiên viên triệt nhẹ nhàng đem nàng ôm phóng ngã vào trên giường, ba ngày ban mặt, đông cung bên trong tràn ngập ra một cổ kỳ quái hương vị, bên ngoài người không dám quấy rầy. Lý chứa ở đông cung cứ như vậy đãi ba ngày, đứa nhỏ này mặc sau hai ngày chính là không khóc không nháo, có lẽ là thích đông cung trang bị bún gạo, mênh mang cố ý làm người tể sửa bò lại đây thông qua cực nóng sát trùng, đem hài tử miệng đều dưỡng điêu. Kế tiếp mỗi một ngày, mênh mang lâu lâu liền từng nhà ôm hài tử, ý đồ dính dính không khí vui mừng, hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể hoài thượng. Cuối tháng 5, tạ tinh lành xuất giá, gả cho kinh triệu phủ doãn gia trưởng tử Hạ Bân, nghe nói vị kia kinh triệu phủ doãn vẫn là thái tử phi cha nuôi, mặc cho ai đều không có nghĩ đến kinh thành còn có như vậy ưu tú nhi lan. Nghe nói tuổi còn trẻ đã ở đại lý tự nhận chức, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ viên chức, nhưng là xác thật có tiến sĩ công danh trong người, hơn nữa có người đề cử, căn bản là không cần lại đi thứ thường quán đãi 3 năm, này cũng đủ rồi làm người hâm mộ. Mà tạ tinh lành một nhà cũng là cùng kinh triệu phủ doãn một nhà không sai biệt lắm thời gian từ nơi khác lại đây, kinh thành bọn quan viên tự nhiên rất ít biết. Mênh mang cùng thái tử cùng đi cổ động, thực nể tình kêu cha nuôi, mẹ nuôi, tạ tinh lành lập tức trở thành làm em dâu, có thể nói là thân càng thêm thân. Thái tử Thái tử Phi vì tại gia cô nương thêm trang 100 nâng, ngân phiếu trăm vạn lượng, đưa tặng kinh giao thôn trang một tòa, kinh giao biệt quyển một tòa, giang nam tơ lụa vải vóc 300 thất, bao nhiêu vật trang trí, vàng rồng chế tạo đồ trang sức tam bộ. Kinh thành các quý nữ hâm mộ không thôi, nề hà Thái tử Phi giao bằng hữu chỉ xem mắt duyên, các nàng căn bản chen không vào, nếu không Thái tử Phi nhất định sẽ cho các nàng thêm trang, chỉ là kia thượng trăm vạn lượng ngân phiếu của hồi môn khiến cho người động tâm bên mang cấp đủ tạ tinh lành tỷ tỷ bề mặt, hạ gia không dám tiểu khuyết, còn nữa ám sát xử so kinh triệu phủ doãn chức quan lớn rất nhiều, tạ tinh lành này một cọc hôn sự xem như gã thấp, mênh mang đối với đại tẩu vị này đệ đệ ấn tượng vẫn là không tồi. Hạ nhụy như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đệ đệ thế nhưng cưới mênh mang cha nuôi nữ nhi, này quả thực chính là thiên đại duyên phận, đã từng hạ thành chủ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi như thế ưu tú, bằng bản thân chi lực làm cả nhà lên chức. Tùy tiện ngồi trên kinh triệu phủ nghi vị trí, Hạ Diệu Vinh như cũ cẩn trọng, hắn biết này hết thảy cùng con rể nhạc phụ, mẫu thoát không được quan hệ, đều là bọn họ hỗ trợ, bằng không hạ gia cũng không có khả năng lập tức trở thành kinh thành mỗi người hâm mộ đối tượng. Tạ Tất An làm án sát sử quan chức cũng thấp không đến chạy đi đâu, tạ tin lành thành hôn ngày này, náo nhiệt có thể so với tô gia gã nữ, lúc này đây những cái đó cô nương công tử ca nhóm học tim, phàm là cùng tô gia quan hệ họ hàng, đều trước hỏi thăm một phen thậm chí có không ít người bắt đầu đối tô gia thủ hạ đương quản lý nhân viên tới hứng thú ý đồ ở sinh ý thượng phân một ly canh cũng có không ít nhà giàu thiên kim theo dõi tô gia đứa ở thậm chí sinh ý đối tác cũng bị theo dõi phàm là trong nhà có nhi tử cô nương thích hôn đều sẽ trước tiên tới tới cửa hỏi thăm phàm là cùng thái tử phi dính lên một chút quan hệ tổ tông tám bối đều có mặt mũi nha chu thị một đôi nữ nhi không có gì bất ngờ xảy ra liền thành mọi người trong mắt đối tượng còn có tạ thái sư cháu dâu nhi đệ đệ Tây Cảnh Minh Giác cũng bị người cấp theo dõi. Tháng 6 sơ, không ít công tử ca nhóm hôn sự bị định rồi xuống dưới. Mà chu gia, chu thị từ năm trước bắt đầu liền vẫn luôn tự cấp xong bào thai tương xem, thẳng đến năm nay mới rốt cuộc đem chu hành chu vận hoa tỷ muội xuất giá. chu thị tự biết nhà mình dòng giỏi không cao, chu gia cũng không có ra tới làm quan, hy vọng hai cái nữ nhi tương lai có thể. Quá đến hảo, cho nên thác tổ tử giúp hai cái nữ nhi tìm thích hợp hôn phu chính là ai biết chu hành chu vận hai tỷ muội phi thường có chính mình chủ kiến chọn hai cái ưu tú cũng không muốn một hai phải chú trọng tự do yêu đương bởi vậy năm trước một năm hai tỷ muội thường xuyên cầm bất đồng công tử ca nhóm bức họa tìm kiếm cuối cùng chọn trúng chính mình vừa ý phu quân chu hành chu vận hai tỷ muội tháng sáu sáu ngày này đồng thời xuất giá một cái gã cho lại bộ thị lan chi tử lưu tử tiêu một cái khác gã cho hình bộ thị lan con thứ lâm tông diệu chu thị hàm chứa nước mắt đưa hai cái nữ nhi xuất giá Thái tử điện hạ, thái tử phi vì chu gia xong bào thai từng người thêm trang các 66 nâng, thái tử cắt tặng 25 nâng, vọng hai vị cô gia ngày sau đối xử tử tế chu gia hai chị em, nếu có cãi lời giả, tư nuốt của hồi môn giả, xung quân biên cương, vĩnh thế không được trở về. Mình mang phái người hỏi thăm quá này hai người chi tiết, tuy rằng nàng có chút không yên tâm, chính là nàng nên làm đều làm, kia hai tỷ muội có chút luyến ái não, vốn dĩ chu thẩm thẩm chọn kia hai người cũng không tệ lắm, nhưng này hai chị em hảo quật, Mênh mang trơ mắt nhìn hai tỷ muội bước vào hố lửa không có biện pháp lại cũng chỉ có thể làm như vậy, đây là nàng cho bọn hắn lớn nhất bảo đảm. Lưu tử tiêu làm người bất hảo, miệng đặc biệt sẽ hống người, thực học xác thật không có vài phần, trong phủ trước mắt đã có hai vị phu nhân, dựa theo chu thị nhất quán tính tình là không có khả năng đem nữ nhi gả cho hắn. Chính là chu hành liền cùng vương bác ăn quả cân dường như, một cây gân quyết tâm phải gả, chu thị khóc lóc lau nước mắt, ở nữ nhi bức bách hạ rốt cuộc nguyện ý làm các nàng xuất giá chu gia người khóc đến không thành tiếng tạ liễu nhi nhìn hai cái một cây gân chất nữ nhi hận sắc không thành thép mà chu vận gả lâm tông diệu cha mẹ chồng là điển hình trọng nam khinh nữ hắn đã có hai cái thông phòng nha hoàng sinh đều là nữ nhi hai cái nha hoàn càng thêm không bị đãi thấy chu vận thật là quyết tâm phải gả cho hắn mênh mang cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân còn không bằng chu thẩm thẩm phía trước chọn kia hai vị hảo tây cảnh minh giác hai người đều rất không tồi nếu là chu gia hoa tỉ muội gả cho bọn họ hai đó chính là thân càng thêm thân, rốt cuộc kia hai người tỷ tỷ chính là đều gả cho tạ liễu nhi một đôi nhi tử. Việc này mênh mang rốt cuộc cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phải cầu xin bệ hạ hạ như vậy một đạo ý chỉ. Chương 415 không thể không nhận ta cái này cha. Chu thị lẻ loi một mình, tạ liễu nhi làm chủ đem cô em chồng tiếp trở về, toàn bộ ở tại thái sư phủ, lão thái sư ở náo nhiệt bầu không khí tô đậm trung, dần dần tìm được rồi nhân gian pháo hoa khí. Tạ Uyển Nhi cùng Đỗ Vĩnh An ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, bất quá hiện giờ hai người sinh cái tiểu cô nương, mỗi ngày mang hài tử cũng vội túi bụi. Chu Hành Chu vận gã phu quân trước mặt ngoại nhân cực kỳ kính cẩn nghe theo, hồi môn cùng ngày lễ nghĩa Chu Toàn, còn mang theo không ít lễ vật, Chu Thị chính là chọn không ra sai. Lưu Tử Tiêu cùng Lâm Tông Diệu quả thực tựa như ước hảo giống nhau, mang theo từng người tức phụ nhi ở cùng canh giờ về tới Chu Gia, lão thái sư tuổi lớn, tiếp nhận Chu Chí cùng tạ liễu nhi vợ chồng, đồng thời cũng tiếp nhận chu thị cha cùng nương hiện giờ chu gia nhị lão đã mặc kệ sinh ý bồi dưỡng ra tới đắc lực nhân thủ giúp đỡ tô gia quản tiệm lẩu mà nhị lão hiện tại chỉ phụ trách mang hài tử lão thái sư không có việc gì thời điểm cũng đậu đậu hài tử tạ thái sư hiện giờ thân thể càng thêm ngạnh lãng càng thêm hảo so với phía trước tốt hơn nhiều tự hồ ở mấy cái công nhi sinh ra lúc sau hồi quan phản chiếu giống nhau ở chu thị một đôi nhi nữ hồi môn tiến vào thái sư phủ sau Dương Vĩnh cũng dẫn theo lễ vật lại đây, chính là không nghĩ tới Thái Sư Phủ hôm nay có khách nhân, đành phải đem đồ vật buông, chuyển giao cấp người gác cổng lúc sau đi rồi. Lưu Tử Tiêu làm người phong độ nhẹ nhàng, một phen quạt xếp chơi tạc lưu, không ít thiên kim tiểu thư bị hắn kia phó hoa hoa công tử bộ dáng hấp dẫn, cố tình hắn ở trong đám người chọn trúng chu hành. Chu gia hai cái biểu tổ nhiều ít đối hai vị này biểu muội phu có điều hiểu biết, mặc kệ các nàng khuyên như thế nào hai vị này biểu muội chu hành chu vận ngược lại cảm thấy các nàng không hy vọng nàng hạnh phúc, làm đến các nàng giống cái người xấu giống nhau trong ngoài không phải người. Nề hà hai cái biểu muội một cây gân. Các nàng cũng không hảo trực tiếp khuyên, miễn cho đến lúc đó ác nhân đều làm các nàng làm. Này không, lưu tử tiêu hồi môn cùng ngày ánh mắt liền không thành thật, thấy thái sư phủ hai cái tiểu nha hoàng lớn lên cũng không tệ lắm, thế nhưng ý đồ đi lưu, nếu không phải bị minh như thấy, đánh giá thiếu chút nữa phải xính. Đến đổi lâm tông diệu, lớn lên cũng không kém, một bộ thư sinh mặt trắng tướng, nhưng thật ra chọc đến một chúng nha hoàng sôi nổi nhìn chầm chầm hắn xem, bất quá người này lại thập phần cao lãnh, cũng không phải háo sắc. Tây nếu cùng Minh Như cũng chỉ có thể tận khả năng đề điểm hai vị tiểu biểu muội, tuy rằng các nàng hiện giờ là đương gia chủ mẫu, khá vậy phải đề phòng phía dưới tiểu thiếp ác nhân nhiều tác quái. Hai cái biểu ca biết lưu tử tiêu chẳng qua là miệng sẽ hống người, thực học là một chút không có, hơn nữa trong phủ đã có hai vị phu nhân, tạ hâm chu tề nào nào đều chướng mắt hắn. Lưu tử tiêu vốn muốn quay đầu cùng muội phu giao tiếp, ai ngờ vị này muội phu một bộ cao lãnh bộ dáng, chỉ ở muội muội chu vận trước mặt cười, những người khác rất ít sẽ cho sắc mặt tốt. Ăn cơm thời điểm, tạ lão thái sư rất có uy nghi đề điểm hai người vài câu, đồng thời cũng là hy vọng bọn họ đối xử tử tế chu gia một đôi song bào thai. Lưu tử tiêu cười cười, nếu không phải bởi vì ngươi là thái sư cùng tô gia đi gần, ta lại như thế nào sẽ khả năng cưới ngươi nhận ngoại tôn nữ huống chi các ngươi hai nhà quan hệ thật là kỳ quái đương nhiên lời này hắn cũng không dám ở bên ngoài nói tạ lão thái sư nữ nhi thế nào cũng là chu thị tẩu tử lão thái sư đem xong bào thai coi như chính mình thân ngoại tôn nữ nhi đối đãi các nàng cũng theo lý thường hẳn là kêu một câu ông ngoại chu gia nhị lão bị kêu ông ngoại bà ngoại cấp sửa miệng phí bao lì xì khi vẻ mặt không tình nguyện lưu tử tiêu cũng không buồn bực ông ngoại bà ngoại ta biết các ngươi đau lòng hành nhi có lẽ ta việc học không đáng tin cậy nhưng là ta bảo đảm ta nhất định sẽ là cái đủ tư cách phu quân ta nhất định sẽ nỗ lực cố lên tranh thủ thi đậu công danh mắt ảnh sẽ không ném hành nhi mặt lời này nhưng thật ra nói đến mọi người tâm khảm nhi chu gia nhị lão cuối cùng không nói gì thêm chu thị cũng coi như là cam chịu lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho hắn chu vận gã lâm tông diệu lớn lên thư sinh mặt trắng giống cố tình làm người cao lãnh cũng liền miễn cưỡng ở vận trước mặt cười cười nhưng là ở chu thị trước mặt biểu hiện kia cơ một cái ân cần nhạc mẫu ta chuẩn bị một ít lễ mọn cho ngài ta tuy rằng việc học cũng chẳng ra gì cùng tỷ phu không sai biệt lắm nhưng là ta khẳng định sẽ đối vận nhi hảo ta sẽ không khi dễ nàng nàng ở chúng ta trong phủ chính là đương gia tổ mẫu tồn tại về sau trong phủ mặt bạc đều cấp vận nhi quản khi hai cái thông phòng nha hoàng về sau đều là vận nhi hạ nhân hảo có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi đừng làm cho ta biết hạ nhân đè ở chủ mẫu trên đầu tới chu thị lạnh lùng nói chợt vừa thấy người khác khả năng sẽ không cảm thấy cái gì, ngược lại cảm thấy nàng đối vận nhi thực hảo, chu gia hai cái tẩu tẩu lại không cho là như vậy. Loại này nam nhân không đem người đưa người xem, tuy rằng chỉ là hai cái thông phòng nha hoàng, rốt cuộc cũng từng là hắn nữ nhân thế nhưng có thể như vậy đối đãi hai vị tẩu tẩu không khỏi có chút lo lắng hai vị biểu muội tương lai tình huống. Lâm gia cha mẹ chồng là cái điển hình trọng nam kinh nữ, hai cái thông phòng nha hoàng sinh đều là nữ nhi, hai cái nha hoàng càng thêm không bị đãi thấy, hiện tại bị tống cổ trở thành nha hoàng không biết lúc sau sẽ như thế nào khi dễ vận nhi đâu trận này hồi môn cơm ăn rất là vui sướng đang lúc mấy người chuẩn bị đi chu thị đưa bọn họ ra tới thời điểm không nghĩ tới ra cửa thời điểm ở cửa thấy một cái khất cái trang điểm người khất cái đỡ đỡ trên đầu tóc rối mở mắt ra cẩn thận tiến lên phân biệt nói vân nương thật là ngươi ta đã trở lại ta là ngươi tướng công nha vân nương ta là lý nghĩa nha ngươi thật sự không quen biết sao Lý Nghĩa trong mắt viết tràn đầy không thể tin tưởng, Chu thị thật đúng là hảo phúc khí, thế nhưng có thể trụ tiếng thái sư phủ. Chu thị sắc mặt trầm xuống, sớm tại khất cái lột ra đôi mắt thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, đời này nàng đều không thể lại cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Đây là nơi nào tới dơ khất cái? Thật là nghèo ở chợ đông không người hỏi, vào nơi núi thẳm có khách tìm, ta đều chạy như vậy xa, còn có phương xa thân thích. Quả thực là gặp quỷ, lăn xa một chút, các ngươi đi đem cái kia ghé vào ngạch cửa trước khất cái ném văng ra. Là, phu nhân, chúng ta lập tức đi. Người gác cổng thực mau kêu ra tới hai người đem người nọ ném đi ra ngoài. Chu vận chu hành hai tỷ muội trên đầu đừng kim cây trâm, gã làm người phụ sau đem tóc đừng lên, trên đầu lại nhiều vài chỉ kim cây trâm, khoảng đến lý nghĩa hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi thật sự không quen biết ta sao? Ta là các ngươi cha nha. Hành nhi, vận nhi, cha trở về tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng chạy như vậy xa, thật làm cha hảo tìm. Chu gia hai cái cô gia ngốc. Nhạc mẫu, đây là tình huống như thế nào? Là nha, nhạc mẫu người này cư nhiên nói hắn nhận thức ngươi, hành nhi vận nhi hai tỷ muội không phải không có cha sao? Không phải nói đã sớm đã chết sao? Đúng rồi, đã sớm đã chết, người này không biết là nơi nào tới, mặc danh thế thân thôi. Chu thị chỉ như vậy kinh phiêu phiêu một câu. Ta thật là các ngươi cha, nói hô nói vượng ta nhưng không có cha, cha ta đã sớm đã chết. Một cái xú khất cái mà thôi, cũng dám tới cửa vàng cao chi, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lý Nghĩa khí thiếu chút nữa dậm chân, nếu không phải bởi vì ở trên đường bị người lừa hết bạc, chỉ dựa vào kia 50 lượng đòi tiền, đã sớm cũng đủ hắn ngồi xe ngựa đi vào kinh thành. Đi rồi, chúng ta về nhà đi, không cần phải xen vào, có chút xú khất cái chính là tới bác đồng tình, căn bản không đáng đồng tình, các ngươi xem hắn có tay có chân chu hành ghét bỏ đạp hắn một chân hướng bên cạnh đi lưu tử tiêu tuy rằng tính cách bất hảo nhưng vẫn là cái thiện lương phu nhân hoặc nhìn hảo đáng thương nha nếu không cho hắn điểm bạc đi nói từ trong túi đào mấy lượng bạc cho hắn chu hành chặn lại nói ngươi xem loại người này có tay có chân vì cái gì cố tình muốn chọn thái sư phủ hắn vì cái gì không đi nhà người khác vừa thấy chính là có mục đích phu quân ngàn vạn không thể đem tiền cho hắn chu vẫn cũng vội vàng lại đây khuyên nhủ chúng ta không thể không duyên cớ trợ giúp người, người hiện tại trợ giúp chính là một cái khất cái, nếu là hôm nào một đại oa khất cái đều đi vào thái sư phủ trước cửa, kia chẳng phải là mỗi người đều cùng phong. Vừa thấy có tay có chân, chính là cái vì bác đồng tình khất cái thôi, không cần phải xen vào, chúng ta đi. Ngữ bãi, lôi kéo Lâm Tông Diệu liền đi, Lâm Tông Diệu chán ghét dùng chân đạp hắn hai hạ, Lý Nghĩa ăn đau kêu thảm lăn xuống cây thang. Đáng giận, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? ta là các ngươi cha. Chu thị nghe thấy hắn ở cửa hạt ồn ào, thật sự nhẫn nại không được, nơi nào tới xú khất cái. Cúc cho ta. Tái xuất hiện ở trước mặt ta, đừng trách ta không khách khí. Vân nương, chẳng lẽ ngươi thật sự quên ta sao? Mười mấy năm trước chúng ta chính là ân ân ái ái, còn sinh một đôi song bào thai nữ nhi. Nếu ta không đoán sai, vừa mới cái kia cô nương chính là ta nữ nhi đi. Bên người hai vị là ta cô gia đi. Thật đúng là có bản lĩnh không thể tưởng được nha, ta Lý Nghĩa bị đóng như vậy nhiều năm, một ngày kia còn có thể xuất hiện đi. Ha 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 ha. Xem ở ngươi đem hài tử mang cũng không tệ lắm phân thượng, gã cũng rất không tồi, thế nào cũng không thể bạc đãi ta cái này đương cha đi. Ta phi, ngươi tính cộng hành nào? Chu thị thật vất vả tích góp lên hảo tính tình, trong nháy mắt này phá công. Ta như thế nào không được nha. Cốt xấu ta cũng cống hiến một viên hạt giống, nếu là không có ta, ngươi có thể sinh ra như vậy xinh đẹp nữ nhi, ngươi có thể phàn thượng cao chi. Ta nữ nhi chính là có tiền đồ, thế nào? Gả cho kẻ có tiền liền đã quên ta cái này cha. Ngươi cút cho ta, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, lăng xa một chút. Hai người khắc khẩu thanh âm quá lớn, đưa tới chung quanh xem náo nhiệt bá tánh nghị luận sôi nổi. Ai nha, đại gia mau đến xem nha. Ta chính là chu gia kia đối song bào thai tỉ muội cha nha. Các nàng sao lại có thể đối với ta như vậy đâu leo lên cao chi liền đã quên ta cái này đương cha. A, à, có ý tứ gì? Chu Thị không phải đã sớm tan phu sao? Nơi nào tới phu quân nha? Chúng ta như thế nào chưa bao giờ biết. Chính là a, à, ngươi xem hắn thất cái trang điểm bộ dáng, nên không phải là tới hoa người đi. Chu Thị cho tới nay mang theo một đôi nữ nhi, chúng ta trước nay liền không có gặp qua nàng phu quân, chẳng lẽ thật là trước mắt vị này sao? Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, Chu Thị muốn mở miệng giải thích nề hà người chung quanh nghị luận sôi nổi, ồn ào thanh đã phủ qua hai người khắc khẩu thanh, đơn giản đóng cửa không thấy. Ai biết nàng mới vừa bước vào môn, chân đã bị Lý Nghĩa quỳ rạp trên mặt đất trảo một cái đã bắt được, vân nương, ngươi cũng không thể như vậy đối ta nha. Tuy rằng ta ở nông thôn, ngươi không cho người khác biết ta, ta biết ngươi là sợ mất mặt, chính là cũng không thể không nhận ta cái này cha nha. Chương 416 lăn xa một chút. Ngươi nói hưu nói vượng, lão nương đã sớm hưu ngươi chu thị thật sự không nhịn xuống phá công wow nữ nhân này thật lợi hại từ xưa đến nay đều là nam nhân hưu nữ nhân cư nhiên còn có nữ nhân hưu nam nhân chu thị thật sự là càng nghĩ càng giận các ngươi từng cái khởi cái gì hống cút ngay cái gì cũng đều không hiểu liền không cần ở chỗ này nói bừa cái kia lắm miệng đại nương lập tức đem miệng đóng chặt ai cũng không dám đắc tội thái sư nha tuy rằng hiện tại thái sư già rồi nhưng này cũng không đại biểu hắn vô quyền vô thế ai dám ở thái sư phủ trước cửa nháo sự nha. Đánh giá cũng liền trước mặt vị này khất cái, từng cái ôm xem náo nhiệt tâm thái nhìn tạ gia. Chu gia nhị lão nghe thấy cửa cải cọ ồn ào cũng đi theo ra tới xem, vốn dĩ cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, còn tưởng rằng là người xin cơm, ai biết nhìn thấy cửa người nọ nhưng thật ra sợ ngây người. Nhị lão lại nhìn nhìn khuê nữ, lại nhìn nhìn người chung quanh, sắc mặt âm trầm, thế nhưng muốn như vậy hủy hoại nữ nhi thanh danh. Như vậy bọn họ cũng liền không ngại, dù sao nhiều năm như vậy cũng đi qua. Hiện tại một đôi cháu gái Nhi cũng gả chồng, loại quan hệ này cùng lắm thì liền từ bỏ. Vốn dĩ cũng không có gì quan hệ, nhìn chung quanh người nhiều liền an tâm rồi, nếu muốn phóng đại nhiệt độ, vậy tới, đơn giản giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ai u uy, này không phải lý nghĩa sao? Như thế nào râu ri sồn soàn xấu đã chết, biến thành khất cái? Chính là còn tưởng rằng lúc trước nhiều lợi hại đâu. Như thế nào? Ngươi kia tiểu thiếp không cần ngươi. Lúc trước nữ nhi của ta còn ở ở cử thời điểm, ngươi chính là cùng bên ngoài dưỡng tiểu thiếp trộm nữ nhi của ta bạc, còn trộm ta giao cho nữ nhi của ta cấp hài tử mua đồ vật bạc. Lý nghĩa a à, Lý nghĩa, tốt xấu ngươi là độc quá thư, ngươi như thế nào như vậy ác độc đâu? Liền tính ngươi là ta cháu gái nhi thân sinh phụ thân, kia lại như thế nào? Ta cháu gái nhi trước nay liền không có nhận quá ngươi, đừng quên các nàng họ chu không họ lý. Dỗi hắn trong lúc nhất thời có chút kinh hoảng thất thố. Các ngươi nói hô nói vượng, rõ ràng là các ngươi vứt bỏ ta tới chỗ này hưởng phúc. Ta phi, nữ nhi của ta còn ở ở cử, ngươi liền ở bên ngoài có người thông đồng, cư nhiên còn dám trả đũa. Nếu không phải chu thị cùng người khác thông đồng, ta như thế nào sẽ ở bên ngoài dưỡng tiểu thiếp? Này hết thảy còn không phải quái nàng sinh không ra nhi tử. Ai u uy, ngươi thừa nhận nha. Ngươi thừa nhận là bởi vì nữ nhi của ta sinh không ra nhi tử, cho nên mới ở bên ngoài dưỡng tiểu thiếp nha cư nhiên còn dám trả đũa vu hãm nữ nhi của ta, giống ngươi loại người này xứng đáng ở trong ngục giam quan cả đời. Chẳng lẽ những năm gần đây ngươi là một chút đều không dài trí nhớ? Lúc trước ngươi chính là bởi vì trộm đạo mới bị trảo đi vào ngồi tù, cư nhiên vu hãm nữ nhi của ta, nữ nhi của ta sớm nên vứt bỏ ngươi, giống ngươi loại này tam tâm nhị ý phụ lòng hán. Chu thị nương cũng không phải là cái ăn chay, bùng bùng một hồi mắng. Như thế nào sẽ có loại người này nha? tức phụ nhi ngồi ở cử cư nhiên ở bên ngoài tìm tiểu thiếp, còn trộn bạc. Xứng đáng nên hảo hảo thu thập hắn, khó trách hai cái nữ nhi không nhận nàng, xứng đáng. Đúng vậy, không sai, nguyên bản hắn bị phán 5 năm, ai biết ỷ vào kia tiểu thiếp sau lưng thế lực cư nhiên khi dễ chúng ta mẹ con, đối mặt hắn thân sinh nữ nhi hắn không chút do dự lựa chọn tiểu thiếp sinh nhi tử. Cho nên ta đem hắn hưu, hơn nữa hắn phạm sai lầm bị phạt lao ngục tai ương mấy chục năm, hiện giờ ra tù mấy năm không có tiền, đại khái là thừa dịp nhà của chúng ta hiện tại quá hảo, lại đây tống tiền đi. Ta chu thị đời này hối hận nhất chính là gặp được ngươi, chạy nhanh đi thôi, ngươi làm những chuyện này ta là không nghĩ nói ra, nói ra ngươi cũng không có hảo quả tử ăn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ở tại gia trước cửa nháo sự nhi, ta khiến cho người đem ngươi bắt ném vào ngục giam. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta đã từng tốt xấu cũng là phu quân của ngươi. Phu quân của ta đã sớm đã chết, chết ở lừa gạt ta, lấy ta bạc dưỡng tiểu thiếp thời điểm, chết ở trộm ta bạc thời điểm, chết ở tạp ta sạp thời điểm, càng chết ở cha mẹ chồng khi dễ ta, mà ngươi còn dẫn người tới trộm ta bạc thời điểm. Chết ở hành nhi vận nhi vừa mới ra tả lóc bị người ghét bỏ thời điểm, ta chu thị cả đời này làm người quan minh lỗi lạc, dựa vào chính mình đôi tay dốc sức làm ra tới gia nghiệp, ngươi dựa vào cái gì cống hiến một cái hạt giống liền cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Các ngươi nam nhân hảo sinh phong lưu, hảo sinh uy phong nha chu thị trong giọng nói mang theo trào phúng cao cao tại thượng bộ dáng thực sự lệnh lý nghĩa trái tim run rẩy nàng dáng vẻ này nhưng thật ra làm hắn lại hồi tưởng lên hai người lúc trước mới vừa nhận thức thời điểm lý nghĩa hối hận đối mặt người qua đường sôi nổi chỉ trích lý nghĩa mặt trong mặt ngoài đều ném hết hận không thể tìm một chỗ toản đi xuống nam tử hán đại trượng phu co được giảng được vì về sau vinh hoa phú quý hắn nhịn vân nương thực xin lỗi đều là ta sai ta hướng ngươi xin lỗi hắn dùng sức trên mặt đất dập đầu đầu đều đập vỡ chu thị cũng không ngẩng đầu xem hắn một cái lao ngục phạm cũng xứng khi ta nữ nhi cha ngươi cho rằng xin lỗi ta liền sẽ tha thứ ngươi sao nằm mơ kiếp sau đi vân nương chúng ta một lần nữa hòa hảo đi ta bảo đảm không giống trước kia như vậy đối với ngươi lý nghĩa ánh mắt vừa chuyển hồi tưởng lên lúc trước luyến ái não chu vân nguyên tưởng rằng như vậy có thể đã động nàng không nghĩ tới nàng không dao động ngươi sợ là trong đầu nước vào mười mấy năm ngươi đã quên ngươi đã từng đã làm sự sao? Ta đã hưu ngươi, huyện lệnh đại nhân tự mình làm chủ, ngươi hiện tại thật đúng là buồn cười đâu. Chính là này phó vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng, nữ nhi của ta căn bản chướng mắt. Chu gia nhị lão kịp mũi coi thường nói. Như thế nào sẽ có loại người này nha? Phước thê bỏ nữ sủng thiếp diệt thê, hiện giờ thấy nhân gia quá hảo liền tới cửa tới, quả thực quá tiện. Chính là nếu là ta nam nhân dám loại này, ta trực tiếp hai cái đại nhĩ chim phiến chết hắn. Loại này nam nhân nên xuống địa ngục, thiến đều không quá. Chính là như thế nào mới phán 10 năm nha. Nhiều phán mấy năm, liền không nên làm nàng ra tới tai họa người. Chúng ta một lần nữa hòa hảo đi, trước kia đều là ta sai, ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Lý Nghĩa còn ở lo chính mình dập đầu. Chu thị trong lòng chỉ cảm thấy hả giận, đồng thời nàng giống như đã sớm bình thường trở lại, đối với hắn dập đầu, trong lòng một vạn cái vui vẻ không thôi. Nếu dập đầu có thể đại biểu hết thảy nói, kia ta hiện tại một đao đem ngươi thọc chết, sau đó ta lại cùng ngươi miệng xin lỗi, ngươi có chịu không? Chu thị không nhanh không chậm làm người nâng một phen ghế dựa ngồi vào trước cửa quở trách hắn. Lý nghĩa cả người thân hình run rẩy, vân nương, thực xin lỗi, đều là ta sai, ngươi nếu là đem ta giết. Khi bọn nhỏ liền không có cha. Ta nữ nhi không cần cha, ta con rể nhóm cũng không cần cha. Vân nương, ta tốt xấu cũng là bọn nhỏ cha nha, như thế nào có thể không cùng các nàng tương nhận đâu hai cái con rể ta nhìn thực ưu tú nha như thế nào cũng đến tới gặp thấy ta cái này cha không phải ngươi là nơi nào tới mặt nha ngươi đã từng đối ta làm những cái đó ngươi đều đã quên sao những cái đó thương tổn đời này đều không thể chữa khỏi lý nghĩa ngươi lần lượt khí ta nếu mang theo tiểu thiếp tới cửa khiêu khích ta thậm chí còn trộm đi ta sở hữu bạc ta cực cực khổ khổ thức khuy dậy sớm tích cóc còn có cha ta nương tiền mồ hôi nước mắt chẳng lẽ ngươi đã làm từng cọc từng cái ác sự ngươi đều đã quên sao? ngươi là như thế nào có lá gan nói ra làm ta tha thứ ngươi nói lý nghĩa không cam lòng thực chán ghét người khác đối hắn nói như vậy lời nói chính là hiện giờ hắn có thể bế lên đùi cũng cũng chỉ có chu thị mày liễu ít nhất còn muốn đóng lại hai năm lý nghĩa là căn bản không có khả năng lại cùng nữ nhân kia hòa hảo nếu không phải bởi vì cái kia ngu xuẩn hắn lại sao có thể sẽ không duyên cớ chịu này mười năm lao ngục tai ương thực xin lỗi vân nương đều do ta đều là ta sai ta lúc trước không nên sai đem mắt cá đương trân châu đều do ta này hết thảy đều là ta gây thành sai ta bị như vậy nhiều năm lao ngục tai ương ngươi cũng nên hả giận đi nói giống như ngươi ngồi tù là thay ta ngồi giống nhau phiền toái ngươi rải phao nước tiểu chiếu chiếu gương đi chu thị thiếu chút nữa bị chọc tạc mau ai ui ta ngoan nữ nhi a à, nhưng đừng cùng loại người này chấp nhặt đừng cùng hắn xảo trực tiếp làm người đem hắn quăng ra ngoài là được cha mẹ hôm nay ta thật đúng là liền không khác chuyện này làm, cũng đừng làm cho bọn họ hôm nào đi cuốn lên vận nhi cùng hành nhi. Chu thị hôm nay hạ quyết tâm chính là muốn cùng hắn hảo hảo đại làm một hồi trường, nói đến hắn hổ thẹn không ngừng, hung hăng vả mặt một phen mới thoải mái nhi. Vân nương, ta thực xin lỗi các ngươi, thực xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu, thực xin lỗi hành nhi vận nhi, đều do ta cái này đương cha không xứng chức, trong lúc nhất thời bị sắc đẹp bị lạc bản tâm. Ngươi nói lời này thời điểm không tao đến hoảng sao? Ta song bào thai nữ nhi 4 tuổi thời điểm, ngươi tiểu thiếp nhi tử đều 3 tuổi. Như thế nào? Hiện tại ra tù, đánh mất lao động năng lực, lúc này mới nhớ tới ngươi còn có nhi nữ, còn có thê tử. Ngươi không thể làm ta không nhận ta nữ nhi đi. Còn có ta một đôi con rể, nói như thế nào ta cũng là bọn họ thân cha. Ngươi không có dưỡng quá ngươi nữ nhi, một ngày cũng không có chiếu cố quá bọn họ, một ngày, thậm chí cũng không có chiếu cố quá thê tử của ngươi ở cử. Loại này lời nói ta cũng không biết ngươi là như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Chu thị chán ghét ánh mắt nhìn quét lại đây, phản phất dây tiếp theo liền phải đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Lý Nghĩa loạn loạn thân mình lui về phía sau hai bước, cái dạng này Chu Vân có chút đáng sợ, là hắn chưa từng có gặp qua. Ta xem ngươi là tưởng tới cửa tống tiền đi. Ta không có, ta thật là biết sai rồi, ta trở về tìm các ngươi nhận sai xin lỗi, chúng ta một lần nữa hòa hảo đi, như vậy chúng ta vẫn là người một nhà hài tử không có cha mẹ, gia đình là không hoàn chỉnh. Lại nói tiếp thật là buồn cười, chính ngươi đều không tin đi. Ngươi kia tiểu thiếp còn không có ra tù, con của ngươi nói vậy cũng không muốn dưỡng ngươi đi. Cũng dám đem chủ ý đánh tới ta trên đầu, ta nói cho ngươi hôm nay cái không có cửa đâu. Ngươi không thể như vậy đối ta, vân nương, ta chính là phu quân của ngươi nha. Ngươi tới, đem cái này nháo sự giả cho ta quăng ra ngoài. Chu thị ra lệnh một tiếng, ra tới mấy cái gia đình khi người nhà hung hăng tung ra đi hảo xa. Lý Nghĩa đau nhe răng khóe miệng quỳ rạp trên mặt đất, cái này độc phụ cũng dám như vậy đối ta, chờ, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thái sư phủ trước cửa phát sinh hết thảy, hai vị cô gia cũng không biết, ngay cả Song Bào thai hai tỷ muội cũng không biết. Lúc này, Lâm Tông Diệu mang theo Chu Vận đi trên đường mua phục sức, chỉ lo đi dạo phố. Mà Lưu gia xe ngựa đã sớm đi ra ngoài hảo xa một khoảng cách, Lưu Tử Tiêu nghi hoặc nghĩ khất cái bộ dáng. Nhưng thật ra phát hiện, giữa mày thế nhưng cùng chu hành chu vận lớn lên thật sự rất giống, chính là trên mặt có chút hắc, tạm thời xem không rõ lắm. Lưu Tử Tiêu lắc lắc đầu không hề nghĩ nhiều, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy chu hành mảnh khảnh vòng eo, ở trong xe ngựa bắt đầu không an phận đi lên. Tướng công, ngươi muốn làm gì đâu? Ba ngày ban mặt có thể hay không thu liễm một chút? A nha, không được, hành nhi, ta nhịn không nổi. Lưu tử tiêu kia phó nhẹ nhàng công tử ca lịch sự văn nhã bộ dáng tại đây một khắc thật sự là trang không nổi nữa. Chương 417 bỏ cha lấy con. Lăng tiêu điện, Minh mang nằm ở trên trường kỹ nửa híp mắt, vân hương vân nhu ở bên cạnh thế nàng phiến cây quạt, Minh mang cả người đều thoải mái nheo lại đôi mắt. Hiên viên triệt đang ở hỗ trợ phê duyệt sổ con, phê duyệt xong sổ con sau đảm đương Minh mang hảo phu quân, người trước hắn là lệnh các đại thần nghe tiếng sợ vỡ mật diêm vương sống. Hiên viên triệt này mấy tháng trừ bỏ cưới thái tử phi bên ngoài, mỗi ngày đều ở học tập phê duyệt tấu chương, thời gian còn lại chính là thu thập tham quan chứng cứ, gần nhất quốc khố tràn đầy không ít. Hiên viên đế thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt là nhìn thấy quốc khố càng ngày càng tràn đầy, gần nhất mấy ngày tâm tình đều không tồi, cho mênh mang thật lớn một đống ban thưởng. Minh mang đêm này đó ban thưởng toàn bộ đưa cho vài vị tẩu tẩu bá nương các nải nải, các nàng chưa từng có xuyên qua Tây Vực đưa lại đây nguyên liệu, ôm thị nhưng thật ra thường xuyên xuyên dùng không đến khiên viên triệt mỗi ngày như một ngày phê duyệt tấu chương minh mang nhìn một đống sổ con liền đầu đau khiên viên triệt như vậy nhiều sổ con khi nào mới có thể phê xong nha minh mang chờ ta trong chốc lát hảo sao lại qua một lát thì tốt rồi chờ một chút ta cho ngươi lột quả quyết ăn ta mặc kệ ta hiện tại liền phải sao minh mang nói ra những lời này thời điểm cũng không biết chính mình khi nào học xong làm nũng từ trước ở cha mẹ trước mặt làm nũng trưởng thành đều ngượng ngùng hiện giờ thế nhưng có thể mặt không đổi sắc đối với phu quân làm nũng một màn này lệnh hồng hồ hâm mộ hai ngày này thật là nhàm chán đọc sách cũng vô tâm tình làm nàng học tập cầm kỳ thư họa càng là vô tâm tình trong cung nhật tử thật sự quá nhàm chán minh mang thảnh thơi thảnh thơi ăn hiên viên triệt kiên nhẫn thế nàng lột tốt trái cây một ngụm một mảnh quả quýt một ngụm một khối quả táo minh mang ăn nhiều tiểu tâm bụng không tiêu hóa ai nha ta không mua ta liền phải ăn ngươi lại cho ta lột một ít quả nho. Minh mang cuộc sống này quá đến quả thực mỹ thay mỹ thay, nguyên lai thành hôn nhật tử là như vậy tốt đẹp. Minh mang liên tiếp hưởng thụ bảy. Ngày, như vậy nhật tử quả thực quá tốt đẹp, nhàn tới không có việc gì mang theo nha hoàng đi bắt cá, không có việc gì, liền ở bệ hạ ngự hoa viên cá nướng ăn. Ngự hoa viên, Minh mang mang theo bốn cái đại nha hoàng, một lan một hồ ly nước miếng đều chảy xuống dưới, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm kia cá. Xảo. Hiên viên đế mang theo thái hậu nương nương nghe mùi vị tới thái hậu thật sâu hít vào một hơi ai ui thơm quá a à, đây là ở nướng cái gì đâu ta ngoan ngoãn hồi hoàng tổ mẫu minh mang đang ở cá nướng ăn ta phát hiện ngự hoa viên mặt sau cái này trong ao mặt dưỡng thật nhiều cá thật sự quá nhiều ăn không hết nha cái này cá rất non a à, nghe lên thơm quá ăn lên thịt chất hẳn là thực không tồi ta đã nướng hảo hai điều tới cho các ngươi một người một cái các ngươi nếm thử lý lan không quá khi nào ăn xong rồi một toàn bộ cá sờ sờ bụng mình mang thật là hiếu thuận hoàng tổ mẫu chưa từng có ăn qua như vậy hương cá hảo hảo ăn nha ai u ta còn muốn ăn còn có sao còn có phụ hoàng phụ hoàng cũng muốn ăn ta trước kia ăn đều là cái gì khổ đồ vật nha quá đều là cái gì khổ nhật tử nha hiên viên đế đột nhiên cảm thấy ngự thiện phòng làm cá không thơm đương nhiên là có hoàng tổ mẫu cho ngài này nhưng đều là ông nội của ta làm được gia vị đâu. Ta bảo đảm toàn bộ hoàng cung không có, toàn bộ hiên viên độc nhất phần. Minh mang lại lấy quá vân hương đám mây trong tay nướng một người cho bọn họ một cái. Tiểu Lan Hồng Hồ vẻ mặt ai oán nhìn Minh mang, lại nhìn nhìn hiên viên đế cùng Thái Hậu, một bộ cừu thị biểu tình, nề hà hai người nhìn không thấy, chỉ biết ăn cá. Tiểu Lan phiên cái đại bạch mắt, còn đem chúng ta đương linh sủng đâu, một chút đều không yêu chúng ta, hừ. Hồng Hồ, chính là, chủ nhân chính là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Rõ ràng chúng ta mới là ngươi sủng vật, thế nhưng đối một ngoại nhân so đối chúng ta còn hảo. Ta mặc kệ, ta liền phải ăn cá, ta muốn ăn cá. Mênh mang, ai nha, các ngươi chờ một lát sao? Như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy ba kéo đâu? Đi trước ăn chút trái cây, bên kia mâm có. Một người một hồ ly một người đối thoại không có bị người nghe được, mặc cho ai cũng không có phát hiện, chỉ có hồ ly cùng tiểu lan khí dậm chân mắt thấy hiên viên đế cùng thái hậu lại ăn xong rồi hai điều cá nướng, hồng hồ tiểu lan mắt trong mông nhìn mênh mang lại đem cá đưa tới bọn họ trên tay. Không cần, chúng ta ăn no, mênh mang, ngươi này tay nghề thật không sai. Hiên viên đế vẫy vẫy tay. Hồng hồ chảy nước giải đều mau chảy ra, mênh mang trong tay cá nướng không cánh mà bay, quay đầu tới chỉ thấy hồng hồ thành thạo liền ăn xong rồi cá. Lý Thái Hậu sờ sờ căng tròn xoe bụng, ai da đã thật lâu không có ăn qua như vậy no rồi, Trước kia quá đều là cái gì khổ nhật tử nha. Mênh mang kéo kéo khóe miệng, ngài là thiên hạ lớn nhất, nếu ngài quá đều là khổ nhật tử, kia các bá tánh chẳng phải là đói da bọc xương. Hắc hắc. Nơi nào nha? Quay đầu lại phụ hoàng nếu là muốn ăn, ta làm gia gia đưa một ít gia vị lại đây. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ bá gia. Hiên Viên Đế ăn cảm thấy mỹ mãn, Tiểu Lang cũng cuối cùng được đến một ngụm ăn. Thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử quay đầu lại nghĩ muốn cái gì ban thưởng cùng phụ hoàng nói về sau nhớ rõ nhiều cấp phụ hoàng nướng hai điều lưu trữ làm mặt khác ăn cũng cấp phụ hoàng lưu một phần đến lúc đó không có phương tiện nói ta sẽ làm vương công công tới lấy minh mang hợp lại ngài đem ta đương đầu bếp nữ nhưng lời này nàng không thể nói ra minh mang sẽ không nha cá nướng biển cưỡng còn hành phụ hoàng minh mang làm cá còn hành làm mặt khác thật sự không thế nào hành phụ hoàng nếu là muốn ăn ta có thể cho Gia Gia ở tiệm lẩu tiệm cơm bên trong đóng gói lại đây, đều là ông nội của ta làm được thái phẩm, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Khi hảo, ha 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 ha. Thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Hiên viên đế vuốt tròn xoe bụng mang theo thái hậu nương nương đi rồi. Hai người mới vừa đi không bao lâu, minh mang liền thu được thật lớn một đống ban thưởng, minh mang kia kêu một cái vui vẻ nha. Mỗi cái nha hoàng một người phân một cái kim vòng tay. Chung quanh đi ngang qua nha hoàng hâm mộ, công công nhóm cũng hâm mộ nha. Nếu bọn họ là cung nữ thì tốt rồi, Thái tử Phi có thể so Thái tử có tiền nhiều. Thái tử Phi đối với các nàng cũng thật hào phóng, hảo hâm mộ nha. Ta cũng hảo muốn đi Thái tử Phi bên người hầu hạ nha. Không nghĩ tới Thái tử Phi nương nương ra tay như thế rộng rãi. Thái tử Phi nương nương, người đối chúng ta cũng thật hảo, chúng ta hảo hạnh phúc nha. Vân Lam ra sức khen, một khuôn mặt đều mau cười lạng. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng hâm mộ, chúng ta thái tử phi cũng chỉ có chúng ta bốn cái đại nha hoàng những người khác nhưng đều gần không được thân đám mây lúng đồng tiền như hoa khoe ra nói thiết có cái gì đắc ý cũng chính là hiện giờ này trong cung chủ tử thiếu nhiều hai vị chủ tử chúng ta đến lúc đó nói không chừng được đến ban thưởng cũng không thể so ngươi thiếu kia nha hoàng chua lòng đi rồi mênh mang ha hả nhiều hai vị chủ tử chẳng lẽ là tưởng cấp thái tử tìm tiểu thiếp sao đám mây hoảng hoảng loạn loạn Thái tử phi nương nương, ngài cũng không nên hiểu lầm, các nàng chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Chính là, trong cung chủ tử thiếu, các nàng không chiếm được ban thưởng, nhưng không được động chút quay tâm tư sao. Mênh mang nháy mắt cảm thấy nải nải cho nàng nhắc nhở đúng rồi, cho nên nói thái tử điện hạ cuộc đời này phi nàng không cưới, những người khác đều không phân, nhưng chống đỡ không được nha hoàng bò giường nha. Mênh mang hồ nghi nhìn nhìn kia mấy cái nha hoàng rời đi bóng dáng. Các ngươi cho ta nhìn chầm chầm các nàng điểm, tiểu tâm các nàng dở trò. Mênh mang không thể không đề phòng, họa vỡ chính là viết hạ dược, các loại câu dẫn. Nếu là hiên viên triệt cũng không nín được nửa người dưới, như vậy nàng không ngại tự mình thiến hắn. Mênh mang, bỏ cha lấy con cũng rất không tồi, chính là ta khi nào mang thai nha. Chương 418 Bò giường Hồng hồ tiểu lan không vui, hồng hồ lặng lẽ đi đến không ai địa phương biến thân xinh đẹp nha hoàng chạy ra lôi kéo mênh mang tay áo, nhân gia cũng muốn, chủ nhân, ngươi cho ta một cái được không nhân gia cũng muốn vòng tay nhân gia tưởng mua đồ ăn ngon mênh mang ngươi còn muốn hay không điểm mặt ngươi lại không thể gả chồng đó là ta cho các nàng tương lai của hồi môn trừ phi ngày nào đó ngươi cũng có thể gả chồng hồng hồ cũng không phải không được mấu chốt là người ta nếu có thể tiếp thu ta nha hồng hồ trên người có tao hồ ly xú vị nào hộ nhân gia con cháu có thể tiếp thu nha mênh mang chủ nhân Ta muốn mua đồ ăn ngon bánh hoa quế, ta còn muốn ăn đầu đường lão gia gia làm đường hồ lô, nhân gia thích nhất ăn đồ ngọt, ta không cần vòng tay, ngươi cho ta ngân phiếu cũng đúng. Hồng hồ làm nũng bộ dáng càng thêm thành thạo, mênh mang thật sự nhìn không được. Trên thực tế không phải nàng không cho hồ ly ngân phiếu, cũng không phải nàng không cho. Hồ ly mua ăn, nàng chính là chỉ do lười, muốn làm cái tiểu phú bà, chính là hồ ly quá xuẩn, cầm ngàn lượng ngân phiếu đi ra ngoài, mua đồ vật tính không ra trướng, luôn là bị người hố tiền chủ nhân tiểu lan cũng tưởng mua đồ ăn ngon ta muốn mua thật nhiều thật nhiều ăn ngon ngươi cho ta một trương ngân phiếu được không tiểu lan tuy rằng tặc tinh tặc tinh không chịu nổi có một cái thật lớn dạ dày đừng nhìn hắn hiện tại rút nhỏ hình thể trên thực tế tặc có thể ăn mênh mang hảo rối rắm làm sao bây giờ nếu không thiếu cấp một chút cấp hồ ly chính là nàng cùng chính bình sinh khí làm sao bây giờ làm một cái ưu tú chủ nhân muốn xử lý sự việc công bằng Mênh mang từng người cho chúng nó 100 lượng ngân phiếu, tiểu lan tự hồ có chút không hài lòng, ai oán trừng mắt nhìn mênh mang liếc mắt một cái xoay người liền chạy. Lười nhắc ra tới thời điểm, thấy tiểu lan hồng hồ mua một đống lớn ăn ngon, hỏa tốc gia nhập chiến đấu, không quá khi nào đánh lên. Mênh mang không thể không lại cho chúng nó một ít ngân phiếu, kinh thành giá hàng vốn dĩ liền quý, một đống lớn đồ vật, một hồi lâu ăn xong rồi. Mênh mang lại cầm ngân phiếu làm chúng nó đi mua, hơn nữa làm nha hoàng ở phía sau đi theo, mua một đống lớn đồ vật trở về, vốn dĩ cho rằng có thể ăn một đoạn thời gian, chính là ai biết tiểu bạch bạch đái nó hài tử cũng gia nhập chiến đấu. Mênh mang thật sự là đau đầu, cho dù có núi vàng núi bạc cũng kinh không được tạo nha. Thật vất vả phòng lên tiểu kim cố, sớm hay muộn có một ngày phải bị chúng nó cấp ăn sạch. Tháng 6 sơ thời tiết càng ngày càng nhiệt, đông cung bên trong đặt băng khô, hòa tan cực nhanh. Chạng vạn, trong trời đêm ngôi sao càng thêm lập lòe, thật sự là quá nhiệt, mênh mang uống lên một ly đá bào còn chưa đủ, quá nhiệt, chuẩn bị ra tới hít thở không khí. Chạng vạn một mình một người đi đến đông cung mẫu đơn trong vườn chơi đánh đu, đi tới đi tới phía sau theo mấy cái tiểu linh sủng, mênh mang cũng không có quản bọn họ, tung tăng nhảy nhót ở mẫu đơn trong vườn hạt chuyển động. Hồng hồ tiểu lan hóa thành nguyên hình, tung tăng nhảy nhót đi theo nàng phía sau, đến nỗi lười nhát cùng tuyết cầu gần nhất ở trong không gian mang qua đâu. Tuyết cầu sinh thật lớn một đống lam mèo trắng, mỗi ngày nải hài tử đâu lúc này lười nhắc nếm đến món ăn mặn tư vị nhi, thừa dịp tuyết cầu nải hài tử hưu tê một cái cất bước nhào qua đi, đem hài tử đặng ở một bên bắt đầu ngượng ngùng, khoa 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 ăn tuyết cầu mấy cái đại nhĩ chim, lúc này tránh ở miêu a thấp giọng phát ra ai oán. Mênh mang, lười nhắc ngươi còn có phải hay không chỉ phụ trách nhậm mèo đực. Ngươi nếu là còn dám đối tuyết cầu động tay động chân, ta liền đem ngươi thiến. Lười nhắc một đôi màu nâu mắt to trừng mắt nàng, mênh mang chột dạ, chính là cũng không thể tùy ý cái này súc sinh như vậy đối tuyết cầu nha. Nói giỡn, mình mang lại không ngốc, sinh bảy tám chỉ làm mèo trắng tái sinh một đống, về sau sớm hay muộn đem nàng ăn nghèo. Tối nay, mình mang thân xuyên một bộ tố cẩm cung y, ngoại khoác màu thủy lam lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Ba nghìn tóc đen bị vãn thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, đem một chi thanh nhã hoa mai cây trâm mang lên, đơn giản lại không mất phong nhã, phủ mị ung dung lịch sự tao nhã ngọc nhang thượng thường họa thanh đạm hoa mai trang nguyên bản thù ly thanh lệ gương mặt nhân thành nữ nhân mà rút đi kia non nớt ngây ngô hiện ra ra nhẹ nhẹ vũ mị câu hồn nhiếp phách mênh mang ở mẫu đơn trong vườn chơi chính vui vẻ bỗng nhiên không trung một mặt sao băng hiện lên mênh mang ánh mắt nhìn chầm chầm vào đang chuẩn bị hướng nguyện đâu đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy sao băng biến mất không thấy không hảo thái tử phi nương nương không hảo mênh mang không vui thật sự thật không vui a a a như thế nào một lát liền đã không có đâu như vậy xinh đẹp sao băng nhân gia nguyện đều còn không có hứa đâu nói đi chuyện gì nơi nào không hảo mênh mang hảo tâm tình tức khắc bị đánh gãy nương nương ngài lường trước đối thế nhưng thật sự có nha hoàng dám bò giường từ trước đông cung đều không có nha hoàng những người này từ ngài đã tới về sau liền không an phận đám mây vội vàng chạy tới cáo trạng thái tử điện hạ cố ý đem các nàng mua vào tới hầu hạ ngài chính là các nàng thế nhưng động không nên có tâm tư. Vân Hương khí vẫn nhéo lên nắm tay. Hiện tại tiến hành đến nào một bước? Nô tỳ vừa rồi thấy Xuân Hoa cùng một cái cô nương lén lút vào lăng tiêu điện, cũng dám chạy tiếng thái tử điện hạ cung điện. Hơn nữa kia cô nương xuyên đơn bạc, cổ áo khai cực thấp, hôm nay còn riêng vẽ nồng hậu trang dung, khẳng định là muốn câu dẫn điện hạ. Các nàng đã đi vào đã bao lâu? Mênh mang mặt âm trầm, một màn này quả nhiên tới. Đại khái có một canh giờ. Cái gì? Các ngươi như thế nào không còn sớm một chút tới bẩm báo ta? Thái tử phi nương nương, nô tỳ vừa rồi tìm ngài đã lâu đâu. Đám mây cúi đầu tự hồ có chút bỉ khuất. Đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn các nàng muốn làm cái gì? Thuận tiện cũng khảo nghiệm khảo nghiệm hiên viên triệt thiệt tình, mênh mang dù sao đối này hoàng cung không có vướng bận, nếu là hắn dám có nhị tâm, cùng lắm thì liền đem hắn hưu. Mênh mang mang theo tiểu lan hồng hồ còn có bốn cái nha hoàng nghênh ngang vào lăng tiêu điện, Mới vừa đi vào nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, trong không khí tràn ngập một cổ mê dược mùi hương nhi. Mênh Mang giơ tay, các ngươi mấy cái đều đi ra ngoài, nơi này bị hạ dược, các ngươi chịu không nổi, chờ một lát các ngươi bị mê choáng, hậu quả không dám tưởng tượng. Mênh Mang nhưng không nghĩ làm nha hoàng cùng thái giám làm loạn, này đó chính là đối nàng trung thành và tận tâm nha hoàng, cũng không thể làm người phát hiện ném trong sạch đã có thể không hảo. Mênh Mang cho các nàng một người một cái giải độc đan. Ngay sau đó làm các nàng ở cửa bảo vệ tốt môn, một mình một người vào tẩm cung. Lúc này, trên giường nằm cái cô nương, cái này cô nương không phải người khác, đúng là lễ bộ thị lan chi nữ Khương Hinh Di, toàn thân đã sớm thoát trơn bóng, chỉ còn lại có yếm ở bên ngoài, áo khoác một tầng như ẩn như hiện sa mỏng. Minh mang ẩn thân lặng lẽ đi tới bên trong, mà các nàng hai còn không có phát hiện, vạn hạnh giờ phút này hiên viên triệt còn không có trở về, Minh mang vỗ vỗ bộ ngực, trước khảo nghiệm khảo nghiệm hắn lại nói, cùng lắm thì đến lúc đó đổi một chiếc giường. Khương Hình Di sốt lên chăn lặng lẽ nhìn mắt cửa Xuân Hoa, Xuân Hoa thế nào? Thái Tử Điện Hạ tới không? Ta đều sắp vội muốn chết. Chủ Tử, Thái Tử Điện Hạ còn không có trở về, lại chờ một lát. Khương Hình Di nóng nảy, ai nha? Vạn nhất chờ một lát trở về dược hiệu qua làm sao bây giờ? Thái Tử Điện Hạ võ công rất lợi hại, chúng ta đánh không lại hắn. Yên tâm hảo, nô tỳ hạ dược chính là nhất hữu dụng đến lúc đó bảo quản có hiệu lực, không được phòng là giải không được độc. Xuân Hoa mắt giác xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Sự thành lúc. Sau, Khương cô nương cũng đừng quên đáp ứng cho ta ban thưởng. Xuân Hoa yêu cầu nói. Khương hình Di có chút không kiên nhẫn, ghét nhất kiến thức hạn hẹp đồ vật, nhưng vẫn là cực lực chịu đựng không khỏe nói, yên tâm hảo, chỉ cần sự thành, tuyệt đối cho ngươi, ngươi cần thiết cho ta nghĩ cách đem thái tử dẫn lại đây, nếu là chuyện này làm không thành, Người ban thưởng cũng đừng nghĩ muốn. Chương 419 khảo nghiệm. Mênh mang mắt lạnh nhìn các nàng, nơi này độc căn bản đối nàng không có hiệu quả, hiên viên triệt phía trước ăn nàng cấp kim liên tử, hiện giờ cũng là bán tiên thể, này đó độc tuy rằng hạ trọng, nhưng là không đủ để trí mạng. Tiêu viêm, gần nhất thành thân thoạt nhìn khí sắc khá hơn nhiều, thế nào? Tiên như công chúa đối với người hảo sao? Tiêu viêm xấu hổ, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, điện hạ, ngươi rõ ràng biết ta là bị cường, như thế nào còn nói như vậy nhân gia đâu. Ha ha. Ta liền cùng ngươi khai nói giỡn, ngươi nhìn một cái ngươi sợ tới mức. Nam tử hán đại trưởng phu thành thân về sau liền đối nhân gia cô nương hảo điểm, nói như thế nào nhân gia cũng coi như gã thấp, ngươi nói có phải hay không. Là là là, ta đã biết, chủ tử. Được rồi, chạy nhanh trở về đi, nhưng đừng chỉ biết cộng độ đêm đẹp liền đã quên ta làm ngươi hỏi thăm sự, nhớ rõ đi tìm một chuyến dương kiên. Là tiêu viêm chạy trối chết xuân hoa nghe thấy cửa có động tĩnh nhìn đông nhìn tây ở vội núp vào hướng tới cửa rải một phen thuốc bột hiên viên triệt gấp không chờ nổi tìm kiếm mênh mang mênh mang mênh mang nhà ngươi phu quân đã trở lại đi nơi nào mau ra đây nha mênh mang ta thân ái thái tử phi mênh mang buồn nôn đã chết ta là không khí ta cái gì đều nghe không thấy mênh mang Ta cố ý cho ngươi mang theo ngự thiện phòng mới làm thiêu gà, ngươi yêu nhất ăn, mau ra đây nha, như thế nào không ở đâu. Đám mây, vân hương, thái tử phi đi đâu vậy? Khiên viên triệt lại hướng tới cửa hô to một tiếng, chờ đợi hắn vẫn là không khí. Kỳ quái, đi đâu vậy? Chẳng lẽ ngủ rồi? Khiên viên triệt triều hai người ngủ tẩm điện đi đến, mới vừa vào cửa đã nghe đến một cổ gây mũi mùi hương nhi, mùi hương nhi thẳng nhảy đầu quả tim. Rốt cuộc là ai làm? cũng dám hạ dược. Hiên viên triệt cảm giác đầu ngăn không được choáng ván đầu, cả người đều khống chế không được thân mình. Liền ở sắp ngã xuống là lúc, hắn lập tức triều trên giường đi qua, toàn thân ngứa khó nhịn, trong tay thiêu gà lăn xuống trên mặt đất. Khương hình Di thấy một màn này thiếu chút nữa thẳng phun máu mũi, vội vàng xuống giường đón nhận đi, hiên viên triệt cổ áo nửa rộng mở, đã sớm bị hắn trảo khai, cơ bụng kinh người, trung động lòng người. Mênh mang. Không được không được, ta muốn nhịn xuống mênh mang như thế nào ngủ như vậy sớm không đợi ta Thiên viên triệt đem trước mắt người xem thành mênh mang Khương hình di tức khắc thay đổi sắc mặt Khương hình di song quyền nắm chặt thập phần phẫn nộ cực lực chịu đựng cơ hồ sắc vặn vẹo tươi cười đúng vậy điện hạ thiếp thân hôm nay có chút mệt liền trước tiên ngủ mênh mang ta cho ngươi mang theo ngươi yêu nhất thiêu gà điện hạ đã trễ thế này chúng ta cũng nên ngủ ta sẽ không ăn vừa rồi ta ăn đã no rồi không đúng ngươi không phải mênh mang mênh mang chưa bao giờ sẽ ở trước mặt ta tự xưng thiếp thân ngươi rốt cuộc là ai hiên viên triệt bước chân phù phiếm vựng phiêu phiêu nỗ lực mở to mắt thấy rõ ràng trước mắt người là ai trong đầu truyền đến đau nhức cùng chết lặng thiếu chút nữa làm hắn bị lạc tâm trí hắn nỗ lực thấu tiếng lên đi xem trước mắt người có trong nháy mắt hoảng hốt điện hạ ta chính là thái tử phi nha khương hinh di ý đồ học mênh mang thanh âm nhưng là như thế nào cũng học không giống ngươi không phải mênh mang không đúng, ngươi không phải. Mênh mang, mau ra đây nha. Ta thân ái thái tử phi, ta đã trở về. Hiên viên triệt đi đường đều đi mau không xong, thiếu chút nữa té ngã đánh vào bình phong thượng. Khương hình Di mới mặc kệ có phải hay không, trước thực hiện được lại nói, mau không tảo triều hắn đi qua, mênh mang xem nàng thế nhưng chỉ xuyên lót quần quần, bên ngoài che chở một tầng hơi mỏng như ẩn như hiện xa, thật sự là cây đôi mắt. Cút ngay, tiện nhân, ngươi không phải mênh mang. Người tới a, à, nơi này có người bò giường, cho ta kéo đi ra ngoài. Hiên viên triệt một tay đem nàng ném ra, Khương Hinh Di tức khắc té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy hắn đỡ cái bàn cửa sổ chậm rãi hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, Khương Hinh Di lại không cam lòng xông lên trước, lúc này đây trực tiếp bị hiên viên triệt một chân đá văng ra. Nơi nào tới tiện đồ vật, cũng xứng ngủ bổn thái tử giường, nửa điểm đều không bằng ta thái tử phi. Hiên viên triệt cừu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong miệng hung tận phun ra một cái, dơ, tự. Điện hạ, thái tử phi có cái gì hảo, chẳng lẽ ngươi liền không thể nhìn xem ta sao? Nhân gia vừa mới thành niên, nụ hoa đãi phóng đâu? Cút đi, dơ. Hiên viên triệt viết thấy trên bàn có nước trà, cầm ấm trà lên trực tiếp uống một ngụm, tức khắc cảm giác kia cổ dược kính đi xuống mấy phân. Nhìn kỹ rõ ràng trước mắt người, càng thêm làm hắn chán ghét, chán ghét biểu tình chọc giận thương hinh di. Điện hạ, ngài xem xem ta nha, nhân gia vừa mới thành niên đâu? ta không thể so kia thái tử phi lớn lên xinh đẹp sao. Nhân gia tốt xấu cũng là một đóa chưa khai bao kiều hoa nhi. Giờ, cút đi. Khiên viên triệt lại lần nữa hạ lệnh trục khách, Khương Hinh Di lại một chút đều không màng lễ nghi liêm sĩ, ý đồ nhào lên đi. Tay mới vừa đụng tới hắn ống tay áo, dây tiếp theo đã bị quăng đi ra ngoài, không mang theo chút nào lưu tình. Đáng giận, cái kia công chúa ở trong lòng hắn liền như vậy quan trọng, hạ mê dược, thế nhưng đều còn đang suy nghĩ hắn nàng nắm tay nắm chặt, nhìn trên tường bức họa kia, trong nháy mắt giận thượng trong lòng. khương hình di hung tận sông lên đi một tay đem bức họa kia túm xuống dưới, dùng sức đặt ở trên mặt đất dẫm, dùng tay xé, đáng tiếc như thế nào cũng xé không lạng, đành phải dùng chân dẫm đem nó dẫm dơ. thái tử điện hạ, ngài thiên nhân chi tư, tiểu nữ đã ái mộ ngươi thật lâu, chính là vì sao ngươi sẽ không chịu xem ta liếc mắt một cái? nhớ rõ khi còn nhỏ cha mang ta tiến cung, ta ánh mắt đầu tiên liền thích ngài. Nghe nói ngài vẫn luôn đang đợi một người lớn lên, cho nên vẫn luôn chưa cưới. Ta bị ngài thiệt tình cùng trung thành sở thuyết phục, ta cũng chỉ muốn làm bên cạnh ngươi một cái tiểu thiếp, chẳng lẽ ta đương một cái trắc phi cũng không được sao? Ngươi cho ta sách dày đều không xứng. Khiên Viên Triệt chán ghét trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền cái sắc mặt tốt cũng chưa không có. Đều do tiện nhân này, dựa vào cái gì thái tử chỉ có thể cưới một cái thái tử phi? Dựa vào cái gì thái tử liền không thể cưới trắc phi? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn nghe nàng? Dựa vào cái gì? Tô gia cái kia cô nương liền như thế hảo. Sao? Liền tính là hoàng đế bệ hạ hậu cung cũng có giai lệ ba nghìn, cho dù là cái nhà giàu công tử ca, cưới mấy cái thiếp cũng bình thường, thái tử điện hạ chẳng lẽ liền không cảm thấy ủy khuất sao? Vì cái gì muốn nghe nàng? Dựa vào cái gì cũng chỉ cưới một cái. Bang. Một cái vang dội bàn tay dừng ở trên mặt nàng, Khương Hinh Di không thể tin tưởng bụng mặt, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ô ô ô nhân gia chỉ là muốn đương thái tử trắc phi thôi. Bởi vì ngươi không xứng, lăng. Khiên viên triệt đi qua đi đem trên mặt đất bức họa nhặt lên, bức họa đã ô uế, hắn đau lòng đặt ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng đem hôi lau khô. Hừ. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi biết thủ một nữ nhân là cỡ nào đại tổn thất, cái kia tô tư miểu có cái gì tốt. Không cần lại làm ta nói lần thứ hai, lăng. Hiên viên triệt một tay chỉ vào ngoài cửa, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, một chân đem người đá ra ngoài cửa. Ô ô ô cái kia tiện nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Chương 420 phu quân thật tất lực. Mênh mang nhìn khóc lóc chạy ra đi Khương hình Di đại khái minh bạch cái gì? Cho nên ở đại hôn trước bắt đi nàng 89 phần 10 chính là nàng an bài người. Mênh mang hao phí linh lực dùng càng không kính chiếu qua đi, quả thực cùng nàng có quan hệ, không nghĩ tới nàng trời xuôi đất khiến thế nhưng còn tìm tới rồi bắt cóc người chủ sự, Mên mang khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười, đang lo trong khoảng thời gian này nhàm chán đâu. Cái này hảo chơi. Mên mang, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi bức họa, ta một lần nữa cho ngươi họa một bức, ngươi nhất định sẽ thực tức giận, ta biết. Khiên viên triệt giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, dùng sức đem họa lấy ở trên tay sát, chính là đã bị dẫm ô uế. Mên mang đúng lúc xuất hiện, hướng trong miệng hắn tắt viên dược nâng lên cầm, dược tức khắc nuốt đi xuống, liền mạch lưu loát mênh mang ngươi đi đâu ta rất nhớ ngươi Khiên viên triệt giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau cúi đầu ở nàng trong lòng ngực cũng được rồi ta tới ta thân ái phu quân đừng ủy khuất a à, ông một cái mênh mang vương đôi tay nhẹ nhàng đem hắn ôm ở trong ngực Khiên viên triệt nháy mắt ngẩng đầu lên cầm trong tay bức họa tự trách nói thực xin lỗi đây là ta hôm nay mới làm người đưa lại đây treo họa là ta cố ý cho ngươi họa không nghĩ tới bị người làm dơ mênh mang, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha, kêu người kia hảo hảo thu thập một đốn. Ta còn tưởng rằng họa chính là mặt khác nữ nhân đâu. Mênh mang, ngươi xem này bốn cái chữ to, mênh mang kinh hoa, đây là cố ý họa cho ngươi nha. Chính là bị người hủy hoại, ta hảo tự trách, thực xin lỗi. Hiên viên triệt một cái kính xin lỗi, môi dẫu hảo vô tội. Vừa mới ngươi cho ta ăn cái gì? Ta cảm giác trên người giống như không có như vậy nhiệt. Hiên viên triệt hai má đà hồng, phản vất thục thấu quả hồng giống nhau. Vừa mới ngươi bị hạ dược, ta biết. Ngươi xem ta này không phải tới sao? Lại không tới, ta phu quân đều phải bị người khi dễ. Minh Mang cố nén cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt hắn đầu, vỗ vỗ hắn mặt. Nguyên lai hắn đối nàng là nghiêm túc, hắn cũng không có chân trong chân ngoài. Minh Mang, ta rất nhớ ngươi nha. Ta trở về phát hiện ngươi không ở, ta đều sắp vội muốn chết. Vừa mới nữ nhân kia ngươi có nhận thức hay không? mênh mang cố ý đặt câu hỏi nói khiên viên triệt có trong nháy mắt chột dạ ta biết nhưng là ta bảo đảm ta cùng nàng chưa từng có cái gì giao thoa cũng không biết là mua được ai cũng dám trà trộn vào đông cung làm ta bắt được nhất định sẽ không làm nàng hảo quá mênh mang ta hôm nay rất nhớ ngươi chúng ta sớm chút đi ngủ đi khiên viên triệt dược tính tiếp xúc một bộ phận chính là hắn có thể cảm giác được rõ ràng đã ngạnh không biết vì sao luôn là khống chế không được đặc biệt là ở nhìn đến mênh mang thời điểm, trong nháy mắt kia xúc thế mà phát. Mênh mang ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn nói, hiện tại ta còn không nghỉ ngủ, vốn dĩ nhân gia hôm nay đối với sao băng hứa nguyện, đều bị các ngươi cấp đánh vỡ, nếu không phải nha hoàng trở về nói cho ta, ta còn không biết đâu, thiếu chút nữa. Mênh mang quay hàm tức giận, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong hiên viên triệt đem nàng chặn ngang bế lên triều tư miễu cắt đi đến. Người mau buông ta xuống, như vậy nhiều người nhìn đâu. Ta không bỏ, ta rất nhớ ngươi, lần sau còn dám chạy ra đi, làm phu quân của ngươi phòng không gối chiếc, ta liền đánh ngươi mông. Hiên viên triệt dứt lời thế nhưng thật sự ở nàng trên mông chụp hai hạ. Mênh mang hảo khuất nhục, đây là cái gì ác thú vị, quả thực quá mất mặt, nhà hoàng công công từng cái đều nhìn bọn hắn chầm chầm cười. Mênh mang ngượng ngùng đến cực điểm, không nhịn xuống cắn hắn một ngụm, hiên viên triệt trên vai lưu lại một loạt dấu răng, ăn đau cũng không chịu buông tay. Tư miễu các hậu viện có một cái lớn nhất suối nước nóng, mênh mang cứ như vậy bị hắn ôm vào hồ nước, ngươi làm gì? Đại mùa hè phao suối nước nóng nhiệt không nhiệt. Mênh mang, chúng ta tắm rửa sạch sẽ sớm chút đi ngủ đi. Cái kia. Ta thân thể không quá thoải mái, ta không tẩy. Mênh mang dãy dụ liền phải triều trên bờ chạy, nề hà tay kính tiểu căn bản không phải đối thủ của hắn. Vi phu một ngày không gặp ngươi, thật là khó chịu. Một ngụm nhiệt khí ha ở mênh mang cổ gian, mênh mang chung quy vẫn là không chịu nổi mềm lòng không cần cấp, ta không phải ở chỗ này sao? Mênh mang sắc mặt ửng hồng, đối với nam nhân rõ ràng phản ứng lại quen thuộc bất quá, nàng hiện tại cũng không phải tiểu cô nương. Mênh mang đảo khách thành chủ, không quá khi nào, hiên viên triệt hoàn toàn bị nàng chinh phục. Môi răng giang đều là cô nương khóe miệng dư hương, dùng sức mút vào hơi mềm cánh môi, phản phất muốn đem người xoa tiếng trong thân thể. Người đi xuống, ta tới. Hiên viên triệt hai mắt ẩn tình nói. Không cần, ngươi ở dưới tương đối hảo mênh mang cường thế mệnh lệnh. Không, ta tương đối thích mặt trên, hiên viên triệt một cái xoay người, mênh mang thật tìm hơn nửa ngày cũng không lên, thế công quá mảnh, căn bản khiên không được. Suối nước nóng nổi lơ lửng hai người quần áo, ngày thường không ai tới quấy rầy, tự nhiên cũng phát hiện không được này một chỗ phong cảnh. Một chén trà nhỏ công phu, hết đợt này đến đợt khác thanh âm tràn ngập ở suối nước nóng, có kêu trên thanh, còn có mênh mang thở nhẹ. Huy khoắc, mênh mang hô hô ngủ nhiều, Hiên viên triệt xoay người rời giường hướng tới ngoài phòng đi đến, đông cung ngoại, thường thường truyền đến ve minh tiếng kêu. Tư miễu các ngoài đình, hắn triều trên cây thổi tiếng huyết sáo vẫy vẫy tay, hồng loan phi thân mà xuống, quỳ rạp xuống đất, chủ tử, có cái gì an bài cứ việc phân phó. Ngươi đi lễ bộ thị lan phủ, đem. Hồng loan càng nghe càng có hứng thú, giúp người thành đạt chuyện này, hắn nhất cảm thấy hứng thú, xoa tay hầm hè thực mau bay khỏi đông cung. Ngày kế, lễ bộ thị lan gia. Cô nương quần áo bất chỉnh, toàn thân không có một mảnh tốt địa phương xuất hiện ở lễ bộ thị lan phủ cửa, ngoài cửa một đám vây xem bá tánh chỉ chỉ rõ rõ. Đây là ai da cô nương? Sáng tinh mơ một chút cũng không e lệ, quần áo bất chỉnh ném chết người. Còn có chút tuổi trẻ phụ nhân nhìn một màn này cũng là thổn thức không thôi. Thiên nột, đêm qua tình hình chiến đấu nhất định thực kịch liệt đi. Chật chật chật. Nam nhân kia nhìn giống nhà bọn họ gia đình, ta thiên nột, trộm người đều trộm được chính mình cửa nhà, Khương Tiểu Thư nên không phải là gã không ra cho nên tịch mịch khó nhịn đi. Bên cạnh nam nhân kia đêm qua khẳng định mệt thảm, các ngươi nhìn một cái, quả thực thảm không nở nhìn. Đúng vậy, nam nhân kia nửa người dưới đều mau không thành bộ dáng. Hồng Loan tránh ở chỗ tối vỗ tay, cũng dám thừa dịp bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ám toán bọn họ gia chủ tử, không hảo hảo xuất khẩu ác khí sao được đâu. Đối phó loại này châm ngòi thái tử cùng thái tử phi quan hệ người, nàng luôn luôn coi là kẻ thù, hiện tại cái dạng này đều tính tiện nghi nàng đâu. Bạch bạch làm nàng sẵn một buổi tối. Ai u y, ta coi khẳng định là đi trộm người đi, ngươi nhìn xem xuyên thành cái dạng này, này cũng quá lộ liễu đi. Một cái đại nương đối với nàng chỉ chỉ rõ rõ. Các ngươi này đằng tiện dân lăn xa chút, lăn xa một chút. Khương Hinh Di đôi tay che lại ngực, một đôi đùi lõa lồ bên ngoài, căn bản che không được, sa mỏng bị nàng xoa thành một đoàn, che lại ngực. Đến nỗi nửa người dưới, đành phải hai chân quấn lên, tóc tán loạn tại bên người, cổ gian vệt đỏ rõ ràng có thể thấy được, nàng cả người đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc là cái nào vương bác đảng, lão nương lộng chết hắn. Các ngươi đều cút cho ta, nhìn cái gì mà nhìn. Khương hình Di hận không thể tìm một chỗ toản đi xuống, nề hà hiện tại Khương Phủ còn không có người mở cửa, nếu là làm người trong phủ nhìn đến nàng bộ dáng này, nàng đời này liền xong rồi, ném chết người. Ô ô ô rốt cuộc là ai làm? Chờ lão nương trở về nhất định lột hắn gia đúng vậy, không sai, Khương Hinh Di còn ăn mặc đêm qua xuyên quần áo trên người, Hồng Loan tránh ở chỗ tối xem kịch vui. Cùng ngã vào bên cạnh còn có một cái nam tử, đêm qua rạng sáng bọn họ liền tại đây cửa trình diễn một hồi tuần, đem đêm qua đóng cửa người cấp dọa cái chết khiếp, còn tưởng rằng là gặp được quỷ. Lễ bộ Thị Lan vừa mới hạ triều trở về chuẩn bị đem quan phục thay cho, thình lình nhìn đến như vậy một màn, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Ai u, ta ngoan nữ nhi đâu ngươi như thế nào nằm ở cửa nhà. Khương Thị Lan thấy rõ ràng khi cả người đều trợn tròn mắt, đề hà hắn ăn mặc quan bào lại không có phương tiện, vội vàng gõ cửa hồi phủ làm người ra tới đem tiểu thư mang theo đi vào. Khương Hinh duy nhất không vui một màn vẫn là thấy, không nghĩ tới thế nhưng làm nàng cha cấp bắt được, ô ô ô cha, nữ nhi đêm qua bị người cấp tính kế, ô ô ô, cha nhất định phải đem người kia cho ta đánh chết. Khương Thị Lan nhìn nhìn cái kia gia đình có chút quen mắt, này không phải hắn vị phu nhân kia cậu em vợ sao? Giống như xét đánh giữa trời quang, chính mình nữ nhi thế nhưng cùng cậu em vợ làm ở bên nhau, xong đời, lời này truyền ra đi, ngày mai đều xong đời, hắn phải bị người cười chết. Khương Thị Lan cả người đều không tốt, Khương Phu Nhân thiếu chút nữa muốn xé hắn, lão gia gia, cầu xin ngươi, mau cứu cứu chúng ta nữ nhi đi, cầu xin ngươi. Khẳng định không thể đem chuyện này truyền ra, bằng không nữ nhi xong đời. Chính là ngoài cửa vây xem bá tánh đều đã thấy được, ngươi kêu vi phu nên làm cái gì bây giờ tướng công ngươi không thể vì ngươi quan đồ liền không màng chúng ta nữ nhi nha. Thật là ném chết người. Khương phu nhân càng nghĩ càng giận, cả người đều mau khóc thành lệ nhân, vẫn là bên cạnh nha hoàng nhắc nhở trước đem vị kia gia đình xử trí, Khương phu nhân lúc này mới đứng dậy. Mà cái kia gia đình bất quá là giang phu nhân biểu anh em vợ thôi. Giờ phút này một lòng đều nhào vào nữ nhi trên người. Khương phu nhân nhìn cái này gia đình hận sắc không thành thép, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy nữ nhi, nhảy lên đi liền phiến hắn mấy cái đại bàn tay ta không có ta thật sự không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một giấc ngủ dậy thời điểm ta liền ở chỗ này đừng cho là ta không biết ngươi thường xuyên đối trong phủ nha hoàng động tay động chân không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem chủ ý đánh tới nữ nhi của ta trên đầu thường bình a à thường bình ngươi thật là làm ta cảm thấy thất vọng vốn dĩ ta đáng thương cha mẹ ngươi song vong làm ngươi tới trong phủ làm việc kết quả ngươi không thành thật cứ nhiên còn làm ra bậc này tàn hại đại tiểu thư thanh danh sự. Người tới, cho ta đem hắn kéo đi ra ngoài. Khương phu nhân không nói hai lời, trực tiếp mang theo một đám gia đình đem hắn ấn ở trên mặt đất sống sờ sờ đánh chết. Thường bình đến chết cũng không rõ chính mình làm chuyện gì, nhưng là có thể ngủ trong phủ tiểu thư, hắn phi thường đắc ý, sắp bị đánh chết phía trước còn ở cùng nha hoàng gã sai vặt môn khoe ra. Khương hình Di cả người đều bị khí bị bệnh, thật dài một đoạn thời gian không ra khỏi cửa, trở thành toàn bộ kinh thành chê cười. Mênh mang biết đến thời điểm chỉ cảm thấy hả giận, vốn đang tính toán chính mình báo thù, không nghĩ tới hiên viên triệt còn rất cấp lực sao. Nữ tử thanh danh bị hủy, chính là đại sự nhi cả đời này đều không dám ngẩng đầu, xứng đáng, ai kêu nàng dám câu dẫn nhà mình phu quân, nhà ta phu quân thật cấp lực. minh mang tâm tình còn tính không tồi, thảnh thơi thảnh thơi ăn quả nho, cảm giác bụng một trận khác thường, không quá thoải mái. Chính là lại không giống tới nguyệt sự cảm giác, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì. Giống như không quá thích hợp, mình mang thế chính mình kiểm tra đo lường một chút, không có vấn đề nha. Tiểu hắc cẩu. Hắc hắc sắp có tiểu chủ nhân. Chương 421 nhiều thai. Tháng 6 20, thu được chu gia gia chu nải nải thư mời, chu thị cha mẹ là cùng một ngày sinh nhật, không ít người nói chuyện say sưa. Giống như vậy cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh xác suất rất nhỏ, hai vợ chồng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh xác suất càng tiểu. Chu Thẩm Thẩm cha mẹ năm nay 62 tuổi tuổi hạt, từ 60 tuổi sau mỗi năm đều sẽ tổ chức sinh nhật yến, ngày này thái sư phủ thập phần náo nhiệt. Lão thái sư đã nhiều năm mặc kệ triều đình sự, an tâm đãi ở trong nhà dưỡng lão, bởi vậy cùng hắn giao hảo nhân rất ít, rốt cuộc không có giá trị lợi dụng, nhưng là uy vọng vẫn là ở. Tạ trong phủ trong ngoài ngoại bố trí một mảnh hồng, tương đương vui mừng, Tạ Liễu Nhi chu chí hai vợ chồng bận rộn trong ngoài, hai cái con dâu vội vàng mang hài tử, Minh Mang cùng Hiên Viên Triệt từ thu được thiệp mời ngày đó bắt đầu cũng đã chuẩn bị hảo lễ vật. Điểu Nhân hôm nay ăn mặc tùy ý một ít. Vừa ra đến trước cửa, Minh Mang luôn là nhịn không được nôn khang. Minh Mang, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ăn hư bụng? Hiên Viên Triệt, ta bụng có chút không quá thoải mái. Chúng ta đây không đi đi. Ta làm cho bọn họ đem lễ vật đưa qua đi. Ta mang ngươi đi y quán nhìn xem. Minh Mang lắc lắc đầu, vấn đề cũng không lớn chính là có chút choáng váng đầu tưởng phun, nhưng là hôm nay chúng ta vẫn là đến đi. Chúng ta đây vãn một chút đi, ta trước mang ngươi đi xem đại phu. Mênh mang gật gật đầu, lúc sau tùy ý hắn lôi kéo nàng đi y quán, mênh mang ngửi được bánh bao thịt mùi hương nhi, thơm quá nha, hảo muốn ăn, đến gần rồi lại phun ra. Nông ngăn không được nông khang, bán bánh bao đại nương ghét bỏ nhìn về phía nàng, tiểu cô nương, ngươi này không mua bánh bao nhưng đừng ở ta bánh bao quán trước mặt phun nha. Ngươi như vậy ở ta bánh bao trước mặt phun, không biết còn tưởng rằng ta bánh bao không thể ăn, nhưng đừng bại hoại ta sinh ý nha. Ách, thực xin lỗi a, à, đại nương. Minh mang xấu hổ mà tránh ra. Hiên viên triệt đỡ nàng ngồi xuống một bên, ngẩng đầu thấy đối diện có một nhà y quán, bất chấp tất cả ôm Minh mang liền đi vào. Ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới, như vậy nhiều người nhìn đâu, hảo mất mặt nha. Minh mang thấy xếp hàng người đều nhìn bọn hắn chầm chầm xem, hận không thể tìm cái khe đất toảng đi xuống mênh mang, nghe lời, ngoan, ta dẫn ngươi đi xem xem. Hiên viên triệt mày nhíu chặt, một mặt lo lắng xẹt qua. Làm gì nha? Xếp hàng. Có cái đại nương nói nhau nhau. Các ngươi xem bệnh như thế nào không xếp hàng đâu. Chính là các ngươi như thế nào không xếp hàng. Chúng ta ở chỗ này bài đã lâu, các ngươi sao lại có thể cắm đội đâu. Nói chuyện hơn phân nữa là một ít bình dân bá tánh. Hiên viên triệt cởi xuống túi tiền một người tắt mấy khối bạc vụn, tức khắc mọi người sôi nổi tâm miệng cảm ơn vị công tử này cảm ơn công tử ngươi chậm rãi xem bệnh chúng ta không vội là nha là nha lần sau còn có chuyện tốt như vậy lại kêu ta tới a nha này có thể so ta đi trấn trên làm một tháng công có lời nhiều ha ha thiên viên triệt đầy đầu hắc tuyến mênh mang có năng lực của đồng tiền chính là hảo đại phu bắt mạch một lát ngẩng đầu nhìn kỹ xem mênh mang cô nương trong khoảng thời gian này có phải hay không ngủ không tốt. Nghe thấy thịt mùi vị liền tưởng phun, choáng váng đầu. Người này mạch tượng là hỉ mạch, hơn nữa là song sinh thai, nhưng là lại có chút kỳ quái, này đảo như là nhiều thai. a, à, cho nên ta rốt cuộc hoài mấy cái. Mênh mang mở to hai mắt nhìn, miệng trương lão đại, phản phất có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, tràn đầy không thể tin tưởng. Hiên viên triệt kích động nói, đại phu có thể xác thực nói một chút sao? Rốt cuộc hoài mấy cái? cái này khó mà nói nha. Hiện tại tháng quá tiểu, chỉ có chờ sinh hạ tới thời điểm mới biết được, trước mắt cái dạng này cũng liền hoài hơn hai tháng đi. Mênh mang, a ha. Trong đầu hiện lên một tia cái gì, chính là nàng lại trảo không được, mênh mang nỗ lực hồi tưởng đầu lại có chút vựng. Cô nương, ta cho ngươi khai một cái an thai phương thuốc, ngươi cầm đi bắt dược, 3 tháng trước kia không quá ổn định, nhớ lấy không cần làm kịch liệt vận động, không thể cùng phòng. Hiên viên triệt đầy đầu hắc tuyến, chẳng phải là muốn nghẹn chết hắn mênh mang vẻ mặt kích động hảo cảm ơn đại phu cảm ơn đại phu cái này thật đúng là thật tốt quá rốt cuộc không cần xúc ở góc giường rung bần bật lão đại phu sờ sờ hoa râm chòm râu nói lão hữu cũng là lần đầu thấy nhiều thai trước kia chỉ thấy quá sông bào thai cô nương thật sự là có đại phúc vận người ngoài cửa vừa rồi xếp hàng lãnh bạc đám kia người giờ phút này từng cái hận không thể để sát vào một ít dính dính phúc khí thật là chúc mừng vị cô nương này chúc mừng chúc mừng nha. Chúng ta này đó tưởng sinh đều sinh không ra, không nghĩ tới cô nương một lần là có thể hoài nhiều thai, tỷ tỷ ta thật là hâm mộ nha. Là nha, chúc mừng vị cô nương này cùng công tử, chúc mừng chúc mừng. Đối mặt mồm năm miệng mười chúc mừng thanh, mênh mang hôm nay tâm tình thập phần hảo, đơn giản rải một đống bạc, chọc đến mọi người tranh đoạt. Cách đó không xa tiểu lan hồ ly ai oán nhìn nàng, có tiền cấp bá tánh rải, cũng không biết lấy điểm cho chúng ta mua ăn. Mênh mang hôm nay cái cao hứng quay đầu lại liền cho các ngươi mua. Hôm nay, chu gia náo nhiệt phi phàm, Vĩnh Ninh Hầu đổ chuyên nghiệp một nhà cũng tới, tạ Uyển Nhi cùng Đỗ Vĩnh An mang theo mới sinh ra khuê nữ vui mừng trở về nhà. Chu Hành Chu Vận hai chị em mang theo từng người hôn phu về nhà, hai người trong mắt phản phất mạo ngôi sao, rút vào nhà mình phu quân trong lòng ngực. Chu Thị mãn nhãn ý cười che giấu không được, nhìn dáng vẻ nữ nhi con rể nhóm cảm tình thập phần muốn hảo, tuy rằng Chu Thị biết hai cái nữ nhi vẫn là luyến ái não, nhưng là cũng không nói thêm gì. Chu thị cha mẹ cũng bởi vì là lão thái sư cha vợ được đến tối cao lễ ngộ, lui tới quan viên ngay từ đầu không nhiều lắm, sau lại bởi vì mênh mang cùng hiên viên triệt tới, bắt đầu náo nhiệt lên. Mênh mang muội muội đã lâu không thấy. Chu hành cười tủng tiễn chạy tới lôi kéo tay nàng, mênh mang ngước mắt, đối thượng nàng phu quân ánh mắt. Là nha, đã lâu không thấy, hành tỷ tỷ gần nhất lại biến xinh đẹp, bên cạnh vị này chính là phu quân của ngươi đi. Là nha ta phu quân ngày thường đối ta nhưng hảo, bên mang tỷ tỷ, thái tử điện hạ đối với ngươi được không? Đương nhiên được rồi, thực hảo. Mênh mang cười nói. Mau tới bên này, cùng chúng ta cùng nhau ngồi. Chu hành chu vận nhiệt tình lôi kéo nàng ngồi xuống, hai người một tả một hữu vây quanh ở mênh mang bên người. Hiên viên triệt bị tể tới rồi một bên. Lưu tử tiêu một đôi mắt ở mênh mang trên mặt dời không ra, chu hành căn bản không chú ý tới, chỉ lo lôi kéo mênh mang nói chuyện phím. Mênh mang tỷ tỷ, ngươi ở đông cung nhất định thực nhàm chán đi. Tới tới tới, chúng ta giảng bát quái. Ta cho các ngươi giảng điểm dễ nghe, gần nhất kinh thành lưu hành bát quái nhưng có ý tứ. Mênh mang đối này đó đương nhiên cảm thấy hứng thú, nghe nói nha. Lại bộ thị lan gia cô nương bị đính hôn cho một hộ nhà, vốn dĩ rất tốt thanh xuân, kết quả cố tình quá mức hoang đường, thế nhưng gả cho một cái người quá vợ. Ta và các ngươi nói nha, cái kia Khương Tiểu Thư nghe nói cùng gia đình trong phủ làm tới rồi một khối, Khương gia cảm thấy mất mặt, vô cùng lo lắng liền đem người cấp đuổi rồi. Gã đi nơi nào? Mênh mang nhưng thật ra cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhanh như vậy đã bị gã đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ bọn họ là tưởng phủ sạch quan hệ. Nghe nói cái kia người quá vợ tính tình không tốt lắm, phía trước hai cái thê tử đều đã chết, trong phủ còn có hai cái nữ nhi, nói vậy cái kia Khương Tiểu Thư gã đi vào nhật tử không hảo quá. Hiên viên triệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đắc tội hắn sao có thể sẽ có kết cục tốt. Chương 422 thiếu xen vào việc người khác. Chu vận miệng nhỏ cũng không ngừng ríu rít nói, giờ phút này các nàng phản phất về tới rất nhiều năm trước kia, mênh mang đã hồi. Lâu chưa từng cảm thấy như vậy náo nhiệt qua. Thật tốt quá, chúng ta về sau thường xuyên ra tới tụ tụ đi. Ta mỗi ngày quá nhàm chán, thật sự không được các ngươi liền tiến cung tới bồi ta đi. Chu vận vừa định đáp ứng tới, nhìn đến bên cạnh phu quân lâm tông diệu mày nhăn lại, đành phải cự tuyệt nói, mênh mang, nhà ta cha mẹ chồng thân mình không được tốt, ngày thường trong phủ trướng một nhiều, ta ra tới thời gian khả năng rất ít, ngươi cũng không nên để ý a à. Không có quan hệ, ta có thể lý giải, có rảnh chúng ta ở bên nhau chơi thì tốt rồi. Hảo, chu hành nhưng thật ra không cảm thấy không có gì, không có quan hệ, mênh mang tỷ tỷ muội muội vội, nhưng là này không phải có ta sao. Ta liền biết ngươi một người ở trong cung nhàm chán, ta có rảnh thời điểm ta liền tiến vào tìm ngươi chơi nha. Hảo. A nha, các ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ, chúng ta đã nhiều năm như vậy không như thế nào tụ qua, hôm nay khó được tề tụ một đường. Đúng vậy. Mấy năm nay chúng ta đều rất ít thấy, vì kiếm tiền thật sự quá vất vả, mấy năm nay tiền cũng tồn đủ rồi, về sau nha chậm rãi sinh hoạt đi. Về sau không bao giờ dùng giống như trước như vậy vất vả. Chu Hành Chu vận cảm thán nói. Mênh mang nhớ tới nhiều năm trước các nàng cùng nhau trích nấm thời điểm, lúc ấy không có phiền não, thật tốt nha. Đáng tiếc sau lại vì nhà bọn họ sinh ý, Chu thị bị bắt mang theo hai cái nữ nhi nơi nơi khai chi nhánh. Minh mang tỉ tỉ, ngươi nếm thử đây là mới nhất ra lò hoa mai tô, còn có bên cạnh cái này hoa hồng đường, đều là thành tây phiêu hương lâu làm được, điểm tâm thập phần tinh xảo xinh đẹp, lại còn có ăn rất ngon, ngọt nị mềm khẩu nga. Minh mang ở y quán uống lên thật lớn một chén khổ chén thuốc, giờ phút này hận không thể ăn nhiều chút điểm tâm ngọt cất vào trong bụng, đáng tiếc quá ngọt nị, ăn vào đi cũng tưởng phun, mênh mang chung quy cũng không ăn xong đi. Nung, mênh mang nghe bên cạnh mùi thịt, trong tay điểm tâm cũng không thơm, tức khắc buông. Bụng cũng đích xác đói bụng, lại gấp chút thịt bỏ vào trong miệng, chính là mới vừa bỏ vào trong miệng lại tưởng phun. Mênh mang tỉ tỉ, ngươi nên không phải là mang thai đi. Chu hành vội vàng giúp nàng chụp bối. Là nha, ta nghe người ta nói nữ nhân hoài hài tử thời điểm chính là sẽ phun, ăn cái gì đều ăn không vô đi. Chu vận cầm khăn đệ khẩu trà cho nàng súc miệng. Khiên viên triệt xem ở trong mắt, hận không thể lập tức vọt vào đi, chính là bên cạnh có hai nữ nhân, hắn cũng không thò lại gần. Mênh mang rốt cuộc thoải mái chút, nàng xấu hổ mà vuốt bụng, vốn dĩ nàng là không nghĩ nói, tưởng chờ hài tử lớn hơn một chút, ai biết hành tỷ tỷ như vậy trắng ra. Lời này vừa nói ra, cả kinh mọi người ánh mắt nhìn chầm chầm lại đây, trong đó liền có công bộ thượng thư phu nhân thái tử điện hạ thật vất vả cưới cái thái tử phi không nghĩ tới nhanh như vậy mang thai này thật đúng là thiên đại hỷ sự nha là nha thái tử điện hạ nhiều năm như vậy không cưới vợ hiện giờ cưới thái tử phi cũng nên có cái hài tử an vương điện hạ hài tử hẳn là đều sẽ mua nước tương đi thái tử điện hạ nhưng đến thêm đem du nha có không ít phu nhân bắt đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi tuy nói là cái thứ nữ còn có chút thân phận không thế nào cao đích thứ nữ, ánh mắt không ngừng mơ hồ. Các ngươi nói thái tử phi nương nương mang thai, thái tử điện hạ có thể hay không suy xét lại tìm một cái trắc phi. Ta nhưng thật ra cảm thấy có khả năng, rốt cuộc nam nhân sao thân thể dục vọng đại, thái tử điện hạ huyết khí phương cương, tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể nhịn được. Nói không chừng lúc trước chỉ là hống thái tử phi nương nương cao hứng, chờ đến cưới tới tay lúc sau nha, mang thai thời điểm không chừng lại tìm người khác đâu ngươi ở nói hưu nói vượng cái gì đâu. Lúc trước thái tử điện hạ nói, chính là chỉ cưới thái tử phi nương nương một cái. Không nghĩ tới thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương thật đúng là phu thê tình thâm nha. Ai nha, ta hảo hâm mộ nha. Có cái mới vừa thành hôn nữ nhân một đôi mắt mạo sáng lấp lánh, đầy mặt đều là sùng bái. Mênh mang cúi đầu xoay người sang chỗ khác, hồ nghi nhìn về phía hiên viên triệt. Hiên viên triệt trong tay chén trà một đốn, thân thể một trận cứng đờ, hắn nóng nảy, mênh mang, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn cưới Trắc Phi. Ngươi tin tưởng ta a, à, đều là bọn họ ở nói hưu nói vượng. Các ngươi xem Thái tử Điện Hạ cư nhiên sợ Thái tử Phi nương nương, Thái tử Phi nương nương thật lớn uy phong nha. Thái tử Điện Hạ hảo đáng thương. Làm một người nam nhân sao lại có thể chỉ cưới một nữ nhân đâu. Thái tử Điện Hạ chẳng lẽ là hồ đồ. Cũng có một ít quan văn lòng mang cổ hữu tư tưởng nghi ngờ nói. Chính là, phải vì hoàng gia khai chi tán diệp, sao lại có thể chỉ cưới một cái thái tử phi đâu? Chiếu cái này tốc độ, sợ là lại quá 10 năm đều không nhất định có thể sinh mấy cái hài tử. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Hiên viên Giang Sơn tương lai cũng không thể nối nghiệp không người nha. Thái tử điện hạ xem ra đến hảo hảo bổ bổ thân mình. Cái nào quan viên trong nhà không có cái tam thê tứ thiếp? Thái tử phi sao lại có thể như vậy quản thái tử điện hạ đâu? Quả thực là quá kỳ cục quan văn mồm năm miệng mười nói. Chính là, nam nhân lạc thú đều không có, cưới một nữ nhân chẳng phải là quá nhàm chán, nói nữa, vì hoàng gia khai chi tán dịp lý nên nhiều cưới mấy cái. Bằng không tương lai bệ hạ giang sơn giao cho ai đi xử lý. Lại có người ở nơi đó hạt nhọc lòng. Minh mang càng nghe càng mặt đen, hiên viên triệt, ngươi nên sẽ không thật sự giống bọn họ nói như vậy đối ta đi. Minh mang, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta mới không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa, bổn thái tử nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ sẽ gạt người. Ta hướng ngươi hứa hẹn, ta liền nhất định sẽ làm được, người khác nói như thế nào không quan trọng, ta đối với ngươi thế nào, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Mênh mang gật gật đầu, đúng vậy, ngươi đối ta cũng không tệ lắm, mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao bổn cung không cho vị. Nghe thấy mênh mang thẳng hô thái tử tên húy, những cái đó quan văn các ngôn quan lại bắt đầu mồm năm miệng mười, một cái kính quở trách mênh mang. Thái tử phi sao lại thế này? Như thế nào quá kỳ cục? Cũng dám thẳng hô thái tử điện hạ tên húy. Chính là, một chút đều không tôn kính thái tử điện hạ. Sao lại có thể thẳng hô thái tử điện hạ tên húy đâu? Cũng không biết thái tử điện hạ như thế nào chịu đựng được một nữ nhân cưỡi ở hắn trên đầu. Nói không chừng đây là nhân gia phu thê chi gian lạc thú đâu, không cần phải xen vào, có đôi khi ta còn không phải như vậy kêu ta tức phụ như tên. Cũng có người là đứng ở mênh mang bên này là nha kêu tên không phải thực bình thường sao có đôi khi kêu hài tử không phải cũng là như vậy kêu sao chính là thái tử điện hạ rõ ràng sau công chúa điện hạ địa vị cao liền tính trở thành thái tử phi cũng nên tôn trọng nhau như khách không nên thẳng hô tên húy mọi người mồm năm miệng mười thanh âm rơi vào hiên viên triệt lỗ tai minh mang hắc mặt liếc hướng hiên viên triệt ngươi có phải hay không cũng giống bọn họ nói như vậy cho rằng ta không tôn kính ngươi minh mang ta không có ta cho phép ngươi kêu tên của ta Hiên viên triệt một khuôn mặt âm trầm, cả người quanh thân một cổ tức giận quay chung quanh, hắn xoay người mắt lạnh xem giống vừa rồi nghị luận mấy cái quan viên, các ngươi thật là nói hô nói vượng, hoàng gia sự tình quan các ngươi chuyện gì. Thật là xen vào việc người khác. Tiếu đại nhân, ngươi tìm vài cái thanh lâu nữ tử, không cũng không sinh ra nhi tử tới sao. Nga không, hình như là sinh ra tới, chẳng qua đứa con này giống như không phải ngươi, ha ha. Có lẽ ngươi còn không biết. Lý đại nhân, Nhà ngươi phu nhân hài tử nghe nói không phải ngươi thân sinh, ngươi biết không? Vương đại nhân, nghe nói ngươi cưới như vậy nhiều tiểu thiếp còn không phải sinh không ra nhi tử. Duy nhất nhi tử vẫn là nhận nuôi cái kia. Tụng đại nhân, nghe nói nhà ngươi phu nhân cho ngươi đeo nón xanh, ngươi dưỡng nhi tử đều là phu nhân cùng quản gia sinh, khả năng ngươi còn không biết, bổn thái tử nhưng thật ra giúp ngươi điều tra rất rõ ràng. Triệu phu nhân, công bộ thượng thư cưới như vậy nhiều tiểu thiếp còn không phải chỉ sinh một cái an vương phi, sinh không ra nhi tử tới cho nên nói cưới như vậy nhiều nữ nhân có ích lợi gì đâu. Đến nỗi mặt khác các đại nhân ta liền không nói, bổn thái tử cho các ngươi lưu mặt mũi, các ngươi cũng không nên đặng cái mũi lên mặt. Bất quá là vì thỏa mãn các ngươi bản thân tư dục thôi, bổn thái tử còn kinh thường cùng các ngươi những người này thông đồng làm bậy. Khi mấy cái đại nhân hận không thể tìm một chỗ toản đi xuống, loại này dèm pha thái tử cũng không biết là làm sao mà biết được, trong lòng một trận chột dạ cùng sợ hãi. Đương nhiên, còn có vài vị đại nhân cùng phu nhân đương trường liền thắt khẩu đi lên, khi trường hợp thiếu chút nữa chọc đến mọi người đều đi xem diễn, còn có một vị đại nhân thế nhưng đương trường cùng phu nhân đánh nhau rồi. Hiên viên triệt một phen lời nói dỗi trong lòng mọi người một trận sợ hãi, nửa điểm hổ thẹn đều không có, nhà ai còn không có một chút dèm pha đâu. Thái tử Điện Hà, khi nào đem nhà bọn họ sự tình điều tra như vậy rõ ràng. Một phen ngôn ngữ uy hiếp sau, một chúng quan viên tiểu thư các phu nhân sôi nổi trốn hắn rất xa, sợ vạ lây cá trong chậu minh mang hoạt động tiểu toái bộ thò qua tới hắt hắt thế nào tiểu lan không tồi đi an bài nó đi nghe góc tường lại thích hợp bất quá tiểu lan ngồi sổng trên mặt đất nghiêng đầu một đôi mắt đều có thể nhìn ra tới nó hôm nay có bao nhiêu cao hứng khóe miệng cười tủng tỉm thoạt nhìn khờ khảo ngây ngốc minh mang tâm tình không tồi bưng một mâm điểm tâm phóng tới trước mặt lặng lẽ theo tay thu vào không gian trực tiếp phân cho tiểu lan minh mang đột nhiên phát hiện một kiện có ý tứ sự về sau kêu Tiểu Lan đi nghe lén gốc tường chuẩn không sai, Tiểu Lan hiện giờ có thể biến hóa hư thân, hơn nữa còn sẽ không bị phát hiện. Mênh mang, ngươi thật đúng là ta hảo phu nhân, ta có ngươi xử lý một chút sự tình tới làm ít công to, tin tưởng về sau này đó các đại thần từng cái cũng không dám ở sau lưng bố trí người. Chương 423 Họa Bánh Nướng Lớn Đáng giận, họ vương, lão nương hảo ý vì ngươi sinh nhi dục nữ, thế nhưng hoài nghi lão nương. Vương phu nhân một cái tác đánh đi lên, tức giận xông thẳng đỉnh đầu. Phu nhân, ngươi lời nói thật nói cho ta, kia hài tử rốt cuộc có phải hay không ta? Ta đều theo như ngươi nói, đó là ngươi thân sinh nhi tử. Chính là, vì cái gì ngươi sinh sản nửa tháng không ở cử là có thể tung tăng nhảy nhót. Còn hầu hạ ta, này còn không đơn giản sao? Vừa mới thái tử điện hạ đều nói, kia hài tử không phải thân sinh, là nhận nuôi. Thử hỏi, cái nào nữ nhân sinh hài tử không ngồi một tháng ở cử? Vương phu nhân này thân mình thật là hảo, nửa tháng là có thể cùng phòng. Bên cạnh mồm năm miệng mười ồn ào thanh, làm đến hai vị phu nhân đánh vào cùng nhau, hiên viên triệt cùng mênh mang dọn cái ghế ngồi, trung gian bày hai bàn hạt dưa thảnh thơi thảnh thơi kiều chân bắt chéo xem diễn. Mọi người nhìn lão cách bọn họ rất xa, sợ dây tiếp theo thái tử liền phải nói nhà bọn họ có cái gì oanh oanh yến yến kỳ kỳ quái quái chuyện này. Mênh mang, ít nhiều ngươi cùng tiểu lang, bằng không này đó quan viên ta còn đắn đo không được. Hắc hắc, Phu quân A. Chỉ cần ngươi bảo đảm không đối ta thay lòng đổi dạ liền hảo, bằng không ta liền ca ngươi. Mênh mang hiếp mắt nửa mang uy hiếp so cái kéo thủ thế nói. Mênh mang, ta sẽ không thay lòng, ngươi yên tâm hảo. Phía sau lưng lạnh vèo vèo, hắn nghe thấy mênh mang nói như vậy chỉ cảm thấy dưới thân chật lạnh. Đáp ứng ta, vì chúng ta phu thê sinh hoạt tưởng, vẫn là không cần như vậy tàn bạo, đều phải đương nương người, ôm nhu tốt hơn. Ngươi có ý tứ gì? ngươi cảm thấy ta không ôn nhu. Mênh mang nháy mắt tạc mau thò qua tới ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, có phải hay không muốn tìm cái ôn nhu. Hiên viên triệt trung trung thân mình về phía sau khuynh đảo, mênh mang, ta không nghĩ, ta ý tứ là vô luận bất luận cái gì thời điểm ta đều sẽ không phản bội ngươi, ta chỉ biết thích ngươi một cái, đời này ta chỉ thích ngươi, chỉ ái ngươi một cái, cho nên vì chúng ta phu thê tính phúc sinh hoạt tưởng, ngươi cũng không thể ca ta. Mênh mang. Được rồi, ta đã biết lượng ngươi cũng không dám mênh mang tự tin mười phần năm cái các ca ca tất cả đều chức quan bàn thân ai dám đắc tội nàng nha mặt khác một bên đại nhân các phu nhân đang ở ồn ào đến túi bụi người bên cạnh khuyên can càng khuyên càng loạn càng khuyên xảo càng thêm hung mọi người một bộ xem kịch vui biểu tình toàn bộ hậu hoa viên loạn đến hỏng bét nghe thấy nha hoàng hội báo thọ tin nhóm lúc này mới chuẩn bị ra tới lão thái sư hiện giờ thân thể khá hơn nhiều vốn dĩ 72 tuổi hắn đều mau dầu hết đèn tắt, chống được tằng tôn sinh ra, hắn cho rằng hắn đại nạn buông xuống, không nghĩ tới thân thể lại càng ngày càng tốt. Hắn phát hiện mỗi lần chỉ cần ôm kia đối xong bào thai ngoại tằng tôn, thân thể liền sẽ cảm thấy một trận nhẹ nhàng, hai cái tôn nhi phản phất có thể trị bệnh giống nhau. Đến nỗi một cái khác tôn nhi, đặc biệt sẽ hống hắn vui vẻ, thân thể từ từ khôi phục lên, phản phất sống thêm cái mười mấy hai mươi năm đều không phải vấn đề. Bên ngoài cải cọ ồn ào, lão thái sư bị hai vị thông gia thọ tinh cho nhau nâng đi ra, thông gia, ngươi chậm một chút, ngươi này thân thể có thể so không được chúng ta. Hảo! Trong bất tri bất giác đã chạy tới hoa viên, nghe cải cọ ồn ào, bọn quan viên ồn ào nhốn nháo cùng nhà mình phu nhân động tay động chân, khí hắn thiếu chút nữa chỉ vào bọn họ cái mũi mắng to. Lão thái sư có chút sinh khí, các ngươi có giá về nhà xảo, không cần ở ta nơi này dương oai, từng cái cả ngày giống bộ dáng. Gì? nhìn một cái các ngươi những người này, còn không bằng nhân gia tuổi trẻ trầm ổn, thật là ném bọn quan viên mặt. Tạ Thái Sư nói ai dám không nghe nha. Ai không nghe chính là ở không tôn kính bệ hạ sư phó, Tạ Thái Sư chính là bệ hạ lão sư nha. Hiên viên triệt hiếp mắt xem kịch vui biểu tình nhìn chầm chầm lại đây, vài vị đại nhân lúc này mới ý thức được vừa mới bọn họ thế nhưng ở nhân gia hỷ yến thượng cãi nhau, nhìn nhìn lại trên người hôi dơ quần áo, vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Thực xin lỗi, Thái Sư, chúng ta không phải cố ý. Xám xịt lưu lại hạ lễ lôi kéo nhà mình phu nhân về nhà. Đến nỗi mặt khác hai vị đại nhân, cũng không mặt mũi tiếp tục đãi ở chỗ này, kéo nhà mình phu nhân liền trở về túng. Mọi người nghị luận sôi nổi, hôm nay nhìn một hồi trò hay, kế tiếp biểu diễn chính thức bắt đầu, cố ý thỉnh gánh hát lại đây hát tuồng, mọi người nghe thể xác và tinh thần sung sướng, sôi nổi tán thưởng này lễ đưa giá trị. Có mấy cái quan viên phu nhân đi thời điểm hung tợn nhìn về phía hiên viên triệt, phản phất hắn chắn các nàng nói giống nhau. Vừa mới trò khôi hài đã kết thúc, đại gia không cần phải xen vào nhiều như vậy, đó là nhà của người khác sự, hiện tại ta tuyên bố yến hội bắt đầu. Lão thái sư vẫy vẫy tay tiếp theo liền có nha hoàng gã sai vặt bắt đầu thượng chủ đồ ăn. Ta thiên nộp, đó là bào ngư tôn hùng sao? Từ nơi nào vận lại đây? Wow, lớn như vậy bút tích sao? Thoạt nhìn hảo quý, hảo hảo ăn bộ dáng. Nghe nói này đó hải sản chính là muốn từ ngàn dặm ở ngoài vận lại đây, kinh thành bên này đều không có đâu. Hôm nay nhận được mọi người xem đến khởi, cố ý mời đại gia tới Thái Sư Phủ vì ta thông gia chúc thọ, tại đây ta kính đại gia một ly. Ngay sau đó chu gia hai lão cũng kính mọi người một ly, kế tiếp yến hội chính thức bắt đầu, suốt 16 nói đồ ăn, trên bàn bãi tràn đầy, tiểu hài tử ăn miệng bóng nhảy. Đến nỗi hôm nay đầu bếp, tất cả đều là từ tô gia tiệm cơm chi nhánh mời đi theo đầu bếp nhóm, trù nghệ kia kêu một cái khen không dứt miệng. Thân là chính cống người phương Bắc, rất ít có người ăn qua chính tông hải sản, mà tô lão nhân nghiên cứu ra hơn một ngàn cái khẩu vị, đủ loại kiểu dáng gia vị hiện tại danh thấp thiên hạ. Chẳng qua không đối ngoại bán ra gia vị, chỉ bán làm tốt hải sản thành phẩm cùng với tiệm cơm thành phẩm, cơ hồ lung lạc cả nước một nửa sinh ý. Hiện giờ tô gia đã có một trăm nhiều gia tiệm cơm chi nhánh, còn có lớn lớn bé bé mặt khác tiểu điếm thêm lên, mỗi ngày ngày buôn bán ngạch đạt thượng ngàn vạn hai nhiều nhất chính là phấn mặt cùng thuốc mở cửa hàng, lớn lớn bé bé thêm lên 500 nhiều da, còn có một ít trái cây đồ hộp, mặt khác sinh ý đều có rộng khắp đề cập, tô gia sinh ý trải rộng cả nước một phần ba. Trong đó có một nửa trở lên sinh ý chỉ làm bán sĩ, dư lại cùng đổ gia, còn có tiền gia, chu gia, lý gia, dương gia hợp tác, ngồi mỗi ngày đều có người đưa tiền tới. Mênh mang thấy hải sản đột nhiên có ăn uống, chỉ vào một con đại đại tôm hùng, hiên viên triệt, ta muốn ăn cái kia đại tôm hùng, ngươi cho ta bao bao hảo, cho ta mang một chút cái kia chua cây tương, ta muốn ăn. Thiên viên triệt nhìn chầm chầm nàng bụng hồ nghi nói, mênh mang, ta nghe chu thẩm thẩm nói toan nghi cây nữ, ngươi nên không phải là hoài long phượng thai đi. Kia thật đúng là thật tốt quá, có con trai con gái, ta đời này đã có thể hoàn mỹ, kia ta liền sinh một thai, về sau không sinh. Đúng rồi, phụ hoàng không phải muốn mang hài tử sao. Đến lúc đó chính là làm hắn mang, nhiều như vậy chúng ta cũng mang không xong. Mênh mang kia kêu một cái vui vẻ nha. Ước gì chạy nhanh hài tử sinh ra, như vậy hắn liền có thể sớm chút du sơn ngoạn thủy. Hiên viên đế đã sớm đã dặn dò quá tương lai đem giang sơn giao cho bọn họ, mênh mang mới không nghĩ vây ở thâm cung cả đời, tương lai nàng chính là muốn đi du sơn ngoạn thủy, bằng không như vậy nhiều bạc lưu trữ không địa phương hoa. Hiên viên triệt vừa thấy nàng này phó vui sướng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, mênh mang, ta biết ngươi không thích đãi ở thâm cung đại viện, chờ về sau hiên viên ổn định xuống dưới, bọn nhỏ trưởng thành, ta mang ngươi nơi nơi du ngoạn. Đến lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào ta liền bồi ngươi đi đâu nhi, chúng ta chơi biến cả nước các nơi, được không? Hảo! Mênh mang đáp ứng sản khoái, chính là này nhất đẳng chính là mười mấy năm, hài tử lớn lên tuy rằng nói mau, chính là mang hài tử quá trình thực dài lâu. Hiên viên triệt ôm nhu cười cười, kiên nhẫn thế nàng lột tôm, không tồi, tuy rằng cái này bánh họa có chút đại, nhưng về sau nhất định sẽ thực hiện. Chương 424 người theo đuổi tới. Yến hội ăn đến một nửa, tạ gia nên đón một vị khách không mời mà đến, đánh bà con xa thân thích danh nghĩa đã bị bên ngoài nha hoàng gã sai vặt bỏ vào tới. Lý nghĩa muốn hơn nửa tháng cơm, thiếu chút nữa liền phải chết đói, may mắn có một ngày hắn cứu một vị thiếu niên, tính hắn vận khí tốt, thiếu niên cho hắn năm lượng bạc. Hắn rốt cuộc tích cốc đủ rồi chút bạc, miễn cưỡng thay đổi bộ quần áo, hoặc nhìn không giống cái khất cái, lại mua chút hạ lễ dẫn theo lại đây. Lý Nghĩa đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tức phụ nhi thế nhưng có thể trụ tiếng thái sư phủ, lúc trước hắn mẹ vợ thế nhưng có thể cùng thái sư phủ kết thân. Nếu là hắn sớm biết rằng hắn vị kia đại tẩu là thái sư nữ nhi, lúc trước nói cái gì cũng không cưới Chu thị, chỉ tiếc lúc ấy mắt mù, nghe xong cha mẹ nói. Nếu lúc trước cưới Tạ Liễu nhi chính là hắn, kia đời này hắn liền thăng chức rất nhanh, nói không chừng con hắn liền thành thế tử, Lý Nghĩa trong lòng âm thầm cảm thán nói: lúc trước hắn liền cảm thấy vị kia đại tẩu là cái có thể sinh, hoặc nhìn mông đại, không nghĩ tới một thai liền sinh hai cái nhi tử, bằng chính hắn gian cũng không phải sinh không ra nhi tử. Chính là đáng tiếc Lý Tuân cái kia tiểu tạp chủng, thế nhưng cũng mặc kệ hắn, chỉ lo chính mình gia gia nải nải, đối với mẹ ruột thân cha chẳng quan tâm, tốt xấu hắn cũng là cha hắn. Thà rằng cấp lúc trước nhận nuôi hắn cái kia đi ngốc lão nhân dưỡng lão tống chung, cũng không cho hắn cái này thân cha nửa mau tiền bạc cái kia tiểu tử thúi thế nhưng đem phòng ở bán để lại một bộ phận bạc cho hắn gia gia nải nải, cuối cùng chính mình chạy, Lý Nghĩa càng nghĩ càng giận, sớm hay muộn có một ngày muốn cho hắn hối hận. Nghĩ nghĩ nha hoàng đã dẫn đường hắn đi tới hậu hoa viên giới thiệu nói, hôm nay là chu lão gia cùng chu lão phu nhân sinh nhật, khách quý, bên trong thỉnh. chu thị thấy Lý Nghĩa trong nháy mắt đồng tử mảnh súc, cả người toàn thân cảm giác đều không tốt. Lý Nghĩa toàn thân lộ ra một cổ âm nhu, có lẽ là đóng mười mấy năm, toàn thân trên dưới không như thế nào phơi quá thái dương, hoặc nhìn có một loại âm trầm trầm cốt tương mỹ cảm, thật sự là nam sinh nữ tướng. Chu Hành Chu Vận đối với vị này cha ấn tượng thật sự nông cạn, bất quá ánh mắt đầu tiên cũng bị hấp dẫn, tuy rằng trên người hắn xuyên y phục không tính là thực hảo, nhưng tốt xấu cũng là tế vải. Bông Hai tỷ muội nhưng thật ra không có đem hắn cùng lúc trước ở cửa gặp được vị kia khất cái liên tưởng ở bên nhau, đối với vị này sau lại nhưng thật ra có chút tò mò. Tạ lão gia, chu lão gia chu phu nhân vị công tử này nói là hắn là chu gia bà con xa thân thích lần này là tới tìm người cố ý tới cấp hai vị chúc thọ đã lâu không thấy nhạc phụ nhạc mẫu chúc các ngươi sinh nhật vui sướng lý nghĩa đem chính mình thu thập sạch sẽ thoạt nhìn nhưng thật ra giống 20 tuổi xuất đầu thiếu niên giống nhau wow cái kia công tử lớn lên còn rất xoái sao các ngươi nhìn một cái kia công tử lớn lên trắng nõn sạch sẽ nên không phải là chu gia vị nào chất nhi đi mênh mang nhưng thật ra nhận ra tới, thiên viên triệt lại có chút nghi hoặc, chu gia khi nào nhiều ra tới cái bà con xa thân thích, nhiều năm như vậy cũng không nghe thấy quá. Cái kia nha, là chu hành chu vận tỷ tỷ hai thân cha, chẳng qua mười mấy năm trước bị đóng. Nga, nguyên lai like là như thế này. thiên viên triệt kiên nhẫn thế nàng lột hạt dưa xem diễn, chưa bao giờ kiều chân bắt chéo hắn, hiện giờ cũng học mênh mang kiều chân bắt chéo. Bỗng nhiên một trận gió nhẹ thổi qua tới, Mênh mang nghe trên cây hương khí khắp nơi tìm kiếm ly nàng 5 mét chỗ có một cây cây hoa quế vừa mới khai mùi hoa phiêu mãn viện tử hiên viên triệt khi cây thượng hoa quế lớn lên hảo hảo xem ta nghe thơm quá nha phiền toái ngươi giúp ta trích hai chi lại đây ta thích cái kia mùi hoa hiên viên triệt gật gật đầu quả thực theo nàng ngón tay phương hướng đi thế nàng trích hoa quế trước sau vài phút thời gian hiên viên triệt thiếu chút nữa đem kia chỉ nho nhỏ cây hoa quế trích trọc minh mang ngươi thích hoa quế ta trích tới ta đều tặng cho ngươi, chờ lát nữa ta đi tìm thái sư đem này cây cây hoa quế mua. Hảo! Cảm ơn ngươi, triệt ca ca. Có vài vị thiên kim tiểu thư phản phất từ nàng nơi này học được cái gì? Có cô nương trơ mắt nhìn thái tử điện hạ hầu hạ thái tử phi, quả thực tựa như cái nha hoàng dường như, thái tử phi này đãi ngộ quả thực thật tốt quá, các nàng đều muốn học ngữ phu thuật. Ai nha, thái tử phi thật là lợi hại nha, ta hảo sùng bái nàng nha thế nhưng có thể đem thái tử điện hạ thu thập dễ bảo. Ta hảo bội phục thái tử phi nha, nếu là ta phu quân cũng có thể đối với ta như vậy thì tốt rồi. Ai, không được không được, chờ một lát, ta muốn hướng đi thái tử phi học tập học tập ngự phu thuật. Có vị cô nương đã gấp không chờ nổi. Còn có mấy cái trực tiếp chạy tới vây quanh mênh mang, thấy thái tử ấp úng tự hồ có chút không quá dám lên trước. Còn có không ít thiên kim các tiểu thư thấy thái tử điện hạ bộ dáng này kịp mũi coi thường. Đường đường thái tử sao lại có thể vì thái tử phi không lưng chiếc quế Chính hắn cũng chưa chú ý tới hiện tại hắn hoàn toàn không cần thái tử hình tượng Cách đó không xa trên cây ngồi sổng hai người Hồng Ngọc, xong rồi, chúng ta chủ tử đều bị thái tử phi đồng hóa Hồng Loan, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt Ta liền không quá thích thủ quy cũ, trừ bỏ thủ ám vệ quy cũ Mênh mang bên này đang ở náo nhiệt, trong viện cũng ở náo nhiệt Chu thị trừng mắt dựng mắt nhìn lý nghĩa muốn đem hắn đuổi ra ngoài đi nề hà người này mồm mép lưu cố tình liền ở ngay lúc này binh bộ thị lan dương kiên tới bao lớn bao nhỏ dẫn theo thật nhiều hạ lễ tất cả đều là quý trọng chi vật bá phụ bá mẫu ta tới cấp các ngươi chúc thọ hắn vẽ mặt ý cười thấy trong viện một màn nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người chu thị chu lão gia chu phu nhân xong rồi nữ nhi người theo đuổi cũng tới nhạc phụ nhạc mẫu các ngươi thật sự không nhớ được ta sao? Đã từng ta chính là các ngươi con rể nha. Các ngươi cũng không thể phát đạt liền đã quên ta nha. Lời này nói, thật sự làm người cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lý nghĩa, ta khuyên ngươi chạy nhanh cút đi, ta nhẫn nại là có hạn độ. Chu thị khí hàm răng phát trung, nhìn nhìn bên cạnh Dương Kiên lại cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Như thế nào? Chẳng lẽ ta không thể tới? Nơi này không chào đón ngươi, nơi này là tạ gia, không phải chu gia chạy nhanh lăng cố tình hôm nay lại là cha mẹ ngày sinh hai bên cứ như vậy vẫn luôn giằng co đã lâu chu hành chu vận nhìn hơn nửa ngày nghĩ không ra người này là ai tổng cảm thấy có chút quen mắt ta cố tình liền không lăng hôm nay ta liền tiến vào thảo một ly rượu mừng uống tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người ta tốt xấu cũng là dẫn theo hạ lễ lại đây ngươi tổng không thể không cho ta cái này mặt mũi đi chạy nhanh đi ra ngoài nhà của chúng ta không cần ngươi lễ vật ta cũng không quen biết ngươi chạy nhanh đi. Chu thị, ngươi sao lại có thể như thế đối đãi ta? Cốc xấu ta cũng là hành nhi cùng vận nhi cha, ngươi không thể phát đạt liền đã quên ta nha, nói chuyện nói rất đúng, cậu phú quý, chớ tương quên. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Ngươi đầy miệng phun phân, ngươi cút cho ta. Chu thị cả người đều banh không được, nàng thật vất vả tích góp lên tu dưỡng cùng ôm nhu phu nhân hình tượng thiếu chút nữa khí bạo tẩu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ở nhà của chúng ta nháo sự, thức thời chạy nhanh lăng. Không nghĩ mất mặt cũng đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lý Nghĩa cố tình không sợ, vẻ mặt cười tủm tỉm, hắn hạ quyết tâm hôm nay chính là muốn tống tiền. Có mấy cái phu nhân không cấm nghĩ tới phía trước truyền lưu tạ phủ trước cửa xuất hiện một cái khất cái, tự xưng là chu gia song bào thai tỉ muội cha, chẳng lẽ chính là trước mắt vị này. Trong lúc nhất thời mọi người lại mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, làm đến chu thị rất là xấu hổ, chu lão gia, Chu phu nhân cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ chọn ở như vậy thời điểm tới cửa, về sau hành nhi cùng vận nhi xuất thân chẳng phải là có vết nhơ. Dương Kiên chỉ cảm thấy tâm hảo đau, nhân gia thân cha đã tìm tới cửa về sau, khi hai khuê nữ có thể nhận hắn đương cha kế sao. Chương 425 quỳ ta vô dụng. Ngươi nói hô nói vượng cái gì? Liền tính là chúng ta cũng đã sớm không có quan hệ. Đúng vậy, ngươi leo lên cao chi, ngươi liền không nghĩ muốn ta, ta rốt cuộc nơi nào kém ha hả ta khuyên ngươi có liêm sĩ một chút đi ta hài tử cha cũng không phải là cái gì hảo cha không phải tùy tiện một người đều có thể đương ngươi bất quá là cái hàng giả mà thôi cốc mà đòi ăn thịt thiên nga phi chu thị nỗ lực xoay chuyển mọi người ý tưởng nói nữa ta nữ cha đương quá ăn trộm từ sinh ra khởi liền không có ôm quá nữ nhi một ngày hài tử thân cha thích cùng tiểu thiếp sinh nhi tử lại không thích ta nữ nhi ngươi xem cũng không giống nha ta xem ngươi đều có thể khi ta nhi tử như vậy tuổi trẻ nếu là thích nữ nhi sao có thể hiện tại mới tới cửa tới đâu lời này vừa ra bị đông đảo các phu nhân chỉ trích này cũng quá kỳ cục loại này nam nhân không cần cũng thế người nam nhân